Chương 896 xong như vậy cũng không sao, dù bọn hắn phát hiện ra thân phận chính thức của mình thì làm gì được chứ? Lâm Hiên chẳng phí sức tính toán với hai kẻ sắp chết làm gì? Chỉ cần bọn hắn vẫn lạc thì bí mật về thân phận của mình sẽ không bại lộ. Song Phương đều tin tưởng vào khả năng của mình, mà sự đã thế này bọn họ cũng không lòng vòng chi nữa cho mệt, chỉ có chiến mà thôi. Hơn nữa còn là kết cục không chết không thôi. Đã như vậy đương nhiên không cần khách khí làm gì, đánh đòn phủ đầu chính là chân lý. Lâm Hiên liền động thủ, tay áo vừa phất mỗi bảo vật hình trùy lập tức bay vút ra trên thân bảo vật này tỏa quang mang hỏa hồng sắc mặt ngoài quấn quanh từng vòng hồ quang điện đồng thời còn không ngừng phun ra nuốt vào từng dòng phù văn nhỏ bằng hạt gạo chính là bảo vật thu được từ thiên thi môn cổ lão ma uy lực của nó vốn không tầm thường lúc tại nhạc la thành lại được lâm hiên phí không ít công sức mới có thể tế luyện lại khiến nó để thăng lên rất nhiều thiên lam song ma khẽ nhướng mày quả thật không thể coi thường tên tiểu tử này được hắn vừa ra tay liền tung ra bảo vật xong thuộc tính. Nhưng như thế thì sao chứ? Đối với cường giả phân thần kỳ thì nó cũng không được coi là thủ đoạn cao minh gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh giáp cổ ma nâng tay phải lên, tiếng cốt cách bạo liệt ẩm ẩm vang lên. Nương theo đó là hắc quang lập lòe, chợt không thấy cánh tay đó đâu nữa. Thay vào đó là một thanh liêm đao cốt nhận cực lớn. Nó nhắm ngay lô hỏa chùy của Lâm Hiên bổ xuống. Lâm Hiên nhướng mày, ngón tay liền điểm về phía trước, lập tức không gian chợt vang lên tiếng sấm, mặt ngoài lôi hỏa chùy tỏa quang mang chói mắt, không hề có ý tránh lui mà hung hăng va đụng với cốt nhận kia. Oanh! Tiếng bạo liệt so với tưởng tượng còn lớn hơn, thậm chí nói là xét giữa trời quang cũng không đủ để miêu tả vụ nổ đó. Từ chỗ lôi hỏa chùy va chạm, với cốt nhận chợt tuân ra một đoàn hồ quang điện màu đỏ thẫm, nó điên cuồng mở rộng ra xung quanh, thoáng cái đã bao phủ lấy toàn thân thanh giáp cổ ma. Đại ca, nữ tử đứng cạnh thấy thế thì quá sợ hãi nàng cùng thanh giáp cổ ma đã là vợ chồng nhiều năm như vậy thần thông hắn thế nào tất nhiên là hiểu rõ ràng so với đám ma tộc bình thường thì công pháp trượng phu nàng tu luyện khác hẳn hắn không cần tế luyện bảo vật mà tu luyện theo chiều hướng giống yêu tộc dùng thân thể mạnh mẽ để đối địch nhưng nếu nói hắn chiến đấu hoàn toàn theo cách của yêu tộc lại không chính xác bởi hắn cũng không chỉ dựa hoàn toàn vào nắm đấm trượng phu nàng sau khi tu luyện thiên biến quyết hắn có thể biến hóa cơ thể bản thân thành các loại binh khí khác nhau mà uy lực của chúng cũng không gì sánh kịp nếu so với ma bảo cũng không quá nhưng thật không ngờ vừa qua một chiêu phu quân nàng lại rơi xuống hạ phong có nhầm hay không vậy phu quân nàng là phân thần trung kỳ cơ mà đối phương chỉ là kẻ vừa mới tiến giai phân thần mà thôi trước sau mới có bao lâu chứ theo lý thuyết thì hắn còn chưa củng cố cảnh giới nữa là sao có thể bức lui được đại ca chứ trăm mối hoài nghi mà vẫn không cách nào lý giải nhưng sự thật bày ra trước mắt có hoài nghi cũng vô dụng vốn biết tiểu tử này không tầm thường nhưng thật không ngờ hắn lại bưu hãn đến vậy trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ kinh ngạc song nàng tất nhiên chẳng mất thời gian cảm thán làm gì bàn tay như ngọc vừa dương lên chỉ nghe thấy tiếng sưu sưu không ngừng vang vọng bên tai đồng thời một tấm lụa đen như có sinh mạng đột nhiên hiện ra rồi bay thẳng về phía trước mặt lâm hiên quay đầu nhìn về nơi cách mình hơn trăm trượng trong mắt lóe lên tia sáng gai gai bạc tấm lụa gì chứ rõ ràng là một thanh liễu diệp ma đao hình dạng mỗi thanh ma đao đều giống nhau, dài hơn ba thước, mỏng như cánh ve, mặt ngoài ẩn ẩn lưu quang, hiển nhiên là một chuôi ma đao đã trải qua thiên truy bách luyện. Lâm Hiên đếm qua thì thấy có chừng 72 thanh hợp thành một dài đen kịt. Tấm lụa đang bay đột nhiên truyền ra một tiếng loảng xoảng, tất cả ma đao đột nhiên như thiên nữ tán hoa tản ra bốn phương tám hướng vây lấy Lâm Hiên. Lệ mang bùng bát, mỗi thanh loan đao đều nhằm tới chỗ yếu hại trên người hắn bổ tới. Nàng kia ra tay thật ngoan độc, căn bản là không có ý định thử mà muốn trực tiếp dồn lâm hiên vào chỗ chết nếu đổi lại là một gã tu sĩ cùng giai khác thì rất khó có thể tiếp được chiêu số cay độc như thế nhưng đáng tiếc người đứng đó là lâm hiên đối với hắn thì chỉ như múa rừu qua mắt thợ thôi lâm hiên nhướng mày hắn không thèm suy nghĩ mà hai tay hắn đưa lên bấm niệm pháp quyết quanh thân liền nổi lên ánh sáng đỏ rực đại diện cho hơn trăm khẩu phi kiếm dài chừng gần tấc mũi kiếm tỏa sắc hỏa hồng mỏng như cánh ve vừa nhìn liền biết không phải bảo vật bình thường nó vừa xuất hiện liền nghênh phong biến dài, chỉ trong giây lát đã biến thành những thanh kiếm dài ba thước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những tiên kiếm này vừa xoay cũng liền bạo liệt ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, âm thanh kim thiết dày đặc như tiếng mưa rơi vang lên, mỗi một chuôi ma đao còn chưa kịp bay đến, trước người Lâm Hiên đã bị cửu cung tu du kiếm chặn lại. Nữ ma thấy vậy liền vô cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời nàng ta dường như không tin vào mắt mình nữa thân thông của bản thân tất nhiên là bản thân hiểu rõ nhất, vì luyện chế hắc thủy tu la, đao mà nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, thời gian kéo dài bao lâu tạm thời không nhắc tới, chỉ riêng số tài liệu quý hiếm đã tiêu hao cũng khiến người ta phải trố mắt rồi, thật vất và mới luyện chế thành công bảo vật trong truyền thuyết này, rồi lại tế luyện nó thành bổn mạng pháp bảo. Trước kia khi phải chống lại tu tiên giả cùng giai cơ hồ là không thất bại bao giờ, đám cổ ma đối với nó cũng rất kiêng kỵ, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì vừa đối mặt đã bị bức xuống hạ phong không không chỉ là hạ phong. Nàng đột nhiên biến sắc, một tia máu bỗng tràn qua khóe miệng, thật không ngờ, nàng bị thương. Ngay vừa rồi, cửu cung tu du kiếm của Lâm Hiên đại triển thần uy, một kiếm chém ma đao thành hai đoạn. Số lượng bị hủy không nhiều lắm chứ nếu không với tư cách là bổn mạng pháp bảo, tâm thần tương liên, nàng chắc chắn bị thương nặng hơn nhiều. Nhưng dù vậy cũng đủ làm nàng rè chừng cùng sợ hãi rồi, Hắc Thủy Tu La Đao là pháp bảo trong truyền thuyết, nàng nhờ cơ duyên xảo hợp mà đạt được cách luyện chế trong một bản cổ tịch, hao sức chín châu hai hổ mới thành công có được nó trước kia chưa từng gặp bất lợi bao giờ vậy mà lúc này lại đương nhiên nàng cũng không tự đại cho rằng hắc thủy tu la đao là thiên hạ vô địch nhưng để chống lại tu tiên giả thì có không đánh lại nhưng cũng không nên như hiện tại một chút lực hoàn thủ cũng không có nếu đối phương là lão quái vật độ kiếp kỳ thì mình còn hiểu được nhưng tiểu tử kia chỉ là một phân thần kỳ vừa tấn cấp ngay cả cảnh giới cũng chưa được củng cố không ngờ một chiêu lại có thể hủy được bảo vật đã trải qua thiên truy bách luyện của nàng, bảo sao nàng không tâm phục đây. Cũng may kinh nghiệm đấu pháp của nàng phong phú, dù kinh nhưng không loạn, số ma đao bị hủy chỉ có ba thanh mà thôi, so với lượng bổn mệnh pháp bảo mình có thì không tính là gì. Bàn tay trắng như ngọc của nàng nhẹ nhàng vũ động, một chiêu phượng hoàng bổ thóc được tung ra. Hắc mang đại tố, 69 khẩu hắc thủy tu la đao còn lại bị hắc mang bao bọc, uy lực thoáng cái tăng lên rất nhiều. Thanh âm kim thiết không ngừng vang vọng bên tai, sau một hột đinh đinh đang đang loạn hưởng, cửu cung tu du kiếm không ngờ bị ngạnh bung ra. Những ma đao đồng thời chuyển hướng lên bầu trời, sau đó trụm lại với nhau. Thanh ầm 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 vang vọng khắp không gian, ma khí cuồn cuộn như muốn nhất chìm cả bầu trời, trong phạm vi vài dặm cuồng phong gò thét. Sắc trời tựa hồ cũng ảm đạm đi nhiều, tuy chưa đến nỗi đưa tay không thấy ngón, nhưng cũng đủ để người ta tưởng rằng trời đã chạng vạng, mặt trời hoàn toàn rơi xuống dốc núi. Ẩn ẩn bên trong ma khí chuyển đến từng hồi lệ quỷ gào rú, ác ma thét gào nhưng tột cùng là cái gì thì nhất thời rất khó xác định trong ma phong đột nhiên xuất hiện một thanh ma đao lớn đến không thể tưởng tượng nổi khoảng chừng trăm trượng mặt ngoài quấn quanh mấy chục đầu mặc dao mỗi một đầu mặc dao chỉ dài hai ba trượng nhưng diện mạo chúng lại vô cùng dữ tợn tất cả đều do ma khí thủy thuộc tính tạo thành hai mắt lâm hiên khẽ nheo lại xem chừng nhìn thế là đủ rồi cự kiếm thuật đối với những cường giả cấp bậc như bọn hắn thì thần thông này không tính là gì nhưng những tu tiên giả bình thường tối đa cũng chỉ có thể khiến binh khí mình lớn gấp 10 lần, chừng 7-8 trượng là quá ghê gớm rồi, nhưng mà đào trước mặt lại vượt qua cái hạn chế này. Uy lực của thanh đao dài trăm trượng tạm thời không nói tới, riêng uy danh của nó cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ rồi. Không hồ là cổ ma phân thần kỳ, vừa ra tay đã siêu phàm thoát tục như vậy. Trong tâm Lâm Hiên cũng vô cùng bội phục, song nói thế không có nghĩa là hắn sợ hãi. Hắn tất nhiên cũng lĩnh hội được cự kiếm thuật, nhưng bản thân hắn tất nhiên có sở trường, Lâm Hiên đọc qua công pháp bách gia, mỗi mạch công pháp đều có thử, học lấy điểm mạnh của người khác thì khi chiến đấu mới có lợi. Song trừ phi thực sự thích một pháp thuật nào đó chứ Lâm Hiên không rảnh, mà đi nghiên cứu quá sâu làm gì. Dù sao thời gian Lâm Hiên bước chân vào tiên lộ cũng không quá ngàn năm, dù có các loại linh đan diệu dược phụ trợ, nhưng hành động nghịch thiên tất nhiên cũng có cực hạn. Hắn tất nhiên có thể thi triển được cự kiếm thuật, nhưng nếu so với nữ ma này thì còn lâu mới bị kịp. Nhưng không sao, đối phương thần thông huyền diệu thế nào thì phải đánh mới biết được. Ai nói khi đấu pháp thì phải nhất định ngạnh kháng đòn của đối phương chứ, đại trượng phu phải biết có biết rũi, thân hình Lâm Hiên vừa lóe liền biến mất khỏi chỗ cũ. Thuấn Di không đáng để trong mắt những người như bọn hắn, song hiện tại Lâm Hiên đã tiến cấp phân thần, Thuấn Di sao có thể so với cửu thiên vi bộ mà hắn đang thi triển được. Trình độ huyền diệu của nó thật khó nói nên lời. Thiên ma nhận lao tới đâu, không gian nơi đó liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ vạn vẹo phạm vi vài dặm đều bị ảnh hưởng. Nếu là thuấn di bình thường thì đừng mong chạy được, có khi lại bị không gian lực xé rách cơ thể cũng nên. Nhưng cửu thiên vi bộ lại không ngại chuyện đó, linh quang vừa lóe lên, Lâm Hiên đã ở cách đó mấy trăm trượng. Nguyên vốn có thể đi được xa hơn nhưng hiện giờ chỉ cần né được công kích của đối phương, chứ không phải đang đào tẩu, mấy trăm trượng là đủ rồi. Theo đó cũng có thể thấy được cửu thiên vi bộ của Lâm Hiên đã đến mức lô hỏa thuần thanh, thu phát tùy tâm, dù sao thì người sáng tạo ra công pháp này lúc đó cửu thiên huyền tôn còn kém xa thực lực Lâm Hiên lúc này. Oanh! Một tiếng vanh thật lớn truyền đến, Lâm Hiên tránh thoát một kích của ma nhận nhưng mặt đất lại là kẻ gặp nạn, chỉ thấy ma phong cuồng vũ, cát bay đá chạy che khuất hoàn toàn tầm mắt. Nhưng Lâm Hiên tu luyện thiên phượng thần mục nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặt đất nơi đó bị chia thành hai đoạn, kéo dài tới vài dặm, từ bên trong tràn ra vô số nham thạch nóng chảy khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên, rất nhiều, thường nhân khó mà chịu được. Cảnh tượng đó không khác gì núi lửa phun trào chỉ một kích mà uy lực khủng bố như thế lâm hiên nhìn xong cũng coi như là hiểu được ít nhiều quá trình này nói ra thì dài nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi lâm hiên vừa lui ra liền muốn phản công hắn vốn không phải hạng bị đánh mà không hoàn thủ nhưng có lẽ lần này lâm hiên hơi chủ quan rồi nguy cơ vẫn chưa được giải trừ không sai hắn tránh được một kích của ma nhận nhưng rất nhanh lại có tiếng rồng ngâm vang lên lâm hiên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gần trăm đầu mặc dao đang dương nanh múa vuốt lao về phía mình thanh thế không thua gì bách long chi nha trước kia của lâm hiên thậm chí còn mạnh hơn nhiều những mặc dao đó vốn quấn quanh tu la ma nhận khi đó vốn không dài quá hai ba trượng nhưng giờ lại bạo tăng không chỉ mười lần trên mặt lâm hiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thủ đoạn công kích của đối phương không ngờ lại là đòn liên hoàn tránh được tu la đao chưa phải mọi chuyện đã xong sắc mặt lâm hiên hiện vẻ nghiêm túc nhưng không hề sợ hãi hắn thò tay vỗ xuống túi chữ vật một chiếc chuông nhỏ liền hiện ra nó cao chỉ chừng một xích mặt ngoài được bao phủ bởi màu tím cùng các loại phù văn thần bí. Lâm Hiên búng lên bách linh trùng khiến nó vang lên từng tiếng huyên náo, vô số quạ đen từ bên trong phi ra. Nhưng thể tích bọn chúng lại lớn hơn loài quạ bình thường nhiều, hơn nữa trên mặt lại có ba mắt, toàn thân chìm trong ma hỏa sám trắng. Một cỗ khí tức âm hàn tỏa ra từ trên người chúng, tuy không biết uy lực ma hỏa thế nào nhưng qua đó cũng có thể thấy ma diễm bình thường không thể so được với chúng. Đám thi nha này là do Lâm Hiên đoạt được từ vạn thú tôn giả Ly Hợp Kỳ nhưng qua mấy trăm năm đào tạo của lâm hiên thực lực của chúng còn mạnh hơn nhiều nếu không thì lâm hiên đã sớm vứt đi rồi cái khác tạm thời không nói chỉ dựa vào thể tích cũng có thể đoán ra phần nào sức chiến đấu của chúng cánh vừa dương ra liền rộng chừng ba trượng nhẹ nhàng vỗ một cái liền có mấy ngàn đạo phong nhận áo áo xuất hiện mỗi một đạo đều có đường kính hơn xích từ bên trong tản ra thì khí làm người ta buồn nôn muôn ói từng đạo âm thanh bén nhọn chuyển đến tự không khác gì phong nhận bình thường mặc dao cũng không yếu thế Chúng mở ra chiếc miệng đỏ lòm màu máu phun ra từng đạo thủy trụ. Những thủy thú kia đen đặc, ẩn chứa hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, xem ra uy lực cũng không bình thường. Oanh! Toàn bộ bầu trời đều bị chấn động. Cột nước hòa cùng tà quỷ phong nhận. Phong nhận rõ ràng không dịch lại nhưng những tam nhan thi nha kia vẫn không hề sợ. Oa! Wow, tiếng kêu làm người ta bực bội vang lên, những thi nha kia tiếp tục phun ra đoàn đoàn thi hỏa trắng xám, vật ấy ẩn chứa độc hủ thi, uy lực so với tà quỷ phong nhận còn đáng sợ hơn nhiều lần này, đến lượt thủy trụ ngăn cản không nổi. Tuy nhiên những mặc dao kia chính là do ma khí tụ lại mà thành, càng không phải sinh vật sống gì cả, chúng đương nhiên không hiểu được sợ hãi là cái gì. Cho dù bầu trời phía trước đã bị thi hỏa đáng sợ cách trở, biến thành một màu xám trắng, nhưng như thế thì đã sao, mặc dao giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả mang mọc sông lên. Tổn thất tất nhiên phải có, nhưng sau khi trả một cái giá xa xỉ thì cũng có gần một nửa mặc dao, đột phá sự cách trở của thi hỏa thanh âm oa oa phát ra ngày càng chói tai, mặc dao và tam nhãn thì nha bắt đầu đánh giáp lá cà, chảo xé răng cắn, tranh đấu bất kể trời đất. Nếu solo thì đương nhiên là mặc dao đại chiếm thượng phong, nhưng số lượng tam nhãn thì nha lại nhiều hơn gấp mấy lần, bình thường là 7-8 tam nhãn thì nha vây quanh một đầu mặc dao. Nhất thời, kết quả thắng bại như thế nào cũng rất khó nói, hết thảy những màn đấu pháp liên tiếp này, nói thì lâu nhưng động tác của Lâm Hiên và ma nữ kia nhanh chóng vô cùng, dường như diễn ra ngay lập tức. Mặc giao tuy đã bị ngăn trở nhưng nguy cơ của Lâm Hiên vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, Hắc thủy tu la đao cực lớn kia lần nữa hiển hiện, ma khí phụ cận chen chúc chui vào, tựa hồ lại muốn bổ một đao về phía đầu Lâm Hiên. Lâm Hiên nhướng mày, lần này, hắn không tránh né nữa mà nâng hai tay lên, hoa một vòng kỳ dị trong hư không, từng đạo pháp ấn kỳ quái lần lượt hiện ra. Theo động tác của hắn, Cửu cung tu du kiếm lóe lên, tiên kiếm phân tán từ bốn phía như trường kình lấy nước trở về bên cạnh. Tay phải Lâm Hiên nâng lên, đồng thời là một động tác như phượng hoàng mổ thóc vậy, sau đó 9981 thanh tiên kiếm chia làm 9 nhóm rồi bắt đầu hợp lại. Một lát sau, 9 đóa hoa sen mỹ lệ đã xuất hiện trong tầm mắt, tiên kiếm chi liên. 9 đóa hoa sen này lơ lửng bên người Lâm Hiên rồi từ từ tách ra, hương khí tràn ngập bốn phía, rõ ràng do tiên kiếm tạo thành mà lại giống hoa sen thật như đúc. Ngay sau đó, thanh âm suy suy không ngừng vang lên bên tai, từ bên trong 9 đóa hoa sen bay vụt ra tơ mỏng đầy trời tơ mỏng hỏa hồng thoạt nhìn cùng thần thông hóa kiếm vi ti tương tự như nhau, nhưng nó còn huyền diệu hơn nhiều, hơn nữa số lượng lại cực kỳ kinh người. Tơ mỏng răng khắp nơi, vô số tấm lưới lớn xuất hiện trong tầm mắt, sau đó gắt cao cuốn lấy tu la ma đao. Phía xa xa, nàng kia thấy thế mặt mũi liền biến sắc, nhưng ngoài kinh ngạc lại lộ ra vài phần khinh thường. Nàng đương nhiên hiểu rõ thần thông chính mình, ngũ hành pháp thuật khác tạm thời không nói tới, nhưng cự kiếm thuật của nàng đã trải qua thiên truy bách luyện, ngạo thị tồn tại cùng giai tuyệt không có vấn đề, hơn nữa lại phối hợp với 72 chuôi hắc thủy tu la đao, thì càng không như bình thường, thậm chí phu quân cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Tuy những tơ mỏng kia thoạt nhìn cũng có đại lai lịch, nhưng muốn ngăn cản một kích phá pháp của mình cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Chém! Nàng ta quát lớn một tiếng, vừa dứt lời, ma khí phát ra trở nên mạnh mẽ vô cùng, điên cuồng rót vào ma đao cực lớn kia, bỗng nhiên tốc độ ma nhận này kích bắn về phía trước nhanh hơn gấp bội tuy nhiên những sợi tơ hỏa hồng cơ hồ cũng nhận được kích thích, toàn bộ hướng phía này ngưng tụ lại. Kết quả, tuy khí thế của ma nhận cực kỳ kinh người, liên tiếp chặt đứt gần trăm sợi tơ mỏng nhưng cũng dần dần không còn chút sức lực nào, tốc độ kích xạ giảm đi, những tia sáng hỏa hồng còn lại như mãng xà quấn quanh mặt ngoài, đem nó tầng tầng bao bọc lại. Biến cố như vậy khiến ma nữ trở tay không kịp, sắc mặt khó coi vô cùng. Lâm Hiên thì sớm đã có dự tính, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian để đắc ý. Lâm Hiên liền mở rộng hai tay, liên tiếp kết xuất các loại pháp ấn kỳ quái, biến ảo như hồ điệp xuyên hoa. Cùng với động tác của hắn, thanh âm suy suy truyền vào lỗ tai, lại có một ít tơ hồng từ bên trong chín đóa hoa sen vụt ra, trôi nổi bên người Lâm Hiên. Nhưng những sợi tơ mỏng lúc này cùng tơ mỏng vừa rồi lại có vài điểm bất đồng, ánh sáng màu đỏ mặt ngoài càng thêm chói mắt, tuy nhiên chúng lại ngắn hơn một chút, chỉ dài không quá nửa xích, hơn nữa còn có một đầu nhọn vô cùng, có thể nói gần giống kiếm ti cũng không hẳn, không bằng nói nó cùng phi châm càng thêm tương tự. Lúc này, những phi châm do tiên kiếm chi liên biến hóa ra đang bay lơ lửng trước người Lâm Hiên, số lượng đông đảo vô cùng, phải lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Cả bầu trời đều bị hàng vạn sợi tơ mỏng rậm rạp chẳng chịt bao phủ, nhìn qua thanh thế quả thực dọa người vô cùng. Nàng kia đột nhiên biến sắc. Nhân phẩm thiên lam song ma tạm thời không nhắc đến nhưng kinh nghiệm đấu pháp của bọn họ cũng cực kỳ phong phú, đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên, bàn tay trắng như ngọc lại mơn trớn búi tóc theo động tác của nàng, một pháp bảo hình dạng như lá cây bay vút ra. Nữ ma mở miệng ra, cùng với hơi thở mang mùi đàn hương là một đạo ma khí tinh thuần phun ra, nhanh chóng bị pháp bảo lá cây kia hút lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Lá cây màu đen kia lóe lên, một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Cơ hồ chỉ thoáng một cái đã biến hóa thành hàng trăm hàng ngàn phiến. Sau đó nữ ma thúc giục pháp quyết, hàng ngàn phiến lá bao chọn nàng lại từ xa nhìn lại phẳng phất như một viên cầu do lá cây tạo thành vậy. Có thể nói là mưa gió không lọt. Mặc dù như vậy nhưng nàng ta còn cảm thấy chưa đủ, một chương khăn ngấm từ trên tay nữ ma kia bay ra. Linh quang lập lòe, lại một tầng sáng nữa hiển hiện. Tiếp theo âm thanh suy suy đại phóng, vô số tia sáng như lông châu đã mãnh liệt bắn tới. Màn sáng kia nổi lên rung động một hồi, sau đó lập tức bị phá vỡ, thanh âm đinh đinh đang đang truyền vào tai. Nhưng ma bảo lá cây kia lại không dễ dàng bị phá vỡ như vậy chiến cuộc lâm vào trạng thái rằng co, Lâm Hiên nhướng mày lên, hắn đương nhiên không muốn chứng kiến loại tình huống này, Lâm Hiên cười lạnh một cái, đang muốn thi thần thông diệt trừ địch nhân thì đúng lúc này, một thanh âm gào thét truyền vào lỗ tai, cuồng phong sau lưng đột nhiên nổi lên. Không ổn. Lâm Hiên phản ứng nhanh chóng vô cùng, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thanh giáp cổ ma đã từ trong quang diễm thoát ra, ngay cả lôi hỏa chùy cũng không thể cản trở lão quá mười tức công phu. Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi có chút u ám, vốn dĩ hắn dùng lôi hỏa chùy có uy lực lớn tấn công địch nhân chính vì muốn cầm chân ra hỏa trước mắt tuy thực lực lâm hiên mạnh mẽ nhưng cũng không muốn đối mặt với hai tồn tại đại năng đồng thời giáp công kinh nghiệm đấu pháp của lâm hiên vô cùng phong phú ý định của hắn là trước tiên đem ma nữ kia diệt sát rồi hãng tính nhưng cổ ma phân thần kỳ đã có thể xưng là tồn tại đại năng thì đương nhiên sẽ có điểm bất đồng với những cảnh giới phía trước đã đạt tới cấp bậc này thì sẽ không xuất hiện kẻ yếu nữa nữ ma trông vậy nhưng cũng khó đối phó vô cùng Tuy Lâm Hiên thuộc hạng thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, nhưng muốn chế trụ nàng ta trong thời gian ngắn thì vẫn chưa thể làm được. Tuy kết quả cuối cùng Lâm Hiên vẫn chiếm được thượng phong, nhưng tiên cơ cũng đã mất. Đùng đùng, thanh âm cốt lâu bạo liệt vang lên, hắc quang chợt lóe, cốt nhận trên tay phải cổ ma giáp xanh đã trở lại hình dạng cánh tay như cũ, năm ngón tay nắm chặt lại, đánh một quyền về phía Lâm Hiên. Mục tiêu chính là đầu của hắn, nhưng tốc độ một quyền này lại có vài phần chậm chạp, không có chút thanh âm phá không nào truyền ra vô thanh vô tức, phảng phất một kích này như là diễn trò vậy. Bỗng nhiên sắc mặt Lâm Hiên đại biến, ánh sáng màu xanh toàn thân dâng lên, thân thể của hắn lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy được xoay lại. Lâm Hiên nâng tay phải lên, cũng đồng dạng là năm ngón tay nắm chặt, đánh một quyền nặng như núi về phía trước. Vô thanh vô tức, hoàn toàn không có nửa điểm thanh thế hiển hách, thậm chí lực chi khí xoáy cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Tuy nhiên khi thấy động tác của Lâm Hiên thì đồng tử cổ ma giáp xanh hơi co lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng mờ mịt có lầm hay không chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này cũng là pháp thể song tu sao bất quá giờ khắc này căn bản không thể suy tư cái gì được nữa thậm chí ý niệm trong đầu chưa kịp xoay chuyển thì hai quyền kình đã hung hăng lao vào nhau rồi oanh thanh âm kia cũng không phải quá lớn thậm chí có thể nói chỉ là một tiếng trầm đục truyền vào tai mà thôi nhưng một màn trước mắt hiện ra lại làm kinh hãi thế tục đúng vậy chính xác là kinh hãi thế tục bản thân quyền kình vô thanh vô tức nhưng không gian những nơi nó đi qua lại bắt đầu sụp đổ mà không gian nơi hai cỗ quyền kình chạm nhau tức thì bị một luồng cự lực bàng bạc khuấy động mãnh liệt không có gió mạnh cũng không có dư âm tràn ra bốn phía mà toàn bộ không gian chỉ xuất hiện một điểm màu trắng ban đầu chỉ là điểm nhào cỡ quả bóng cao su sau đó nó nhanh chóng mở rộng ra đường kính phải đạt đến bảy tám trượng ô đột nhiên thanh âm một trận quái phong truyền vào lỗ tai sau đó tất cả bùn đất cát đá phụ cận thậm chí cả không khí cũng đều bị điểm trắng kia hút vào điểm trắng kia và không gian lỗ đen trong truyền thuyết có vài phần tương tự, mà sự thật cũng chắc chắn là như thế. Một kích vừa rồi của Lâm Hiên, cùng cổ ma giáp xanh có thể nói điều vận tất cả công lực bình sinh, hai vị đại năng phân thần kỳ liều mạng tranh đấu, kết quả là ngạnh xanh xé vỡ không gian làm xuất hiện lỗ đen, chẳng qua nó rất nhỏ bé mà thôi, hơn nữa bởi thiên địa pháp tắc nên đang được nhanh chóng lắp đầy lại. Cũng may là như thế, chứ nếu không gặp phải không gian lỗ đen chính thức, thì nhất định nó sẽ không bị lấp đầy như vậy mà mọi thứ phụ cận, đừng nói cát đá bụi đất, thậm chí cả ánh sáng và thiên địa nguyên khí đều không thể thoát khỏi, tất cả đều bị lỗ đen này nuốt hết. Lâm Hiên và cổ ma giáp xanh lại càng không cần nói tới, chắc chắn cả hai sẽ táng thân trong hắc động, nói tự mua dây buộc mình cũng không sai chút nào. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là nếu như mà thôi, hai tồn tại phân thần kỳ như thế nào có thể tạo ra không gian lỗ đen chính thức, một kích vừa rồi của bọn hắn chỉ mô phỏng một chút hiệu quả của lỗ đen, còn sao mới có thể so sánh với lỗ đen chính thức được nhưng bất kể như thế nào, chỉ một kích mà có thể đem không gian xé rách, điểm này nhất định đã đủ để kinh thế hãi tục rồi. Lâm Hiên tu tập Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết, chính là cực phẩm công pháp luyện thể thuật, lại phối hợp phục dụng kỳ lân quả sau khi chết xuất nên ngay cả yêu tộc, cùng dai cũng còn sao mới có thể so sánh được, nhưng một kích liều mạng vừa rồi lại không chiếm được tiện nghi chút nào. Cổ ma giáp xanh trước mắt, nếu bàn về trình độ cường hoành của thân thể, thì tuyệt không thua kém so với chính mình bao nhiêu, thậm chí còn tốt hơn một bậc trong nội tâm lâm hiên ngạc nhiên đôi chút nhưng hắn biến chiêu không chậm điểm nào tay phải lùi về nhưng năm ngón tay tay trái lại chụp tới ngưng trọng dị thường hướng phía trước xuất ra một chảo xoẹt xẹt không gian đột nhiên chấn động thiên địa linh khí hướng chính giữa tụ lại một bàn tay khổng lồ màu xanh xuất hiện ở trong tầm mắt mặt ngoài bàn tay phù văn pha tạp mơ hồ còn có cổ văn thần bí cỡ nắm tay như ẩn như hiện bàn tay này dài đến hơn 10 trượng nó vừa mới xuất hiện đã lập tức chụp xuống phía dưới tay phải Lâm Hiên cũng không có nhàn rỗi, hắn vất tay áo một cái, chỉ thấy linh quang trói mắt, một thanh đoản kiếm dài hơn thức bay vút ra. Lâm Hiên nắm chặt chuôi kiếm, hắn hít một cái thật sâu rồi đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào. Chỉ một thoáng, lệ mang nổi lên, một cỗ linh khí bàng bạc từ tiên kiếm trong tay Lâm Hiên, hướng về bốn phía ầm ầm phát ra ngoài. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, phảng phất như sét đánh giữa trời quang, đột nhiên thân ảnh tứ linh lăng không hiển hiện ra, sau đó nhanh chóng dương nhanh múa vuốt hướng phía trước nhào tới. Tứ Linh bất đồng chủng loại, nhưng uy lực khi liên thủ lại làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi, trong mắt cổ ma giáp xanh lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí có vài phần hoảng sợ. Thông Thiên Linh Bảo, không đúng, Hậu Thiên Linh Bảo bình thường không thể có thanh thế như vậy, chẳng lẽ là Tiên Thiên Linh Bảo trong truyền thuyết sao? Trong đầu cổ ma nghĩ như vậy khiến lão rung động đến tột đỉnh, Tiên Thiên Linh Bảo và Hậu Thiên Linh Bảo tuy đều được xưng là linh bảo, nhưng sự khác nhau giữa chúng có thể dùng vân bùn để hình dung. Hậu Thiên Linh Bảo tuy cũng là vật có uy lực rất lớn, nhưng trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng không tính là vật gì quá chân quý. Một lão gia hỏa phân thần kỳ, bất kể là nhân tộc, yêu thú hay là cổ ma trong truyền thuyết, chỉ cần để tâm một chút, cũng có thể thu nạp đến vài món Hậu Thiên Linh Bảo làm vật phòng thân. Nhưng Tiên Thiên Linh Bảo lại hoàn toàn bất đồng. Đừng nói phân thần kỳ, ngay cả lão quái vật độ kiếp kỳ hoặc cổ ma thánh tổ, cũng không nhất định có thể xuất ra gia hỏa trước mắt này bất quá vừa mới tấn cấp, nói cách khác, một khắc trước vẫn chỉ là tồn tại động huyền kỳ, đẳng cấp loại này làm sao có thể có một kiện tiên thiên linh bảo chứ? Trong lúc nhất thời, cổ ma giáp xanh như rơi vào năm dặm mây mù, đủ loại nghi hoặc quả thực rất nan giải xuất hiện, nhưng giờ khắc này làm sao có thời giờ cho lão chậm rãi suy tư nữa, mặc kệ lưỡi dao sắc bén trong tay đối phương có thật sự là tiên thiên bảo vật hay không, tóm lại, phải giải trừ nguy cơ trước mắt đã rồi nói sau. Mắt thấy thế tới của hư ảnh tứ linh mãnh liệt gây người, đồng tử cổ ma giáp xanh hơi co lại, mặc dù một chảo sắc bén của Lâm Hiên đã đến đỉnh đầu, nhưng lão lại có vẻ chẳng thèm ngó tới. Cổ ma nâng tay phải lên, âm thanh xoẹt xẹt đại phóng, một đạo hắc sắc thiểm điện từ trong lòng bàn tay vọt ra, hóa thành một đầu điện dao, hung tợn nhào tới bàn tay khổng lồ màu xanh kia. Phốc, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, tuy thế tới bàn tay khổng lồ mãnh liệt vô cùng, nhưng điện dao do giáp xanh cổ ma thả ra, cũng đồng dạng là không như bình thường cả hai chạm nhau lập tức đồng quy vu tận. Một đạo công kích của Lâm Hiên đã bị hóa giải, nhưng ngay sau đó, hư ảnh tứ linh đã bổ nhào tới, đối mặt với chiêu số hư hư thực thực của tiên thiên linh bảo, thì cổ ma giáp xanh cũng không dám có mảy may khinh thị. Giống, chỉ thấy lão ngẩng đầu lên, yết hầu phát ra trận trận gầm nhẹ. Sau đó ma quang trên hai tay hai chân đồng thời lóe lên, tay trái và tay phải lần lượt biến thành hai thanh ma nhận khổng lồ dài hơn một trượng. Không không chỉ có tay, ngay cả đầu gối của lão cũng biến thành ma nhận sắc bén. Lúc này, tướng mạo và hình dáng cổ ma giáp xanh đáng sợ đến cực điểm. Chỉ thấy hai lưỡi dao khổng lồ có chút trầm xuống, hai chân lại gấp khúc, thân thể của lão cong lại, tựa hồ muốn biến thành một quả bóng cao su vậy. Động tác tuy có vài phần buồn cười, nhưng phối hợp với những thanh ma nhận sáng lập lòe thì ai cũng cười không nổi. Động tác của lão tuy có chút cổ quái, nhưng lúc này lại như nặng ngàn cân chém về phía trước mặt. Ô, Thanh âm cổ quái vang lên, một đạo hắc sắc quang nhận lăng không bay đến, hình dạng của nó cũng thật là kỳ dị, rõ ràng có chút tương tự cùng một đóa hoa tươi đang nở rộ, chỉ có điều cánh hoa là nguyệt nha mà thôi. Đóa hoa này không nhanh không chậm hung hăng chém tới hư ảnh Tứ Linh kia. Oanh! Sau một khắc, hàng loạt tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, gió mạnh bắn ra tứ phía, tất cả đại địa, không, là toàn bộ không gian đều bị lay động, dùng mắt thường cũng có thể thấy được từng đợt sóng khí xung kích bắn ra bốn phía những nơi chúng đi qua thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật phàm là vật chắn ở phía trước đều hóa thành bột mịn tuy nhiên lâm hiên lại tuyệt không quan tâm đến kết quả sau khi hắn xuất ra một chiêu liền áo áo quay đầu lại toàn bộ quá trình miễn khởi cốt rơi mà nữ kia thậm chí không kịp phản ứng gì nữa lúc này nàng đang vất vả thao túng tu la ma nhận tựa hồ muốn chảm trừ những sợ quang ti hỏa hồng đang quấn lấy kiếm ti dù sao đây cũng là bảo vật lợi hại nhất của nàng nên đương nhiên không thể vứt bỏ được nhưng khi thấy lâm hiên quay đầu lại thì lập tức sắc mặt nàng ta trở lên vô cùng nghiêm túc, những dư âm bạo liệt còn lại khiến nàng hết sức lo lắng, đối với thần thông Lâm Hiên thì càng rè chừng và sợ hãi đến cực điểm. Lần này quả thật đúng là mắt mù rồi. Vốn dĩ tưởng hắn là một tiểu gia hỏa vừa tấn cấp, cảnh giới còn chưa vững chắc, cho dù có chút thủ đoạn thì có thể lợi hại tới trình độ nào chứ? Hai vợ chồng thị ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ai có thể hiểu được đối phương căn bản không thể dùng lẽ thường để phòng đoán? hai vợ chồng thị lần này quả thực đã trúng tấm thiết bản rồi. Nhưng lúc này đi hối hận cũng chỉ thêm vô dụng mà thôi. Song Phương đã đánh đã đến tình trạng như vậy, trừ phi phân ra sinh tử mạnh yếu còn không thì chắc chắn không có khả năng dừng tay. Huống chi, nếu thật có thể giảng hòa thì nàng cũng không dám làm như thế. Nhiệm vụ lần này đến Linh Nguyên Cốc là vâng mệnh của Thánh Tổ Đại Nhân đến tìm Long Viêm Thảo. Biết rõ bảo vật ở chỗ này lại dám khiếp đảm tránh lui, mà trên đời không bí mật nào có thể che giấu mãi được, vạn nhất chuyện này bị thiên nguyên thánh tổ biết được thì hậu quả phải gánh chịu tiểu tử trước mắt tuy khó chơi nhưng so với lửa giận của thánh tổ đại nhân thì lại không đáng kể chút nào trong đầu hàng loạt ý niệm hiện ra nàng ta còn đang muốn tế ra bảo vật khác thì lần này lâm hiên đã động thủ trước chỉ thấy hắn nâng tay trái lên năm ngón tay cong lại đánh ra một chảo về phía trước xoẹt xoẹt đột nhiên không gian phụ cận chấn động một hồi thiên địa linh khí ngay lập tức tụ tập thành một bàn tay khổng lồ màu xanh mặt ngoài mang theo phù văn pha tạp mơ hồ còn có cổ văn thần bí nhỏ cỡ nắm tay như ẩn như hiện. Bàn tay này dài đến hơn 10 trượng, nó vừa mới xuất hiện đã lập tức chụp xuống phía dưới. Nữ ma thấy thế trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị một nụ cười lạnh thay thế. Đúng là múa dìu qua mắt thợ, khó trách mình nhìn chiêu số này có chút quen mắt. Một khắc trước hắn còn thi triển qua đối với trượng phu, mặc dù nàng ta đứng ở đằng xa nhưng cũng thấy rất rõ ràng. Chiêu thức này cơ hội chỉ trong nháy mắt đã bị phu quân bài trừ, uy lực của nó hiển nhiên không nhỏ nhưng muốn đối phó với tồn tại phân thần kỳ thì có chút si tâm vọng tưởng ân đây chắc hẳn là một hư chiêu bất quá là kéo dài thời gian mà thôi hắn nhất định có chiêu sát thủ đằng sau nữa trong đầu nghĩ như vậy nên nữ ma cũng sẽ không để bàn tay khổng lồ màu xanh kia ở trong lòng chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc phất một cái một đạo hắc quang từ trong lòng bàn tay bay vút ra xoay quanh bay múa một chút rồi biến thành một đầu ma mãng hung tợn nó vừa xuất hiện đã mở cái miệng lớn đầy máu tấn công bàn tay khổng lồ chiêu này chỉ là tiện tay xuất ra mà thôi uy lực đương nhiên không lớn nhưng khi nghĩ tới tình cảnh phu quân vừa mới ứng phó bàn tay khổng lồ kia thì nàng tin tưởng ma mãng này vẫn dư sức nàng ta chỉ phân ra một phần khí lực phòng ngự còn lại chín phần tinh lực đều chú ý đến nhất cứ nhất động của lâm hiên xem xem hắn còn có chiêu sát thủ lợi hại gì quả nhiên lâm hiên đã xuất thủ chỉ thấy hắn phất tay áo một cái linh quang lập lòe vô số pháp bảo mỏng như lá liễu bay vút ra số lượng càng cực kỳ kinh người chừng hơn mấy ngàn phiến, nàng kia đột nhiên biến sắc. Cửu cung tu du kiếm của Lâm Hiên chỉ có 81 chuôi đã làm, cho nàng cảm thấy khó có thể ứng phó, trước mắt đối phương xuất ra số lượng bảo vật gấp còn nhiều gấp 10 lần. Trong lòng nữ ma có chút hoảng sợ, nhưng Thiên Lam Song Ma không phải chỉ có hư danh, dù sao nàng cũng là tồn tại cấp bậc phân thần kỳ, kinh ngạc ban đầu rất nhanh qua đi, chỉ một lát nàng ta đã phát hiện ra điều bất thường. Những phi đao mỏng như cánh ve kia tuy số lượng làm cho người ta kinh hãi, hơn nữa linh quang chấp động, xem ra cũng là một kiện dị bảo, nhưng so với cửu cung tu du kiếm thì còn xa mới kịp. Nói đơn giản thì chúng chẳng qua chỉ để dọa người mà thôi. Tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa ta đã bị người hù sợ. Nữ ma đổi giận thành vui, cười mắng một câu, sau đó nàng liền vươn tay ra vỗ bên hông một cái, tựa hồ đang muốn lấy ra bảo vật khác thì đúng lúc này, phốc, một thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền vào lỗ tai. Ban đầu nữ tử cũng không để ý, suy nghĩ đầu tiên của nàng là, bàn tay khổng lồ kia đã bị ma mãng của mình đánh bại, nhưng sau một khắc lại mơ hồ có cảm giác có điều gì đó không đúng. Tình huống đang diễn ra hoàn toàn khác so với dự liệu ban đầu của nàng. Chỉ thấy một đoàn hỏa diễm ngũ sắc lưu ly xuất hiện trong bàn tay khổng lồ kia, vừa xinh đẹp mỹ lệ nhưng lại vừa quỷ dị vô cùng. Huyễn Linh Thiên Hỏa. Ma mãng do nàng tiện tay tế ra thì uy lực có thể đến mức nào chứ? Vừa đối đầu với Huyễn Linh Thiên Hỏa đã lập tức biến thành hư vô. Nàng ta sợ hãi vô cùng, thế mới biết mình đã bị lừa rồi, tuy nhiên lúc này biến chiêu đã không còn kịp nữa, một tiếng hô nhẹ truyền vào tai, huyễn linh thiên hỏa đã bổ nhào đến bao khỏa từ đầu đến chân nữ ma. Huyễn linh thiên hỏa, hôm nay trải qua không ngừng tu luyện và dung hợp đã có bốn loại thuộc tính, theo thứ tự là âm hàn, kịch độc, ăn mòn, thôn phệ. Hơn nữa, khi trước cắn nuốt bách linh ma hỏa, nó còn gia tăng thuộc tính đâm xuyên. Uy lực không cần phải nói, cho dù là cổ ma phân thần kỳ, một khi bị khốn trụ thì không chết cũng phải lột ra tuy nhiên thần diệu của huyễn linh thiên hỏa lại phải đánh chúng đối phương mới có hiệu quả nếu không hết thảy sẽ trở thành toi công mà nữ ma trước mắt này thần thông tạm thời không đề cập tới nhưng tâm tính lại cơ cảnh vô cùng trong thời gian ngắn muốn dùng huyễn linh thiên hỏa chế trụ nàng thì thật sự là khó như lên trời nếu đổi lại là một người khác thì nhất định là thúc thủ vô sách nhưng lâm hiên há có thể so sánh với tu sĩ bình thường tâm cơ và kinh nghiệm đấu pháp của hắn vô cùng phong phú sự tình người khác làm không được thì trong mắt hắn chỉ cần một biện pháp đơn giản là xử lý xong xuôi đấu trí không đấu lực nói thì dễ dàng như vậy nhưng muốn làm được phải cần thông minh và tâm cơ cỡ nào thì thật khó có thể nói hết toàn bộ tâm trí của lâm hiên đều đặt trên người nàng này chính tại thời điểm đấu pháp cùng cổ ma giáp xanh hắn đã dùng một chút mưu mẹo trước khi lâm hiên dùng vệ linh kiếm xuất ra một kiếm kinh thiên động địa thì đã dùng linh khí tụ thành bàn tay khổng lồ chộp tới nhưng một chiêu này lại không có tác dụng gì cả cổ ma giáp xanh chỉ tiện tay thả ra một đầu điện dao đã bài trừ hoàn toàn toàn bộ quá trình này nữ ma ở phía xa đương nhiên thấy rất rõ ràng nhưng nàng ta lại không hiểu được mình đã vô thanh vô tức rơi vào cái bẫy của lâm hiên ấn tượng ban đầu không sai lâm hiên dùng hư chiêu đó chỉ để gây ấn tượng cho nàng mà thôi một khi nữ ma đã bị lừa thì mọi việc dễ dàng rồi trong lúc tranh đấu với nàng lâm hiên đã sử dụng chiêu thức y hệt như vậy nữ ma tự nhiên chẳng thèm ngó tới cho rằng mục đích của lâm hiên chỉ để dụ địch mà thôi vì vậy nên nàng căn bản không để bàn tay khổng lồ kia vào mắt chỉ là tiện tay thoải mái đối phó mà thôi. Toàn bộ tâm trí nàng đều tập trung để phòng hậu chiêu của Lâm Hiên. Nhưng tục ngữ nói không sai, hư là thực, thực là hư, nữ ma đã vô cùng chú ý cẩn thận, nhưng vẫn rơi vào cạm bẫy do Lâm Hiên bày ra. Bàn tay khổng lồ do linh khí biến thành quả thực không khó đối phó, nhưng bên trong còn ẩn giấu huyễn linh thiên hỏa. Đây mới chính là chiêu sát thủ của hắn. Khi thấy huyễn linh thiên hỏa vây khốn nữ ma, trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, tuy nhiên thiên lam song ma uy danh hiển hách, muốn diệt sát tồn tại phân thần kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tức thì hai tay Lâm Hiên cuồng vũ, từng đạo pháp quyết lóe lên rồi dung nhập vào bên trong Thiết Vũ Phi Hoàng đao. Chỉ một thoáng, lệ khí từ hàng ngàn thanh phi đao ầm ầm dâng lên, thanh âm suy suy không ngừng truyền vào tai. Trong nháy mắt, chúng đã đến bên cạnh nàng ta, tất cả không chỉ hoãn chút nào mà lập tức chui vào trong màn lửa kia. Huyễn Linh Thiên Hỏa, Thiết Vũ Phi Hoàng đao đều là bảo vật của Lâm Hiên, nên cho dù có lao vào nhau đi chăng nữa thì đương nhiên cũng không làm tổn thương nhau. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười, kế hoạch của mình rốt cục cũng thành công, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhướng mày lên, bên trong ngọn lửa kia không hề có tiếng kêu thảm thiết nào truyền ra cả, số lượng hàng ngàn thanh thiết vũ phi hoàng đao lại như đánh vào hư không vậy. Làm sao có thể như thế được? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia kinh ngạc, thần thức của hắn cảm ứng rõ ràng đối phương không có đào thoát, nữ ma chắc chắn đang bị khốn trụ trong huyễn linh thiên hòa. Nhưng tại sao những phi đao của mình lại không có chút hiệu quả nào? chẳng lẽ là bí thuật di hình hoán vị trong truyền thuyết. Lâm Hiên cũng chỉ có thể âm thầm phỏng đoán như vậy mà thôi, rõ ràng đánh trúng đối phương mà lại biến thành kết quả, như vậy thì hắn tự nhiên nghĩ tới khả năng là không gian pháp tắc. Bất quá bí thuật di hình hoán vị cũng chỉ nghe đồn trong truyền thuyết, cụ thể là như thế nào thì Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Thời gian cấp bách lúc này khiến hắn càng không có thời gian đi phỏng đoán thêm gì nữa. Lâm Hiên hao tổn rất nhiều tâm cơ mới có cục diện tốt đẹp như thế này, sao lại có thể cho phép nó vụt khỏi tay mình được? ngay lập tức tay phải Lâm Hiên nâng lên, một ngón tay điểm về phía trước, suy. Chưa dứt lời, chín đóa hoa sen tức thì tan thành mây khói. Thay thế vào đó chính là 9981 chuôi cửu cung tu du kiếm, tung hoành phi vũ, sau đó chúng lấy tốc độ kinh người kích bắn về phía nữ ma kia. Cho dù thật sự là bí thuật di hình hoán vị thì sao chứ, có thể ngăn cản được bổn mạng pháp bảo của mình hay không thì còn phải xem đã. Đối với cổ ma thì Lâm Hiên chắc chắn không có thương hoa tiếc ngọc gì cả, đã ra tay thì tuyệt không khoan dung khí thế của cửu cung tu du kiếm mạnh mẽ hơn nhiều so với thiết vũ phi hoàng đao, khiến nữ ma kia vừa sợ vừa giận. Nhưng lúc này nàng còn đang vất vả đối phó với huyễn linh thiên hòa, nhất thời vô phương dãy dụ thoát khỏi khốn trụ, thì sao có thể phân tâm đối phó với cửu cung tu du kiếm được. Cũng may tuy nàng bị chế trụ, nhưng cũng không mất đi tâm thần liên hệ cùng bổn mạng pháp bảo của mình. Không biết may mắn thế nào mà thiên ma nhận đã dãy dụ thoát ra. Chỉ nghe một hồi thanh âm kim loại truyền vào lỗ tai, hắc thủy tu la đao đi sau mà đến trước, một lần nữa phân ra thành hơn 10 thanh ma nhận chặn đứng cửu cung tu du kiếm, đình đinh đang đang đấu nhau thất linh bát lạc. Lâm Hiên nhướng mày lên, bổn mạng pháp bảo của hắn hơn hẳn đối phương một bậc, về phần thủ thắng thì không hề có chút lo lắng nào cả, tuy nhiên Hắc Thủy Tu La đao cũng có chỗ độc đáo, muốn đánh bại cũng cần một ít thời gian. Nhưng hiện tại hắn làm gì có thời giờ mà chỉ hoãn ở chỗ này, chỉ cần hơi chút kéo dài, thì tiên cơ thật vất vả mới có được sẽ như nước chảy biển đông một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, chỉ thấy Lâm Hiên thỏ tay sờ bên hông, sau đó một thanh giáo cổ xưa đã xuất hiện trong tay phải của hắn. Lúc này cửu cung tu du kiếm đang bị pháp bảo đối phương cuốn lấy, sử dụng phệ linh kiếm lại cần thời gian quá lâu, cân nhắc thiệt hơn thì đảo hải qua này đích xác là bảo vật thích hợp nhất. Đối phương sử dụng thần thông không gian thì mình cũng nên dùng nó đối phó, lấy độc trị độc. Lâm Hiên không dám chỉ hoãn thêm nữa, pháp lực toàn thân hắn mãnh liệt rót vào bảo vật trên tay. Ngay lập tức mặt, Ngoài trường qua xuất hiện vô số phù văn pha tạp cùng với ánh sáng màu xanh chói mắt, tay phải Lâm Hiên hung hăng hướng phía dưới vung lên. Thanh âm xoẹt xẹt vang vọng, một cỗ khí tức hung lệ tràn ra bốn phía, nương theo đó là vô số phù văn trên mặt ngoài trường qua như ẩn như hiện phun ra nuốt vào. Những văn tự kỳ lạ này mang theo phong cách cổ xưa, cùng các phù văn bình thường khác nhau rất lớn. Linh quang mặt ngoài trường qua lập lòe làm thành một vòng tròn, một pháp trận tinh xảo quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó một nguyệt nha hình quang nhận hiện lên, quang nhận này dài hơn một trượng, bên trong mơ hồ còn có những tiểu pháp trận huyền diệu ẩn hiện. Uy lực đương nhiên không phải chuyện đùa, không khí những nơi nó đi qua phẳng phất có những vết nứt màu trắng bạc hiện ra. cấp độ của nó lại càng làm cho người chố mắt, vừa mới xuất hiện đã bay đến phía trước huyễn linh thiên hòa. Uy năng bảo vật mạnh mẽ vô cùng khiến nữ ma sợ tới mức tim đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ta vội càng cắn răng, không tiếc tổn hao đại lượng nguyên khí nắm chặt hai tay lại, lần nữa thi triển di hình hoán vị chỉ sau một khắc quang nhận kia đã hung hăng chém tới phốc cũng không hề có tiếng kêu thảm thiết nào phát ra nhưng một màn kế tiếp diễn ra lại làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi ngay lúc quang nhận chém tới hỏa diễm thì ma nữ đã kịp thi triển bí thuật di hình hoán vị thần thông này huyền diệu như thế nào thì theo tên gọi cũng có thể đoán ra một hai phần danh như ý nghĩa thuật này có tác dụng hoán đổi không gian tuy thời gian chỉ ngắn ngủn một hơi nhưng sai một ly đi một dặm trong thời gian nháy mắt cũng đã đủ để người thi triển bí thuật tránh né công kích trí mạng của địch nhân, biến nguy thành an. Trước kia mỗi lần gặp phải cường địch, bí thuật di hình hoán vị của nàng luôn có đại hữu dụng, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bị phá giải. Nhược điểm duy nhất của nó chỉ là không thể tùy ý thi triển được, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao lượng lớn bổn mạng nguyên khí. Nàng ta cứ ngỡ lần này cũng có thể biến nguy thành an, nhưng thật không ngờ đảo hải qua của Lâm Hiên cũng là bảo vật không gian, hơn nữa lại còn có đại lai lịch, bản thân ẩn chứa thần thông không gian cực kỳ huyền ảo uy lực vô cùng, hai loại không gian pháp tắc lao vào nhau, pháp tắc yếu kém hơn đương nhiên bị cắn nuốt mất. Nhưng dù sao thiên địa pháp tắc nào phải bình thường, chỉ một thoáng, hai loại không gian pháp tắc điên cuồng thôn phệ nhau, đã tạo thành một cái xoáy nước lớn gần trượng. A, à, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, nữ ma vừa vặn ở vào trung tâm xoáy nước liền bị lực lượng không gian xé rách, muốn tránh cũng không được, đừng nói thân thể vỡ thành trăm ngàn mảnh, ngay cả nguyên anh cũng không có cơ hội đào thoát phía bên này, toàn thân Lâm Hiên toát đầy mồ hôi lạnh, huyễn linh thiên hỏa thiếu chút nữa cũng bị xoáy nước kia hút đi. Cũng may mà thần thông này thật sự phi phàm, trải qua ngàn năm bồi luyện đã đạt đến trạng thái tâm ý tương thông, ngay lúc tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc rốt cục cũng được triệu hoán trở về. Nếu không tuy hưng phấn vì diệt sát một cường địch nhưng bởi vậy, mà mất đi ma viêm khổ tu ngàn năm thì nhất định là được không bù mất, phải trả một cái giá quá đắt rồi. Lâm Hiên thở phào một hơi, Thiên Lam Song Ma chỉ còn một tên mà thôi, quả thực không khó đối phó cho lắm, trận đấu pháp này có thể nói mình đã ở thế bất bại rồi. Ý nghĩ thoải mái trong đầu vừa mới xuất hiện thì đột nhiên, một hồi thanh âm gầm gừ kinh thiên động địa truyền vào lỗ tai, đất rung núi chuyển, linh khí đầy trời cũng theo tiếng gầm gừ mà chấn động, hơn nữa trong tiếng huýt gió còn tràn đầy bi thống, đau thương, phẫn nộ. Lâm Hiên lập tức quay đầu, chỉ thấy thân ảnh cổ ma giáp xanh từ trong bụi mù dần dần hiện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio nét mặt của lão sen lẫn bi thương cùng phẫn nộ tột cùng khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được thiên lam song ma đều là những kẻ lòng ra ác độc ghê người đừng nói tu tiên giả thậm chí cả người bình thường không có linh căn vẫn lạc trong tay bọn họ cũng là vô số kể dùng cảnh sát người đầy đồng để hình dung tuyệt không quá đáng tuy nhiên hai vợ chồng lão mặc dù không việc ác nào không dám làm nhưng tình cảm dành cho nhau lại không có nửa điểm giả dối vài vạn năm qua có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu từ lúc bắt đầu bước vào tiên đạo đến khi hai người kết làm phu thê trúc cơ kỳ, tựa hồ chưa từng tách nhau ra lần nào cả. Con đường tu tiên thật lắm trông gai, cổ ma giới lại càng không cần nói. Vài vạn năm trước, hai vợ chồng lão không phải đại năng phân thần kỳ gì cả, cũng chỉ là những tiểu tu sĩ dìu dắt nhau tiến lên phía trước mà thôi. Gần 10 vạn năm qua có gió tanh mưa máu, nguy hiểm khốn khổ nào bọn họ không từng trải qua. Trên con đường tu tiên mở mịt, hai người nương tựa vào nhau vượt qua hết sóng gió này, tới sóng gió khác mới có thiên lam song ma uy trấn thánh giới hôm nay vậy mà giờ đây thê tử lại bỏ mình mà đi một khắc trước lão phải trơ mắt nhìn ái thê ngã xuống hơn nữa lại không có cách nào xoay chuyển được cảm giác trong lòng giờ khắc này bi phẫn đến cực điểm ngươi sẽ phải chết cổ ma giáp xanh quay đầu lại trên mặt lộ vẻ oán độc khó có thể nói hết đồng tử của lão cơ hồ đang phun hòa mặc dù hiện tại lão vẫn không thể tin được một màn vừa phát sinh ở trước mắt nhưng thần thức liên hệ cùng thê tử đã biến thành hư vô hắn ngẩng đầu lên tiếng kêu gào bi thương rung động lòng người tự yết hầu run run phát ra thậm chí ngay cả thiên địa cũng phẳng phất biến sắc vậy đồng tử lâm hiên hơi co lại hắn như suy nghĩ điều gì đó rồi trường qua trong tay phải một lần nữa vung lên ánh đao sáng như tuyết hiện ra nguyệt nha hình quang nhận vẫn trói mắt như trước không gian những nơi nó đi qua bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu trắng bạc lâm hiên bất chấp tất cả hắn muốn thừa lúc tâm thần cổ ma bất ổn mà diệt sát nếu không một khi lão khôi phục lại thì công kích kế tiếp nhất định là long trời lở đất. Một kích của Đào Hải qua nào phải chuyện đùa, tốc độ càng làm người ta chố mắt, bên này vừa mới hiển hiện, bên kia đã bổ tới chỗ cách cổ ma giáp xanh ba thước. Muốn tránh cũng không được. Trên mặt Lâm Hiên toát lên vẻ hưng phấn vô cùng. Nếu có thể một kích tất sát thì quả thực mọi sự quá hoàn hảo. Ý nghĩ này của Lâm Hiên, vừa như điện quang xẹt qua thì cổ ma phía bên kia đã giơ tay lên, chỉ thấy vệt sáng màu xám mờ lóe lên một cốt nhận bén nhọn từ khuỷu tay lão hiện ra, nó chỉ dài hơn một xích, mặt ngoài quấn quanh những tia điện quang màu xám trắng. Cũng không hẳn, vật kia không phải hồ quang điện mà là một dạng thi khí cổ quái màu xám. Lâm Hiên nhìn thế nào cũng không thể nói rõ ràng được. Bất quá chẳng quản nó là cái gì cả, đối phương ứng phó vội vàng như thế tuyệt đối không cách nào tiếp được một kích này, cho dù không vẫn lạc thì trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Chỉ nghe một tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền vào lỗ tai, cốt nhận màu xám cho kia đi sau, mà đến trước đã ngăn quang nhận lại trước mặt cổ ma. Tuy nhiên sự tình lại hoàn toàn trái ngược với sự tưởng tượng của Lâm Hiên. Cổ ma giáp xanh, không những không hề bị thương mà khí tức toàn thân lão còn đang không ngừng nâng lên. Nói một đường tăng vọt cũng không đủ, rất nhanh đã tiếp cận phân thần trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn không có ý dừng lại, linh áp lão phát ra ngày càng đáng sợ. Chẳng lẽ là? Sắc mặt Lâm Hiên dần dần có chút khó coi, không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đối phương đang sử dụng bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Nhưng chẳng lẽ tu vi của lão có thể tăng lên tới cảnh giới phân thần, hậu kỳ đại tu sĩ sao? Không sai, linh áp này khẳng định chỉ cấp bậc đại tu sĩ mới có. Tại nhân giới, tồn tại Nguyên Anh hậu kỳ đã được xưng tụng là đại tu sĩ, danh hiệu tôn quý khiến người người hâm mộ. Phải biết rằng, bất luận linh khí hay tài nguyên ở nhân giới đều rất nghèo nàn, có thể tu luyện tới Nguyên Anh, hậu kỳ cơ hồ đã đến đỉnh cao trong tu tiên giới rồi. Tôn Tại Nguyên Anh hậu kỳ tại nhân giới nhất định là bá chủ một phương là loại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái đã khiến tứ phương loạn chiến. Tuy tồn tại ly hợp kỳ cũng có nhưng bình thường đã không màng thế sự, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói những tiểu tu tiên giả khác, cho dù tồn tại nguyên anh, kỳ cũng rất ít có cơ hội thấy được chân diện tu sĩ ly hợp kỳ, cơ hồ cảnh giới này đã thuộc về truyền thuyết vậy. Linh giới và cổ ma giới với tư cách là thượng vị giới diện, thì đương nhiên nồng độ linh khí cùng tài nguyên vô cùng phong phú, hoàn toàn khác biệt so với nhân giới. Tranh lệch song phương có thể nói cách xa vạn dặm cũng không đủ tồn tại nguyên anh lẫn ly hợp tại linh giới mặc dù không thể nói là yếu nhưng nếu so với các cường giả chân chính thì bọn họ cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi bất quá thực lực mặc dù có mạnh có yếu nhưng hệ thống cấp bậc tại tu tiên giới cũng có vài phần tương tự mặc dù là thượng vị giới diện nhưng có thể bước vào cảnh giới phân thần kỳ thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi mà phân thần trung kỳ muốn tiến giai đến phân thần hậu kỳ thì độ khó lại càng lớn hơn rất nhiều cho nên bình thường tồn tại phân thần hậu kỳ bất luận là nhân loại hay cổ ma đều được xưng hô là đại tu sĩ. Địa vị của bọn họ cùng tu tiên giả Nguyên Anh, hậu kỳ ở nhân giới có thể nói tương tự nhau đến 8-9 phần. Đại tu sĩ phân thần, hậu kỳ bất luận tại linh giới hay ma giới có thể tung hoành khắp nơi, cơ hồ là tồn tại vô địch, người người khiếp sợ. Chuyện này cũng không có chỗ nào khoách đại cả, dù sao cấp bậc đại năng độ kiếp kỳ hoặc thánh tổ, cũng giống như tu tiên giả ly hợp kỳ tại nhân giới, đơn giản là sẽ không lộ diện bọn họ phẳng phất chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Mà xưng hô đại tu sĩ cũng không hẳn chỉ vì lý do là phân thần hậu kỳ, cảnh giới gần độ kiếp kỳ nhất, mà nguyên nhân chính là độ khó khi tấn cấp từ phân thần, trung kỳ lên phân thần hậu kỳ, có thể nói là không gì sánh kịp. Một vạn tu tiên giả phân thần trung kỳ một mực khổ tu, cũng không nhất định có một người có thể tiến giai đến hậu kỳ. Cũng bởi vậy mà thực lực của phân thần hậu kỳ mạnh mẽ gấp nhiều lần trung kỳ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Hiên tự nhiên nhất thanh nhị sở về độ khó khi tấn cấp, lẫn thực lực chân chính của đại tu sĩ, biểu lộ trên mặt hắn càng lúc càng khó coi. Cổ ma giáp xanh đích xác là phân thần trung kỳ, xét về độ tinh thuần của pháp lực thì chắc chắn lão, cũng vừa mới tiến giai trung kỳ mà thôi, nếu mình không đoán sai, thì hẳn là lão đã bị vây ở bình cảnh trung kỳ đã khá lâu rồi. Cho dù giờ phút này, lão có sử dụng bí thuật gì đó có thể tạm thời tăng tiến pháp lực, nhưng có thể tăng hẳn lên một cảnh giới đạt phân thần hậu kỳ thì quả thực cũng quá nghịch thiên nhưng có nói thế nào đi chăng nữa thì pháp lực của lão quái vật trước mắt cũng không hề yếu hơn cảnh giới hậu kỳ chút nào sắc mặt lâm hiên cực kỳ khó coi hắn liền nâng tay phải lên một đám lệ mang từ đầu ngón tay bay vút ra lệ mang đen nhánh kia chỉ nhỉnh hơn ngón cái một chút nhưng bất luận tốc độ hay lực đạo đều làm người ta trợn mắt không phải ngũ hành pháp thuật bình thường có thể so sánh được bành một tiếng nổ lớn truyền tới chán của cổ ma giáp xanh đã bị đánh trúng trên mặt lâm hiên hiện lên một tia hưng phấn tuy mặc linh toản không tính là công phu áp đáy hòm của hắn nhưng cũng là một loại bí thuật cực kỳ lợi hại uy lực hơn xa bảo vật cung cấp đối phương bị chính diện đánh trúng thì cho dù không vẫn lạc cũng nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thông suốt thì vẻ mặt của lâm hiên bỗng nhiên ngưng trọng vô cùng bụi mù lúc này đã tiêu tan khuôn mặt thanh giáp cổ ma liền xuất hiện trong tầm mắt trên trán hắn xuất hiện một điểm đỏ máu tươi không ngừng chảy ra từ chỗ đó song nhìn có vẻ ghê chứ thực ra thương thế của hắn không quá nặng nói cách khác Bí thuật ma linh toàn mà Lâm Hiên khổ tu chỉ phá được một lớp da người ta. Nhìn thấy một màn đó, sắc mặt Lâm Hiên lập tức tối sầm, phiền muộn vô cùng, thần thông mình thế nào tất nhiên chính bản thân là người hiểu rõ nhất, đối phương ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng không dùng tới, vậy mà, tuy rằng thanh giáp cổ ma tu luyện công pháp luyện thể, nhưng trước đó hắn đâu có đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ cảnh giới đã tăng đến phân thần hậu kỳ rồi sao? Lâm Hiên tỏa thần thức ra tra xét đối phương, nhưng vừa tiếp xúc với lớp da liền bị bắn ngược trở về nên căn bản là không tìm được manh mối nào. Đáng giận, chỉ thấy thanh giáp cổ ma chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Đây là bí thuật hắn vô tình đoạt được, danh tự của nó rất kỳ lạ, gọi là nuông chiều cho hư. Danh như ý nghĩa, nó giúp người tu luyện tạm thời để thăng thực lực lên rất nhiều trong một thời gian ngắn. Biên độ tăng trưởng pháp lực cực lớn, vượt xa những công pháp hay đan dược kích phát tiềm năng bình thường. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào, rất ít người có thể thừa nhận được sự phản phệ đó để tu luyện thuật này trước tiên cần phải có cảnh giới phân thần kỳ, hơn nữa bởi vì nó quá mức nghịch thiên, nên khi hết thời gian sẽ khiến người thi thuật hạ xuống hai đại cảnh giới. Thi thuật giả phân thần kỳ nếu dùng nuông chiều cho hư, thì sau khi thời gian uy phong bát diện qua đi, cảnh giới sẽ tụt xuống ly hợp kỳ. Những tu sĩ do bị thương hoặc các nguyên do khác mà cảnh giới bị hạ là chuyện bình thường ở tu tiên giới, nhưng giảm nhiều như thế thật khiến người ta kinh hãi, nếu muốn khôi phục lại thực lực chỉ sợ còn khó hơn, lúc đột phá lên cảnh giới hiện tại cơ bản là hy vọng không lớn. Trước kia Thiên Lam Song Ma cũng từng gặp qua nhiều cường địch, nhưng những lần đó đều không gian nan khốn khổ như bây giờ, bởi vậy hai người họ chưa từng dùng nuông chiều cho hư. Đối với tu tiên giả, cảnh giới rơi xuống hai cấp quả thực là sống không bằng chết. Nhưng hiện tại hắn đã bất chấp, ái thê vẫn lạc trước mắt mình, ngay cả tâm đi theo nàng thanh giáp cổ ma cũng có, chết còn không sợ, sợ gì cảnh giới sụt giảm chứ. Cái giá phải trả có lớn đến đâu hắn cũng không để ý, chỉ cần diệt được địch nhân trước mắt thôi. Oanh! ma khí cuồn cuộn tuôn ra, trong mắt thanh giáp cổ ma lóe tinh quang, thanh âm khàn khàn vang lên tiểu tử, Người đã giết ái thê của ta, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Thật ư? Ừ. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, nói thật là trong lòng hắn có chút bồn chồn, nhưng ít nhất về mặt khí thế không thể thua kém được, nếu không tình cảnh sau đó càng nguy hiểm hơn. Lâm Hiên điểm một chỉ về phía trước, tiếng suy suy xé gió lập tức truyền ra, đám thiết vũ phi hoàng đao lơ lửng bên cạnh trượt bộc phát lệ mang kích bắn tới đối phương tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương lâm hiên kinh nghiệm đấu pháp phong phú tất nhiên hiểu rõ đạo lý này mặc dù đối phương đã để thăng tu vi lên quá cao nhưng tốc độ ra tay của lâm hiên không chậm đi chút nào bình tâm mà xét thì thiết vũ phi hoàng đao không được tính là bảo vật cực phẩm gì nhưng với quy mô cả ngàn thanh phi đao thì dù bất luận là ai cũng dám khinh thường song quy tắc ấy lại bị phá vào lúc này thanh giáp cổ ma chẳng thèm để ý đến những lưỡi dao sắc bén kia hắn dùng phương thức cứng rắn để đỡ lấy toàn bộ phi đao đang bay tới tiếng đinh đinh đang đang truyền khắp không gian thiết vũ phi hoàng đao chém lên người đối phương lại chỉ như giúp hắn gãy ngứa ngay cả một vết xước cũng không có chỉ giây lát sau thanh giáp cổ ma đã nhào lại gần lâm hiên thất kinh nhưng lúc này muốn biến chiêu đã chậm trên người cổ ma tỏa ra sát khí kinh khủng hắn nâng tay đấm một quyền mãnh liệt về phía lâm hiên quyền kinh còn chưa đến mà một cỗ chấn động khác thường đã truyền tới không gian bỗng nhiên bị xé rách lâm hiên thấy thế sắc mặt không khỏi trắng bệch dù hắn đã đoán trước khi đối phương tức giận sẽ rất cường đại nhưng thật không ngờ lại ngư đến thế chẳng lẽ thực sự là phân thần hậu kỳ sao có lầm hay không song hiện tại lâm hiên đã không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa hắn hít sâu một hơi rồi cũng đấm ra một quyền nghênh đón đối phương tuy ra tay vội vàng nhưng nhất kích này của lâm hiên đã là toàn lực tiếng sấm nổ mạnh ẩm vang quyền kinh kéo dài như một khỏa sao băng cắt ngang không gian, nó đi đến đâu nơi đó liền trở nên vạn vẹo sụp đổ. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, hai cỗ kinh lực dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tai hung hăng va và đụng vào nhau. Oanh! Dường như không gian cũng phải rung động vì tiếng nổ này, so với lần đầu tiên giảo thủ, tình cảnh có vài phần tương tự nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Lần đó là hai người ngang nhau, nhưng giờ đây Lâm Hiên lại như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Thanh âm bành bành bành, bành liên tục vang lên, Lâm Hiên bị đẩy bay chừng hơn 10 dặm thì va phải vài tòa núi, chỉ nghe thấy tiếng đá vụn không ngừng rơi xuống, còn trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tướng. Song bóng dáng Lâm Hiên lại không thấy đâu. Hẳn là bị vô số đất đá chôn sâu xuống bên dưới. Vèo. Thân hình thanh giáp cổ ma thoáng lay động, người liền xuất hiện bên cạnh miệng hố. Tốc độ nhanh đến nỗi khó thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, không phải thuấn dư nhưng còn nhanh hơn thuấn di nhiều. Vô cùng bưu hãn. Hắn tỏa thần thức ra bốn phương tám hướng tìm kiếm, nhưng đúng lúc này dị biến đột khởi. Một đạo quang trụ thô to, đường kính hơn trượng đột nhiên phóng thẳng lên trời, mặt ngoài còn có hỏa diễm cùng hồ quang điện quấn quanh, quang trụ bay lên cao rồi mở rộng ra bốn phía. Cột sáng kia càng lúc càng lớn, thoáng cái đã lấp đầy miệng hố. Tiếp đến, từ bên dưới chợt truyền ra một cỗ lệ khí, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, hư ảnh tứ linh theo cột sáng hiển hiện ra. Thanh giáp cổ ma thấy thế nét mặt càng trở nên phẫn nộ, hắn từng gặp qua công kích này, thậm chí có thể nói là ấn tượng khắc sâu. Vừa rồi nếu không phải mình bị chiêu này, ngăn cản thì đã có thời gian để viện thủ cho ái thê, không phải trơ mắt nhìn nàng vẫn lạc như thế. Giờ phú này quả thực là cừu nhân tương kiến, mắt đỏ trợn trừng. Hắn giống to một tiếng rồi lao tới hư ảnh tứ linh. Giống, bạch hổ lao tới đầu tiên, vừa mở ra chiếc miệng đỏ lòm liền bị thanh giáp cổ ma đấm một quyền vào trong. Con mắt bạch hổ trợn trừng, ngay sau đó cả người bốc lên ma khí, thân hình dần nứt toác ra. Bưu hãn là hai từ duy nhất để hình dung tình cảnh ấy. Song chưa hết, hoặc là nói nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, Thanh Long nhào tới bên người cổ ma rồi tung ra một chiêu thần long bái vĩ, trong mồm lập lòe ánh sáng thanh sắc, vốn ban đầu chỉ là hư ảnh nhưng giờ đã thành thực thể hóa rồi. Đương nhiên nó không phải thần thú chân chính, nhưng so với khi trước thì thần thông của Lâm Hiên đã tăng lên một bậc. Nhưng không đợi Thanh Long phát uy, cổ ma hét lớn một tiếng, hai cánh tay đột nhiên làm ra động tác xé toạc, thân hình thanh long không ngờ bị chấn thành hai nửa. Xong xuôi, hắn lại phi thẳng đến chỗ huyền vũ, ánh mắt huyền vũ hiển hiện vẻ sợ hãi nhưng thân thể nó chẳng qua, cũng là do bạch quang biến ảo thành thực thể. Sau một khắc, cơ thể to lớn của huyền vũ bị đánh thành một cái động lớn. Chiếc mai sau lưng không tạo được chút hiệu quả phòng ngự nào. Phải biết rằng trong tứ linh, thần thông của huyền vũ tạm thời không đề cập tới, lực phòng ngự thế nhưng lại là đệ nhất sắc mặt lâm hiên cực kỳ khó coi hiện tại hắn đã thoát khỏi chiếc hố kia nhưng tay phải lại cong gập thành hình thù hết sức quái dị một quyền vừa rồi đã chấn gãy tay hắn rồi chuyện như vậy quả thực chưa từng xảy ra cường độ thân thể của mình còn hơn xa yêu tộc cùng dai thậm chí có thể trọi cứng với pháp bảo công kích của đối thủ cùng cấp nhưng không ngờ lại chịu không nổi một quyền kia qua đó có thể thấy được uy lực ẩn chứa trong chiêu đó mãnh liệt mức nào trên mặt lâm hiên lộ vẻ hoảng sợ nếu không phải hiện tại hắn đã là phân thần kỳ chỉ sợ cái bị đoạn không chỉ có cánh tay kia quyền kinh đó sẽ chuyển khắp thân thế khiến cốt cách kinh mạch thậm chí cơ bắp toàn thân nát bấy đến khi đó dù nguyên anh không vẫn lạc thì cơ hội đào thoát cũng không lớn kết quả như vậy tuyệt đối là sống không bằng chết nghĩ tới đây sắc mặt lâm hiên càng lúc càng trở nên âm trầm tay trái hắn nắm chặt tay phải răng rắc một tiếng đã chỉnh lại cho đúng sau đó hắn lấy ra một tấm linh phù rán vào chỗ bị thương đương nhiên đây cũng không phải khởi từ hồi sinh phù theo truyền thuyết thì vật kia có thể cứu sống người chết, trị chứng đần độn, xương trắng sinh thịt. Nếu dùng nó ở đây thì thật quá phí, mà trên người Lâm Hiên cũng không thiếu mấy tấm linh phủ trị thương khác. Dân gian có nói thương cân động cốt 100 ngày, song đối với tu tiên giả thì những thương thế như vậy thật không coi vào đâu. Tay phải Lâm Hiên không những có thể cử động mà thậm chí còn vô cùng linh hoạt, chỉ là lúc này không thể thừa nhận thêm đại lực trùng kích nữa mà thôi. Cách đó không xa đột nhiên chuyển đến tiếng gào thét, con người Lâm Hiên hơi co lại chỉ thấy chu tước linh hoạt nhất trong tứ linh đã bị thanh giáp cổ ma bắt lấy, tên kia dùng ma lực xé nó thành hai mảnh, trái tim nhất thời băng giá. Lâm Hiên hiện tại đã bắt đầu cảm nhận thấy một trận hàn ý xuất hiện tại đáy lòng. Trong sát na kia, hắn thậm chí đã định dùng tới tùy cơ truyền tống phù để chạy trốn. Song đó cũng chỉ là ý nghĩ, Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Nếu mình vẫn còn là động huyền kỳ mà gặp phải loại quái vật này tất nhiên phải chạy, nhưng giờ đã tấn cấp thành công thì sao có thể để bị đuổi cho gà bay chó chạy, như trước kia được hơn nữa quả thực đối phương rất mạnh nhưng vừa rồi rõ ràng không bưu hãn đến vậy nói cách khác hắn đã sử dụng bí thuật không biết tên nào đó trong thời gian ngắn có thể khiến tu vi tăng vọt nhưng đó dù sao cũng không phải chính đồ nhất định là có hạn chế thời gian mình chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa đến khi bí thuật này hết thời gian thì tác dụng phụ cũng sẽ hiện ra đối phương bây giờ càng cường đại đến lúc đó gặp phản vệ càng lớn nghĩ tới đây lâm hiền lần nữa chấn định lại hiện giờ chỉ cần kiên trì tình thế thắng bại nhất định sẽ xoay chuyển Nói thì nói như thế chứ Lâm Hiên vẫn không dám có chút chủ quan nào, dù sao sức mạnh đối phương hiện giờ vẫn cường đại như vây. Lâm Hiên bấm tay pháp quyết, lệ mang thiết vũ phi hoàng đao trượt bạo trứng rồi hung hăng chém xuống đầu cổ ma. Tuy Lâm Hiên biết bảo vật này không làm gì được thanh giáp cô ma, nhưng để kéo dài chút thời gian hẳn là được. Chỉ nghe thấy tiếng sư sư âm vang, thiết vũ phi hoàng đao không còn chém loạn, như trước nữa mà sắp xếp một cách chỉnh tề thành một giải kiếm mang. Sát khí rét lạnh, từ bên trên từng thanh đao tỏa ra đè ép về phía thanh giáp cổ ma. Làm xong Lâm Hiên cũng không chậm trễ, tay phải nâng lên là một động tác phượng hoàng gật gù. Vốn cửu cung tu du kiếm đang xoay quanh trên đỉnh đầu lập tức như lốc xoáy hút nước, bay trở lại bên người hắn, sau đó tụ lại với nhau kết thành chín đóa hoa sen. Không, lần này chúng vẫn tiếp tục tổ hợp dần tạo thành một đóa liên hoa lớn hơn. Hương thơm lan tỏa bốn phía, đồng thời cánh hoa cũng chậm rãi mở ra. Thanh giáp cổ ma đương nhiên sẽ không để mặc Lâm Hiên tùy ý thi pháp trong mắt hắn lóe lên sự tàn khốc, từ miệng không ngừng truyền ra những tiếng như kim loại ma sát, chói tai vô cùng. Ma khí cuồn cuộn tuôn trào ra khỏi thân thể hắn, sau đó chúng nhanh chóng tụ thành một đám ma văn to cỡ nắm nay, những ma văn này như có sinh mạng bay trở về bên người hắn, tiếng bạo liệt đùng đùng không ngừng vang vọng, toàn thân cổ ma đột nhiên xuất hiện hàng loạt gai nhọn dài ngắn không đều, nhìn cứ như tu la chiến khải trong truyền thuyết vậy. Cổ ma ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra hung mang càng thêm dọa người. Lâm Hiên ngạc nhiên há hốc mồm, mà cũng chẳng đợi hắn kịp phản ứng một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên đồng thời cổ ma cuộn mình thành một quả cầu gai bắn tới lâm hiên cho dù giữa hai người còn có màn sáng tạo bởi thiết vũ phi hoàng đao nhưng ma nhân lại coi như không thấy oanh tiếng nổ vang vọng truyền khắp không gian màn đao quang dễ dàng bị phá thành mảnh vụn dưới sự va chạm mãnh liệt của cổ ma toàn bộ phi đao điều hóa thành hư vô gai nhọn trên người thanh giáp cổ ma chấn động với tần suất cực nhanh đã biến hắn thành một bảo vật vô kiên bất tồi thấy thế tới của đối phương mãnh liệt, Lâm Hiên cũng không dám đón đỡ chính diện. Tay giơ lên đánh ra một đạo pháp quyết, vô số hỏa ti bắn ra từ liên hoa cực đại trước người. Chúng đan xen vào nhau rồi chụp xuống thanh giáp cổ ma. Đồng thời, bản thân hắn thi triển cửu thiên vi bộ tránh ra chỗ cách đó ở mấy ngàn trượng. Uy lực cửu cung tu du kiếm không tầm thường chút nào, những sợi tơ nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại cứng cỏi dị thường. Nhưng giờ khắc này chúng lại chỉ như tờ giấy mỏng, hơi ngăn cản được một chút mà thôi, may mà động tác của lâm hiên nhanh chứ nếu không chẳng chết cũng bị lột ra đối phương đánh trượt tất nhiên không chịu buông tha thân hình thanh giáp cổ ma lại lóe lên bay về phía lâm hiên lâm hiên thấy vậy bên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh mình quả thật không đánh lại nhưng muốn chạm vào người hắn cũng chỉ là mơ mộng hão huyền hắn rất tin tưởng vào sự huyền diệu của cửu thiên vi bộ đang muốn dùng lại chiêu cũ bỗng lâm hiên phát hiện không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ lại cửu thiên vi bộ bị phá Đáng giận, lão gia hỏa này không ngờ còn có thể bài trừ được thần thông thuấn di. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, một đoàn thanh mang chói mắt chợt bao bọc lấy toàn thân hắn, rồi kích bắn về một phương khác, hiểm hiểm né được một chiêu chí mạng. Oanh! Quả cầu gai do thanh giáp cổ ma biến thành bay sát qua, nó lao thẳng vào đại địa tạo thành một cái hố lớn, bụi đất bay mù mịt. Tiểu tử, ngươi sẽ không gặp may như thế nữa đâu. Tiếng nói của thanh giáp cổ ma truyền ra từ trong hố, lời còn chưa dứt hắn đã phi thẳng lên trời lâm hiên bị đánh đến mức tâm bốc hỏa lão già kia thật tưởng mình chính là phân thần hậu kỳ rồi sao có gì giỏi mà hung hăng càn quấy như vậy vốn lâm hiên cho rằng bản thân đã tiến giai phân thần thì từ nay về sau có thể đi ngang thật không ngờ hiện tại lại rơi vào tình cảnh này liên tục gặp hiển cảnh đã chọc cho lâm hiên thực sự giận dữ nông nổi sinh liều mạng chỉ thấy hai tay hắn như hồ điệp xuyên hoa biến ảo không ngừng cửu cung tu du kiếm cũng theo đó mà bay tới trước người Mỗi chuôi kiếm đều bộc phát linh quang chói mắt rồi sắp xếp thành kiếm mạc sáng rực. Lâm Hiên há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu ngũ sắc lưu ly, huyền diệu mà mỹ lệ. Hỏa cầu bắn đi với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã vượt qua kiếm mạc. Ngọn lửa hừng hực rực cháy, năm sắc màu của nó không ngừng biến ảo, nhưng rất nhanh lại hóa thành thuần một màu xanh thẳm. Hành động này vừa xong, tiếng nổ kinh lớn kinh thiên động địa chợt truyền đến, thanh giáp cổ ma hung dữ đánh lên kiếm mạc. Cảnh này nhìn có chút giống với lúc trước. Nhưng đạo phòng ngự lần này được lập lên bởi Cửu cung tu du kiếm, Lâm Hiên phải tốn vô số tâm huyết mới luyện chế thành công bảo vật đó, bất kể là uy lực hay phẩm chất, đều cao hơn thiết Vũ Phi Hoàng đao rất nhiều. Thanh giáp cổ ma lập tức bị ngăn trở trước kiếm mạc, mà lúc này Huyễn Linh Thiên Hỏa cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Hiên chuyển biến toàn bộ thuộc tính của nó, thành cực hàn tất nhiên là có mục đích rồi. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt mạnh dần, một tầng băng giáp bắt đầu xuất hiện bên ngoài gã cổ ma trên mặt ma nhân cũng hiện vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền bị nụ cười lạnh thay thế. Hừ, chỉ là chút tài mọn mà đã muốn đóng băng bản ma, người thật quá ngây thơ. Hắn hét lớn một tiếng, các đoạn gai xương mọc trên thân thể hắn rung động với tốc độ mắt thường khó thấy, các tầng băng giáp liền nhao nhao vỡ vụn. Hắn đang muốn thoát ra, nhưng Lâm Hiên đâu phải thằng ngốc, thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này, sao có thể để đối phương tránh né dễ dàng được. Lâm Hiên điểm một chỉ về phía trước, pháp lực toàn thân cũng theo đó mà ảo ạt đòn vào trong huyễn linh thiên hỏa. Được chủ nhân cung cấp pháp lực, ma viêm lập tức phát uy đến mức tận cùng. Hàn khí không ngừng trảo ra, bao trùm lấy thân thể thanh giáp cổ ma, vốn băng giáp đã vỡ vụn liền được phục hồi một lần nữa. Hừ, muốn chết, chỉ là một tiểu tử phân thần trung kỳ. Lâm Hiên vẫn coi như không thấy, hắn tiếp tục truyền pháp lực vào trong huyễn linh thiên hỏa. Đánh tới lúc này, chiến cuộc đã rơi vào tình trạng cân bằng vi diệu rồi băng giáp không ngừng hình thành nhưng rất nhanh bị đối phương phá bỏ lâm hiên lại dồn pháp lực chữa trị cứ vòng qua vòng lại như thế song vương lâm vào cảnh chót đâm lao thì phải theo lao so xem ai pháp lực sâu hơn ai bền bỉ hơn biểu hiện bên ngoài thì có vẻ lâm hiên không có cơ hội chiến thắng tu tiên giả nếu nhờ vào bí thuật pháp bảo huyện diệu để vượt cấp khiêu chiến có không ít nhưng rất hiếm người tu vi thấp lại lựa chọn so đấu pháp lực với người cao hơn mà giành chiến thắng cái này liên quan đến giới hạn về cảnh giới không thể dùng kỹ xảo để bù đắp được. Song không có chuyện gì là tuyệt đối, há có thể dùng lẽ thường để đánh giá Lâm Hiên. Hắn tu luyện đệ nhị nguyên anh, đây là một trong rất ít bí thuật giúp đề cao pháp lực trong trường hợp cảnh giới không đổi. Không chỉ có vậy, Lâm Hiên hiểu nhiều biết rộng, ngoại trừ đệ nhị nguyên anh hắn còn có là yêu đan. Bằng vào hai thần thông phụ trợ cấp nghịch thiên này, dù phải so đấu pháp lực với người cảnh giới cao hơn, Lâm Hiên cũng không ngán. Nhưng bí thuật mà thanh giáp cổ ma đang dùng cũng rất khủng bố, Vận dụng nuông chiều cho hư tất nhiên là phải nhận hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện tại nó đang giúp hắn có pháp lực cấp phân thần hậu kỳ. Thanh giáp cổ Martin rằng, Lâm tiểu tử so đấu pháp lực với hắn thật chẳng khác gì chê mình sống quá dài. Cả quá trình nói ra thì phiền phức xong tần suất băng phá lại lập rất nhanh, chỉ vài tức công phu đã tuần hoàn đến mười mấy lần, mà mỗi lần đều khiến hai người tiêu hao lượng lớn pháp lực. Cho nên mặc dù là so đấu trong giây lát, nhưng sắc mặt Lâm Hiên vô cùng tái nhợt. Pháp lực trong thể nội hắn quả thực đã không còn mấy bên khóe miệng thanh giáp cổ ma lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu này thực muốn chết, một khi pháp lực tiêu hao hết thì hắn chẳng khác gì thịt cá đã nằm trên thớt, muốn cắt muốn xẻo thế nào cũng được. Bình tâm mà xét thì cách nghĩ này của hắn không sai, nhưng Lâm Hiên cũng chẳng phải tiểu tử để trỏm lúc mới vào tiên lộ, sao có thể mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy được. Chỉ thấy hắn vừa vung tay, một chiếc bình ngọc lập tức hiện ra trước mắt, nắp bình tự động bật mở khiến hương thơm khiến người thư thái lan tỏa ra tứ phía lâm hiên ngửa đầu nuốt một dọn vạn niên linh nhũ đan điền hắn lập tức nóng lên vốn pháp lực đã sắp khô kiệt liền được bổ sung trong nháy mắt không không thể nào thanh giáp cổ ma vừa sợ vừa giận trên mặt hắn lộ vẻ khó tin vốn đối phương đã sắp thành cá trong dọ lại có thể nháy mắt bổ đầy pháp lực chẳng lẽ đó là vạn niên linh nhũ không không đúng dù là vạn niên linh nhũ cũng chỉ dùng được cho các bậc động huyền kỳ trở xuống bọn hắn đã là cường giả cấp cao rồi thì uống một giọt đó căn bản là không có tác dụng gì mấy trừ phi trừ phi đó là quỳnh tương ngọc lộ trong truyền thuyết nếu thật sự là nó thì đừng nói là tu sĩ phân thần kỳ dù là thánh tổ đại nhân khi uống vào một giọt cũng có thể khôi phục pháp lực khi đã khô kiệt nhưng thứ đó căn bản chính là vật của tiên gia ngẫu nhiên hiện thế cũng rơi hết vào tay độ kiếp kỳ phân thần kỳ đừng mong được dùng nói thì nói như thế nhưng pháp lực tiểu tử kia thực sự được bổ đầy sự thật danh danh có cố phủ nhận cũng không tác dụng gì chỉ một thoát mà sắc mặt thanh giáp cổ ma trở nên khó coi đến cực điểm thông minh quá sẽ bị thông minh hại hắn tin rằng mình đã rơi vào bẫy của tiểu tử kia nhưng biết rõ thì sao chứ giờ hối hận thì đã muộn xong hắn sẽ không nhận thua dù đối phương do cơ duyên xảo hợp mà chiếm được quỳnh tương ngọc lộ chắc hẳn số lượng cũng không nhiều mình vẫn còn cơ hội chiến thắng nhưng thời gian trôi qua rất nhanh đã chứng minh những điều hắn nghĩ là sai lầm hoặc là nói ngay từ khi mới bắt đầu hắn đã đánh giá thấp lâm hiên Truy cập haleyzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện tại Lâm Hiên đã khôi phục lại toàn bộ pháp lực, thời gian so đấu tiếp tục được kéo dài. Kỳ thật cũng không có gì lạ, lúc trước hắn chỉ cầm cự được mấy hơi là, vì đã phải tiêu hao rất nhiều pháp lực khi chiến đấu với Song Ma. Nếu không với bộ ba, Song Anh Nhất Đan của hắn sao có thể rơi vào tình trạng hết dầu đèn tắt như vậy. Thanh Giáp cổ ma có chút phát mộng, chẳng lẽ cuối cùng kẻ phải chết tại chỗ này là mình ư? Giống một tiếng gầm rung chuyển đất trời từ trong cổ hắn phát ra toàn thân tuôn trào lệ khí khiến những chiếc gai xương trên người lại lần nữa tăng tốc kể từ đó tốc độ chữa trị của huyễn linh thiên hỏa bắt đầu không theo kịp mặc dù lâm hiên có vạn niên linh nhũ nhưng do giới hạn về cảnh giới nên lượng pháp lực hắn phát ra trong một lúc là có hạn vẫn kém đối phương một bậc lâm hiên khẽ nhướng mày cũng may hắn còn có hậu thủ tay vừa vỗ xuống túi chữ vật bên hông một tòa bảo tháp cũ kỹ liền bay ra sau khi bảo tháp bùng phát linh quang tầng thứ nhất của nó được mở, thả ra một đóa trùng vân nhỏ. Đây tất nhiên không phải huyết hỏa nghĩ. Địch nhân trước mặt quá mức đáng sợ, huyết hỏa nghĩ sợ là không thể khắc chế được đối phương, nhưng Ngọc La Phong lại khác. Lần đầu tiên Lâm Hiên tiêu diệt một tu sĩ phân thần kỳ chính là, dựa vào đám ma trùng này. Sở dĩ vừa rồi không lấy ra là vị thanh giáp cổ ma quá ngưu, Ngọc La Phong không làm gì được hắn mà có khi còn gặp nguy hiểm bị diệt. Dù sao để đào tạo đám ma trùng này thật quá gian nan nếu không phải tuyệt đối nắm chắc Lâm Hiên sẽ không mạo hiểm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đối phương đã bị huyễn linh thiên hỏa vây khốn, tuy chỉ tạm thời bị đóng băng nhưng Ngọc La Phong có thể thừa dịp hắn yếu, mà trích cho vài phát. Kỳ thật ngoại trừ số trùng này thì Lâm Hiên cũng khó mà dùng được chiêu khác. Hắn đã dồn toàn bộ pháp lực để duy trì huyễn linh, thiên hỏa nên không thể phân tâm thi triển được thuật pháp gì. Xong để khu xử được Ngọc La Phong lại không cần tiêu hao pháp lực, đương nhiên bù lại là phải mất một lượng thần thức khổng lồ bất quá cũng không sao thời điểm hắn còn là động huyền kỳ ngọc la phong đã giúp hắn diệt sát cổ lão ma của thiên thi môn tạo hiệu quả ngăn cơn sóng dữ còn lúc này sẽ ra sao đây bình tâm mà xét thì lâm hiên không biết được cứ thử rồi nói sau tóm lại là hắn vẫn rất chờ mong vào kết quả so với lần trước thể tích của ngọc la phong rõ ràng đã rút ngắn đi một chút nhưng chúng lại càng trở nên hung hãn toàn thân được bao phủ bởi các điểm sáng bạc nhàn nhạt, nhạt không đúng không thể gọi đó là các điểm ngân sắc nữa các điểm ấy đã liên kết lại với nhau tạo thành những hoa văn thần bí xinh đẹp. Đàn ngọc La Phong chỉ khẽ động cánh liền khiến không gian nổi lên từng trận gió mạnh, chúng không chút chần chừ bay tới đối phương. Thanh giáp cổ ma khẽ nhướng mày, tuy hắn không biết ngọc La Phong nhưng dù sao, cũng là cổ ma phân thần kỳ sống đã gần 10 vạn năm tất kiến thức không thiếu, bằng khí thế cùng hình dáng dữ tợn kia cũng có thể đoán chúng chẳng lương thiện gì. Giống, tiếng gầm gừ không ngừng từ miệng hắn phát ra, thanh giáp cổ ma cố gắng dãy dụ muốn nhanh chóng thoát khỏi trói buộc. Băng giáp đã sắp chịu không nổi xong đáng tiếc đã chậm khoảng cách giữa hai người chỉ tầm hơn nghìn trượng với độn thuật hôm nay của ngọc la phong thì chỉ thoáng cái là đến lão ma nhướng mày hắn mở to miệng phun ra một đám ma khí xám trắng đám ma khí này vừa xuất hiện liền hỗn hợp với thiên địa nguyên khí ở phụ cận rồi hóa thành một bàn tay không lổ cao hơn trăm trượng năm ngón tay khép lại toàn bộ trùng vân đều bị hắn chộp lại a à, tiếp đến cả đàn ngọc la phong bị một ngọn ma viêm bao khỏa từ bên trong không ngừng chuyển ra tiếng bạo liệt đỉ đùng ma viêm cũng không tầm thường chút nào, có lẽ thanh giáp cổ ma cho rằng dựa vào nó có thể luyện hóa đóa trùng vân này, thành hư vô. Nhưng, hắn đã nhầm. Căn bản là không có hiệu quả Ngọc La Phong bị diệt như hắn nghĩ. Tuy chúng không đến mức đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nhưng không phải pháp thuật nào cũng đối phó được. Ông, tiếng côn trùng rộn vang nghe thật chói tai, đàn Ngọc La Phong phá tan ma chảo rồi lại tiếp tục hung dữ nhào lên. Lúc này tuy lượng băng giáp đã bị tổn hại rất nhiều, nhưng thanh giáp cổ ma vẫn không thể rời đi được gần trăm con ngọc la phong bò đầy trên người hắn một tiếng kêu gào như heo bị chóc tiết vang lên trên mặt lâm hiên toát ra vẻ mừng như điên hắn vốn còn có chút lo yên bởi ngọc la phong đã từng diệt sát tu tiên giả phân thần kỳ song tên thanh giáp cổ ma này còn lợi hại hơn cổ lão ma của thiên thi môn nhiều đàn trùng này chưa chắc đã có tác dụng may mà những lo lắng đó chỉ là dư thừa đương nhiên đạt được kết quả đó cũng là do hắn nắm bắt được thời cơ tốt nếu không phải độc thời gian của ngọc la phong quá mức cường hãn hoặc đâm không chúng đối phương thì tất cả chỉ là vô dụng lúc này trên thân lão quái vật bò đầy ma trùng tuy không nhìn ra biểu tình trên mặt hắn thế nào nhưng trong lòng hắn đã sớm kinh hãi muốn chết họ nguyên đang trôi qua với tốc độ cực nhanh chẳng lẽ đây là độc thời gian trong truyền thuyết tiếng kêu gào của hắn càng thêm thê lương thảm thiết chỉ chớm mắt số lượng ngọc la phong cũng tổn thất mất mấy trăm tuy ma phong cường hãn nhưng đặc tính của chúng lại giống với ong mật nơi thế tục một khi đốt người sẽ lập tức chết đi. Khí tức trên thân đối phương đã suy yếu đến cực điểm, điều ấy không làm giả được. Lâm Hiên phát lệnh cho Ngọc La Phong tản đi, để lộ ra khuôn mặt thanh giáp cổ ma ở bên dưới. So với hình dáng uy phong lẫm lẫm vừa rồi, hiện thanh giáp cổ ma vô cùng yếu, đám gai xương ngọc trên thân thể đã hoàn toàn biến mất. Bộ dáng hắn lúc này hữu khí vô lực, đồng thời 80% cơ thể đã bị băng phong. Vốn muốn làm hao hết pháp lực của Lâm Hiên rồi muốn làm gì hắn thì làm, không nghĩ tới thông minh lại bị thông minh hại, lại thành tự vác đá thả chân mình. Hiện pháp lực trong người thanh giáp cổ ma không còn bao nhiêu, hào quang trong mắt hắn ảm đạm vô cùng, xem ra tác dụng phụ của nuông chiều cho hư đã bắt đầu rồi. Hắn tổn thất không chỉ là pháp lực, cảnh giới cũng sụt giảm nghiêm trọng. Vốn đang từ phân thần thung kỳ lại rơi thẳng xuống phân thần sơ kỳ. Động huyền trung kỳ, ngắn ngủi chỉ mấy lần hít thở, hắn trở thành một cổ ma ly hợp trung kỳ. Thấy một màn này, tâm hiên cũng rất kinh ngạc còn tưởng mình nhìn lần đến khi quét thần thức qua người đối phương mới giám sát thực lão mã đã rớt xuống ly hợp kỳ rồi thật sự là mua dây buộc mình lâm hiên trước hơi kinh ngạc một chút nhưng nghĩ kỹ lại liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra thực lực tên cổ ma này vốn không có gì đặc biệt hơn người mình vừa tấn giai phân thần kỳ cũng thừa sức giết được hắn bức ép mình tới tình trạng chật vật như vậy hoàn toàn là vì sử dụng bí thuật kia nhưng loại thuật này cũng thật quá bá đạo không ngờ lại khiến người thi thuật rớt xuống hai đại cảnh giới. Muốn giết ta ư, hiện tại người phải đi địa bỏ tám với Diêm Vương chính là ngươi rồi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, biểu lộ trên mặt thanh giáp cổ ma tràn đầy oán độc, trong đôi mắt của lão như có từng đợt sóng lửa phun ra vậy, nhưng như thế thì đã sao chứ, lúc này không những đã bị huyễn linh thiên hỏa, đông cứng mà pháp lực còn rớt xuống tận hai cảnh giới, lão còn có thể động đến móng tay Lâm Hiên được sao? Mặc dù trong nội tâm cực hận Lâm Hiên đã khiến vợ chồng lão rơi vào khốn cảnh hôm nay, nhưng đã đến nước này thì quả thực không thể xoay chuyển càn khôn được nữa rồi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, thiên lam song ma việc ác bất tận, số lượng oan hồn chết dưới tay hai vợ chồng các ngươi chẳng lẽ còn ít hay sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, lời còn chưa dứt đã thấy hắn nhấc một tay lên, màn kiếm do cửu cung tu du kiếm tạo thành lập tức giải khai, 81 chuối tiên kiếm bay trở về chui vào ống tay áo. Sau đó thanh giáp cổ ma đang bị đóng băng dường như, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt hướng phía Lâm Hiên bay tới. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù lão ma bị đông lại, tứ chi đều không thể động đậy nhưng mở miệng nói chuyện thì không trở ngại chút nào. Làm cái gì? Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia chê cười, điều này chẳng lẽ rất khó đoán sao? Ngươi đã rơi vào tay Lâm Mỗ, thì đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi chết một cách đơn giản như thế được. Chẳng lẽ ngươi, ngươi muốn trừ hồn luyện phách ta sao? Trong mắt thanh giáp cổ ma hiện lên vẻ sợ hãi, mặc dù lão chưa tự mình trải qua mùi vị kia như thế nào, nhưng trong các loại điển tịch đều miêu tả một cách chi tiết, Tuyệt đối là sống không bằng chết. Chính xác." Lâm Hiên gật đầu cười, hắn ngược lại không phải vì cha tấn lão ma, hơn nữa Lâm Hiên cũng không phải hạng người có thù tất báo, hắn chỉ có một mục đích duy nhất để làm như vậy mà thôi. Đó chính là thu thập thêm nhiều tin tức nữa. Dù sao mình cũng là tu tiên giả, tuy có thiên quỷ thượng nhân chỉ điểm nhưng ma giới vẫn vô cùng lạ lẫm, mà lão ma trước mắt đã sống gần 10 vạn năm ở đây, cũng có thể xem là thổ địa rồi, thông qua sư hồn thuật chắc hẳn sẽ tìm được rất nhiều thông tin hữu dụng. Vốn dĩ lão ma muốn báo thù cho ái thê, nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là chính mình cũng rơi vào tay địch nhân. Buồn giận lẫn lộn, thanh âm thê lương của thanh giáp cổ ma truyền tới, muốn đem bản tôn trừ hồn luyện phách sao. Ngươi không cho rằng ta sẽ để cho ngươi vừa lòng đẹp ý chứ. Lão chưa dứt lời đã hít vào một hơi, muốn đem toàn thân pháp lực áp xúc lại nhưng không hề có chút hiệu quả nào cả. Với tâm cơ của Lâm Hiên Há lại để cho lão có cơ hội tự bạo ư. Đừng nói là tự bạo, cho dù lúc này lão muốn nhúc nhích cũng là nằm mơ giữa ban ngày rồi. Hàn khí của Huyễn Linh Thiên Hỏa đã xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, pháp lực vận hành hoàn toàn bị ngăn trở, vừa rồi lão còn là cổ ma vô địch, vậy mà giờ này đã biến thành một phế nhân. Cuối cùng, lão ma hoàn toàn tuyệt vọng, không còn chút phản kháng nào liền bị Lâm Hiên hút vào lòng bàn tay. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không khách khí gì, chỉ thấy ánh sáng màu xanh chói mắt, hắn dùng tay trái lăng không ấn xuống đầu lão ma, bắt đầu thi triển sư hồn thuật trọn vẹn qua thời gian uống cạn một chiếc trà lâm hiên mới vung tay lên ném bay lão ma ra ngoài đồng thời vài đạo kiếm quang vút ra chém nguyên anh thành tám khối tu vi thanh giáp cổ ma đã rớt xuống ly hợp nên lâm hiên diệt trừ tự nhiên nhẹ nhõm như chém dưa thái rau vậy tuy nhiên cho dù đối phương đã bị loạn kiếm phanh thây nhưng dường như lâm hiên cảm thấy còn chưa đủ chỉ thấy hắn bấm tay búng vài đạo hỏa cầu về phía trước tàn thi lão ma tức thì biến thành cho bụi bầu trời một lần trong sáng nữa trở lại chỉ còn một túi chữ vật trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Lâm Hiên đem vật này thu vào trong lòng bàn tay, thân gia cổ ma phân thần kỳ khẳng định là không nhỏ, lần này đúng là một đại thu hoạch. Song trên chán Lâm Hiên lại ẩn ẩn thần sắc lo lắng, không có chút hưng phấn nào cả. Thông qua sư hồn thuật, hắn đã thu được rất nhiều tin tức hữu dụng, còn lớn hơn tưởng tượng của hắn mấy lần. Thiên Nguyên Thánh Tổ, Lâm Hiên thì thào tự nói, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nói như vậy không sai chút nào, thiên nguyên thánh tổ là ai đương nhiên lâm hiên nhớ rõ lúc trước còn ở nhân giới chính hắn đã đoạt thức ăn trước miệng hổ cướp đi bảo vật tiên nhân trong tay thiên nguyên tại bồng lai sơn hơn nữa còn ngang nhiên diệt sát một đám phân hồn của lão thật không ngờ đối phương lại đầu nhập dưới trướng băng phách hơn nữa giao tình cùng bảo xà cũng không tệ ngoài ra bọn chúng còn tìm kiếm một người xưng là tam nhãn thánh tổ nhưng lâm hiên càng nhìn kẻ này lại càng cảm thấy quen mắt chẳng lẽ là người mình gặp tại cô hồn sa mạc chính là lâm hiên nhíu mày suy tư mơ hồ có cảm giác mình đang bị quấn vào một trường phong ba của ma giới. Nếu mình không cẩn thận có thể tan xương nát thịt nơi đây, phải mau mau rời khỏi chỗ thị phi này thôi. Lâm Hiên cũng không thể nói rõ nguy hiểm sẽ ập đến ở nơi nào, bất quá hắn cảm thấy mình tiếp tục ở chỗ này sẽ cực kỳ không hay. Nơi đây hoàn toàn không có gì lưu luyến cả, dù sao mục đích tiến giai phân thần kỳ của Lâm Hiên đã hoàn thành rồi. Lâm Hiên suy nghĩ như vậy nên không trần trừ thêm nữa, hắn liền thu túi chữ vật của đối phương vào trong ngực. Sau đó đưa mắt nhìn quanh xem có sơ sót điểm nào không. Quả nhiên có chỗ sơ sót, chỉ thấy xa xa hơn, trăm trượng có hơn 10 thanh ma nhận đang lẳng lặng huyền phù trên không. Hình dạng những ma nhận kia hoàn toàn giống nhau, dài hơn 3 thước, mỏng như cánh ve, mặt ngoài ẩn ẩn còn có lưu quang hiện lên, không cần phải nói, chính là bổn mạng pháp bảo của nữ ma kia, Hắc thủy tu la đao. Vốn dĩ có tận 72 chuôi nhưng chúng đã bị cửu cung tu du kiếm, đánh nát một ít, tuy nhiên số lượng còn lại vẫn là khả quan vô cùng. Tay phải Lâm Hiên phất một cái, một đạo quang hà bay vút ra, đem toàn bộ những này ma nhận cuốn đi, ngay cả mảnh vỡ trên mặt đất cũng không tha, tuy uy lực Hắc Thủy Tu La đao yếu hơn một ít so với Cửu cung tu du kiếm, nhưng vẫn là bảo vật chỉ có thể ngộ không thể cầu, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi Lâm Hiên vơ vét tất cả pháp bảo phụ cận, xác định không có bỏ sót cái gì thì lập tức thanh mang toàn thân hắn lóe lên, dùng tốc độ mắt thường khó thấy bay về phía chân trời. Cùng lúc đó, tại một chỗ thần bí cách nơi này không biết bao xa, thanh sơn lục thủy cầu nhỏ thác nước thúy trúc tuyết tùng có thể nói nơi đây là tiên cảnh nhân gian cũng chưa đủ ngay cả thiên địa ma khí cũng đều biến thành thuần trắng so với ma khí bình thường thì loại chân ma khí này càng thêm tinh khiết vô cùng mặc dù ma dưới diện tích rộng lớn kinh người nhưng địa phương có được chân ma khí cũng chỉ rải rác một vài chỗ mà thôi tại nơi nào đó bên cạnh tiểu hồ có vài gian phòng ốc dùng thúy trúc dựng lên một trung niên nhân thân mặc nho bào đang ngồi trong phòng nhắm mắt đả tọa quả thực người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu. Người ngồi kia trông thư sinh nho nhã như vậy nhưng lại là thiên nguyên thánh tổ. Tuy hắn được băng phách cùng bảo xài nhờ và tìm kiếm tung tích tam nhãn, nhưng việc thu thập tin tức tự nhiên sẽ có người dưới đi làm. Hắn chỉ cần tọa chấn chỉ huy là được rồi. Trong phòng im ắng không một tiếng động, đột nhiên thiên nguyên mở mắt ra, trên mặt mang một tia kỳ quái, sau đó hắn duỗi nhẹ tay phải xuất ra một chảo, một đám hắc khí từ hư không xuất hiện trong tầm mắt. Mà khi ánh mắt của hắn vừa đảo qua, thì biểu lộ trên mặt lập tức có chút kinh ngạc, hắn phái thiên lam song ma đi linh nguyên cốc tìm kiếm long viêm thảo, dùng để luyện chế đan dược, nhưng bây giờ lại chỉ còn một đám tàn hồn của thanh giáp cổ ma trốn về nơi này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng trong mắt hắn, thiên lam song ma tuy không tính là gì nhưng dù sao cũng là, tồn tại đại năng phân thần kỳ, hơn nữa hai vợ chồng bọn chúng liên thủ, thì còn có cái gì có thể uy hiếp được cơ chứ, sao lại có thể chật vật như thế này được? truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thiên nguyên mang theo sự hiếu kỳ trong lòng đem thần thức chìm vào tàn hồn thời gian chậm rãi trôi qua ước chừng sau thời gian dùng hết một chén trà vị thánh tổ ăn mặc như nho sinh kia ngẩng đầu lên biểu lộ trên mặt có chút kỳ lạ đúng là đi mòn thiết hài tìm không thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu tiểu tử kia đích xác đã đến thánh giới việc này quả thực hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ được Tên ghê tởm này lần trước tại bồng Lai Sơn đã hủy đi chuyện tốt của mình. Vốn dĩ tưởng rằng hắn đã trở thành cát bụi, không ngờ hôm nay còn có thể tương kiến. Trên mặt thiên nguyên thánh tổ tràn đầy vui mừng, khí chất nho nhã thong dong lập tức bị vẻ dữ tợn thay thế. Tiểu tử kia còn sống ra khỏi bồng Lai, Sơn thì phải trăng bảo vật còn sót lại của cửu thiên huyền nữ vẫn nằm trong tay hắn. Nghĩ đến điểm này, trên mặt thiên nguyên thánh tổ lộ vẻ nóng bỏng vô cùng, trong mắt mơ hồ hiện ra vài phần tham lam mặc dù hắn đã là tồn tại đại năng độ kiếp kỳ, nhưng bảo vật còn sót lại của tiên nhân vẫn có lực dụ hoặc ghê gớm. Hắc hắc, trời cao đối với mình đúng là không tệ. Bảo vật đã mất đi mà vẫn có khả năng lấy lại được. Thiên nguyên mặc dù là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, lòng dạ không cần phải nói nhưng giờ khắc này cũng không nhịn được xoa xoa tay, đi tới đi lui trong phòng. Bất quá rất nhanh, hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Việc diệt sát Lâm Hiên không thể giao cho người khác đi làm được, Thứ nhất, bảo vật sót lại của cửu thiên huyền nữ là thứ thiên nguyên, nhất định phải một mình độc chiếm. Nếu để lộ tin tức ra ngoài thì băng phách và bảo xà tám 9 phần 10 cũng sẽ động tâm. Tuy hắn vô cùng cảm kích ân cứu mạng của băng phách, hơn nữa đã đầu phục vị chân ma thủy tổ này, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn nhất định phải trung tâm 10 phần. Với bảo vật tiên nhân thì chỉ có đồ ngốc mới dâng tặng cho người khác. Thứ hai, chỉ ngắn ngủn ngàn năm mà lâm tiểu tử rõ ràng đã bước vào cảnh giới phân thần kỳ, thực lực càng không phải chuyện đùa ngay cả thiên lam song ma uy trấn thánh giới cũng liên tiếp vẫn lạc tại trong tay hắn ngay cả trong trường hợp mình không sợ để lộ tin tức phái thủ hạ bình thường ra tay nhưng cũng sợ rằng khó có thể đối phó với hắn được cho dù có thể đánh thắng nhưng tiểu tử kia vẫn có khả năng đào thoát thật vất vả mới có được manh mối của hắn như thế nào có thể để tình huống như vậy phát sinh đây ta tuyệt không cho phép điều đó xảy ra xem ra để đạt được mục đích thì mình không thể không tự ra tay được rồi các ý niệm liên tục xoay chuyển trong đầu lão nhưng gần như ngay lập tức, thiên nguyên thánh tổ đã lắc đầu. Không được, vẫn không ổn. Nếu mình ra tay thì cho dù lâm tiểu tử có bưu hãn tới đâu chăng nữa, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Vấn đề là mình đã đáp ứng với hai vị thánh tổ truy tung tên tam nhãn kia, nếu mình làm như vậy thì không thể không kinh động tới bảo xả và băng phách. Hơn nữa, cho dù không có nhiệm vụ, thì đường đường là thánh tổ đại nhân lại đi đối phó với một tiểu gia hỏa phân thần kỳ, cũng làm cho người ta quá mức chú ý rồi như vậy vẫn có khả năng để lộ tin tức. Đáng ghét thật. Nho sinh gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai, mình không thể động thủ, cũng không thể phái thủ hạ đi chấp hành nhiệm vụ, tình cảnh hôm nay thật đúng là quá khó xử. Hay, xem ra chỉ có thể cho hóa thân xuất động thôi. Ba một tiếng truyền vào lỗ tai, Nho sinh sau khi suy tư một lát cuối cùng đã lựa chọn, được giải pháp giải quyết tình hình lúc này. Tuy hóa thân này hắn tế luyện không được bao lâu, còn có chút chưa hoàn thiện, nhưng tuyệt không phải hạng tiểu gia hỏa phân thần kỳ có thể đối phó được hơn nữa chính phân hồn của hắn sẽ điều khiển cỗ hóa thân này, nên dĩ nhiên không cần lo lắng để lộ tin tức ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi chắc chắn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Thiên nguyên thánh tổ thì thào tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hết thảy màn này Lâm Hiên đương nhiên không hiểu được. Giờ khắc này hắn đã chạy xa khỏi linh nguyên cốc cả nghìn vạn dặm rồi. Tuy hành trình nhập cốc lần này trải qua nhiều gian nan hiểm trở, nhưng bất kể như thế nào vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt qua hôm nay quả thực mình đã là tu tiên giả đại năng phân thần kỳ. Nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên mơ hồ có vài tia hưng phấn hiện lên. Trong tám cảnh giới tu tiên, mình đã đạt đến cảnh giới thứ bảy, nhưng điều đáng mừng hơn cả là mình chỉ mới hơn một ngàn tuổi mà thôi. Trong lịch sử tu tiên giới không dám nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng Lâm Hiên hoàn toàn tin tưởng rằng những tồn tại đại năng trong tam giới từ cổ trí kim có thành tựu như vậy cũng không nhiều, hoặc có thể nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nói một cách khác, thời gian còn lại của mình thập phần đầy đủ, cho dù con đường tiên đạo phía trước gập ghềnh nhấp nhô, như thế nào đi chăng nữa thì Lâm Hiên vẫn tin tưởng một ngày kia, mình nhất định có thể cử hà phi thăng. Mục đích hành trình đến ma giới đã đạt được, thời gian cũng chỉ còn lại mấy chục năm, Lâm Hiên quyết định tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Chủ nguyên anh của hắn vừa mới tiến cấp phân thần kỳ tạm thời không đề cập tới, vấn đề cấp bách lúc này là tăng tiến pháp lực của đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan mà yêu đan lúc ở linh giới do cơ duyên xảo hợp đã bước vào động huyền hậu kỳ nếu đem so đệ nhị nguyên anh với chủ nguyên anh và yêu đan thì quả thực có chút khó coi nó vẫn dậm chân tại chỗ ở bình cảnh động huyền sơ kỳ tuy lâm hiên không cấp bách đến nỗi phải lập tức tìm nơi ngồi xuống tu luyện nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là đệ nhị nguyên anh của lâm hiên do ma anh chuyển đổi mà thành tuy linh khí ở linh giới cũng có thể giúp hắn tu luyện nhưng nếu so với ma khí tinh thuần thì hiệu quả dù sao vẫn phải kém đi đôi chút mà hôm nay mình đang ở ma giới đối với đệ nhị nguyên anh mà nói thì đích xác là một thiên đại cơ duyên lâm hiên sớm đã chuẩn bị rất nhiều đan dược và bảo vật để đệ nhị nguyên anh tu luyện trong vài thập niên còn lại rồi lâm hiên đã an bài kế hoạch tu luyện tiếp theo nên tốc độ phi hành của hắn không chỉ hoãn thêm nửa điểm hóa thành một đạo kinh hồng bay vút về phía chân trời không biết bao lâu sau một tòa ma thành mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt nói là ma thành kỳ thật cũng không quá chuẩn xác gọi là một tiểu trấn thì càng thêm phù hợp nhưng bất kể như thế nào cũng có không ít tu sĩ ma tộc tụ tập ở đây mình đã chạy hơn nửa tuần trăng thì cũng nên nghỉ ngơi một lát trong nội tâm lâm hiên nghĩ như vậy nên độn quang của hắn chậm lại đôi chút hướng thành chỉ phía trước bay đến rất nhanh lâm hiên đã tiếp cận tiểu trấn kia hắn liền hít sâu một cái bắt đầu thu liễm uy áp cùng pháp lực dù sao tồn tại phân thần kỳ cũng quá mức kinh thế hãi tục lâm hiên chỉ muốn ở chỗ này nghỉ chân một chút mà thôi cũng không muốn để người khác quá mức chú ý Vốn dĩ ý định của Lâm Hiên là đi thẳng đến khách sạn hay quán rượu nào đó, không ngờ mới tiếp cận cửa thành đã nghe thấy thanh âm bạo liệt vang vọng. Chỉ thấy xa xa phía trước hơn trăm trượng ma phong cuồn cuộn, lệ khí trùng thiên, thậm chí có vài tên tu sĩ ma tộc đang tranh đấu không thôi. Lâm Hiên khẽ cho mày, cũng không để sự việc này ở trong lòng. Tu tiên giới vốn là gió tanh mưa máu, huống chi so với tu sĩ bình thường thì cổ ma lại càng hiếu chiến vô cùng. Nếu nơi đây là một điểm ma tộc tụ cư thì có một chút tranh đấu, cũng không hề có bất cứ điểm thần kỳ nào cả. Lâm Hiên đương nhiên không muốn xen vào việc của người khác, cũng không tồn tại tâm lý xem náo nhiệt gì hết. Hắn chỉ muốn từ bên cạnh bay vút qua mà thôi, bất quá hắn vẫn quay đầu lại, cũng chỉ là tùy tiện nhìn một cái. Nào biết được vừa thoáng nhìn qua đạo kinh hồng này lại khiến Lâm Hiên thấy được một đồ vật ngoài ý muốn. Chỉ thấy tổng cộng có 5 cổ ma đang rằng co, bên tay trái là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam 27-28 tuổi, nữ thì trẻ tuổi hơn một chút. Nam tuấn nhã, nữ thanh tú, dung mạo có chút tương tự nhau, nếu như đoán không sai thì khả năng rất lớn hai người chính là huynh muội. Mà dung mạo những cổ ma bên kia lại hung ác ghê người, một cao hai thấp, lúc này bọn chúng đang thao túng pháp bảo binh khí vây quanh đôi huynh muội, điên cuồng tấn công không thôi. Tu vi năm người trong mắt Lâm Hiên đương nhiên không đáng nhắc tới, tất cả đều không quá nguyên anh sơ kỳ, nhưng bọn chúng tự hồ có thù hận rất lớn, chẳng những pháp bảo như mưa bay đầy trời, mà hàng loạt đạo pháp quyết trong tay cũng liên tiếp được xuất ra thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng bên tai, cổ ma đứng xem hai bên dần dần lùi lại. Dựa vào trang diện hiện giờ mà nói thì đôi huynh muội kia rõ ràng không địch lại, mặc dù tu vi không hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng nhân số so với bọn cổ ma hình dáng dữ tợn kia lại ít hơn một người. Ba đánh hai, nhìn qua thì ưu thế không hơn nhiều lắm nhưng như vậy đã đủ phân ra thắng bại rồi. Lúc này đôi huynh muội bất quá là đau khổ trèo trống mà thôi. Lâm Hiên nhướng mày lên. Vốn dĩ nhàn sự của loại tiểu bối này hắn không có hứng thú nhúng tay vào, nhưng trên ống tay áo của huynh muội kia đều thêu tiêu ký vài đóa mây trắng mang theo phong cách cổ xưa mà quen thuộc tiên vân tông lâm hiên dùng tay xoa xoa chán một chút sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng là mấy tiểu gia hỏa của môn phái kia sao tuy mục đích của lâm hiên khi trở thành thái thượng trưởng lão chỉ là mượn linh mạch của môn phái tiềm tu mà thôi hắn đường đường là một tu tiên giả đối với môn phái cổ ma đương nhiên không thể nảy sinh tình cảm gì được nhưng Lâm Hiên nào phải cỏ cây, hắn đã khổ tu ở môn phái này lâu như vậy, hơn nữa đệ tử Tiên Vân tông đối với mình lại cung kính đến cực điểm. Hôm nay ngẫu nhiên gặp phải hai tiểu gia hỏa ra ngoài bị người khi dễ, đã không gặp thì thôi chứ đã đi ngang qua thì sao có thể như không thấy được, thôi thì Lâm Hiên không phải lão quái vật vô tình như thế, có thể gặp được mình thì cũng coi như vận khí hai huynh muội này cũng không tệ lắm, gặp lại tức hữu duyên, vậy thì nhấc tay cứu bọn chúng một lần vậy. Trong đầu Lâm Hiên vừa nghĩ tới việc tương trợ, thì cục diện chàng đấu pháp trước mắt ngày càng bất lợi đối với hai huynh muội tiên vân tông vốn dĩ đã là lấy ít địch nhiều bọn chúng đã vô cùng đau khổ trèo chống đến tận bây giờ không ngờ địch nhân phía trước còn thả ra mấy đầu linh thú chỉ thấy hai con thảo nguyên ma lang thân cao hơn một trượng hai hàm răng liên tục lóe ra hàn quang tu vi cũng không thể nói là cao bất quá là ngưng đan hậu kỳ mà thôi nếu là đơn đả độc đấu thì hai huynh muội tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó vấn đề là giờ phút này bọn hắn đang ở thế bị vây công đã chống đỡ không được lại xuất hiện thêm hai đầu ma thú, tuy cũng không mạnh mẽ cho lắm nhưng lại như giọt nước làm tràn ly. Ngao, đầu linh thú bên trái đột nhiên tứ chi phát lực, hướng phía nữ tử kia nhào tới, nó mở cái miệng lớn đầy máu định cắn vào cổ họng của nàng. Nàng này vô cùng sợ hãi nhưng tự nhiên không có bó tay chịu trói. Song đầu thảo nguyên ma lang kia lại bổ nhào về phía nàng đúng thời điểm nàng vừa kết thúc một chiêu, chiêu mới còn chưa kịp phát động, pháp bảo của nàng lại ở xa hơn 10 trượng đang bị ma nhận của cổ ma thấp lùn gắt cao cuốn lấy, trong lúc nhất thời sao có thể bay trở về ứng cứu được đây, nàng ta kinh sợ tới mức hoa dung thất sắc, tim đập thình thịch, tựa hồ muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. "Muội muội!" Nam tử bên cạnh vừa sợ vừa giận, sao có thể trơ mắt nhìn tiểu muội vẫn lạc được. Nhưng giờ khắc này ốc còn không mang đổi mình ốc, hắn muốn cứu giúp cũng vô pháp có thể ra tay. Tất cả tựa hồ không còn cách nào cải biến được nữa, nàng kia gần như chắc chắn sẽ táng thân trong miệng ma lang nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên ngay khi khoảng cách giữa cự lang và nàng ta chỉ còn ba thước thì ánh sáng màu xanh chợt lóe một tấm lụa tựa như kiếm quang bay vút đến đem ma lang chém thành hai nửa biến cố như vậy khiến tất cả mọi người đương trường đều không thể ngờ được nàng kia vừa dạo một vòng quanh cửa quỷ môn quan trở về trên mặt vẫn còn tràn đầy vẻ sợ hãi bên kia huynh trưởng của nàng cũng thở nhẹ ra một hơi biểu lộ vui mừng khôn xiết nhưng ngược lại ba gã cổ ma một cao hai thấp chỉ cảm thấy vừa sợ vừa giận lại có kẻ cả gan ra tay khiến con cá đang nằm trên thớt trong bọn họ nhảy đi mất. Tuy tâm tình song phương khác nhau nhưng đều tạm thời đình chỉ công kích. Ba gã cổ ma đưa mắt nhìn quanh xem xem rốt cục là kẻ nào dám phá hư chuyện tốt của bọn chúng. Rất nhanh bọn chúng đã tìm được. Việc này cũng không có gì khó cả. Lúc Lâm Hiên ra tay căn bản không hề có ý che giấu, rất nhiều cổ ma đứng xem xung quanh đều phát hiện hành động này của hắn. Các hạ làm thế này là có ý gì, vì sao phải xen vào việc của người khác, xuất thủ cứu nữ tử này? kẻ mở miệng nói chuyện chính là tên cổ ma cao gầy, tu vi cũng đã đạt nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng gã chính là người đầu lĩnh. Thích, Lâm Hiên nào có hứng thú cùng mấy con sâu cái kiến rong dài, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Cái gì? Ta ma vừa sợ vừa giận, phải chăng là bọn chúng nghe lầm? Tuy bọn chúng đã từng gặp qua rất nhiều gia hỏa hung hăng càn quấy, nhưng lại chưa từng gặp qua kẻ nào càn rỡ đến mức như thế này, thấy mình yếu mà lấn tới sao? bọn hắn liền thả thần thức ra đảo qua trên người Lâm Hiên, cũng chỉ vừa mới tiến ra nguyên anh mà thôi. Thằng nhãi danh khẩu khí thật lớn, muốn chết. Cổ ma đầu chọc thấp lùn bên trái vô cùng giận dữ, chỉ thấy gã phất tay áo một cái, lập tức một pháp bảo tiêm chùy bay vút ra, thanh âm đùng đùng vang lên, lao về phía Lâm Hiên. Tam đệ, không thể. Tâm cơ cổ ma đầu lĩnh cũng tương đối lão luyện thành thục, tuy khẩu khí Lâm Hiên cũng làm hắn phẫn nộ không thôi, nhưng nhìn thế nào thì đối phương cũng không hề có điểm sợ hãi nào cả, nhất định là có chỗ dựa phía sau. Tam đệ không thăm dò đối phương rõ ràng, mà đã lập tức động thủ thật sự quá lỗ mãng rồi. Đáng tiếc hắn lên tiếng đã chậm. Trên mặt Lâm Hiên hiện lên một tia tàn khốc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại sông tới. Lâm Mỗ đã cho ngươi cơ hội, nếu đã muốn đi âm tà địa phủ như vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Lời này vừa ra khỏi miệng thì thần sắc Lâm Hiên đã lạnh lẽo vô cùng, tay áo hắn hất lên, một đạo thanh hà cuồn cuộn bay ra, một màn kiếm khí màu xanh rậm rạp chẳng chịt đập vào mi mắt ước chừng gần trăm thanh mang theo lệ mang trói mắt phô thiên cái địa lao về hướng ta ma đang lơ lửng trên không pháp bảo tiêm chùy kia vừa tiếp xúc với kiếm quang đã bị xoắn nhẹ biến thành bột phấn tan vào hư không ba tên sợ hãi ngây người trong lúc nhất thời cơ hồ cho rằng mình đang sinh ra ảo giác phản ứng nhanh nhất chính là tên ma tu đầu lĩnh hắn vừa thấy vẻ âm lãnh trên mặt lâm hiên đã biết sự tình hôm nay thực sự không ổn rồi hơn nữa còn thấy Lâm Hiên ra tay thì lại càng hồn phi phách tán. Lão gia hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đâu có thanh thế bực này. Động huyền hay ly hợp? Hắn đương nhiên không biết được tu vi của Lâm Hiên, hơn nữa hôm nay càng không có thời gian đi so đo phân biệt cái gì cả. Tuy trong lòng hắn rất kinh sợ nhưng tự nhiên không có khoanh tay chịu chết, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay vươn ra vỗ bên hông một cái, tức thì vô số ma khí từ trên người hắn ao ào, ào tuôn ra bên trong ma khí mơ hồ thấy được hai viên hoàn như ẩn như hiện, chúng quay tít một vòng rồi biến thành hai quái vật đầu sư tử thân người, sau lưng còn có đôi cánh rơi mở rộng ra, vừa xuất hiện đã bay đến chắn trước người cổ ma đầu lĩnh. Nhìn qua tuy uy mãnh vô cùng nhưng trong mắt Lâm Hiên, lại như đồ vật nạn bằng đất sét mà thôi. Chỉ nghe tiếng xé gió sưu sưu truyền vào lỗ tai, kiếm quang chói mắt đã bay đến bên cạnh ba gã cổ ma, không chút lưu tình chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian, bất kể là quái vật đầu sư tử mình người hay là các loại bảo vật phòng ngự khác, do ba người tế ra đều không có bất kỳ công dụng nào cả, liền bị kiếm quang kia phá hủy dễ như trở bàn tay. Ba người đương nhiên không có cơ hội may mắn thoát khỏi, tức thì biến thành cho bụi dưới kiếm quang. Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra, trong phút chốc khiến những cổ ma vây xem hai bên chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không thể đoán được kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Hai bên kịch liệt đấu pháp, cuối cùng lại xuất hiện một tên không liên can gì dễ dàng đem một bên tiêu diệt. Kết quả này cho dù nhìn nhận như thế nào cũng thật khôi hài. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, những cổ ma vây quanh đã nhìn ra Lâm Hiên không dễ đối phó. Người này tuyệt đối không phải là một gã tu sĩ nguyên anh, kỳ mà hơn phân nửa chính là ly hợp thậm chí là động huyền tiền bối. Chỗ này đã có một tiền bối như vậy nên chúng ma cũng phút chốc giải tán. Phụ cận vốn dĩ rất nào nhiệt phút chốc chỉ còn lại ba người. Huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bay đến trước người Lâm Hiên. Đa tạ ơn cứu mạng của trưởng lão, đệ tử vô cùng cảm kích hai người quỳ xuống giữa không trung làm đại lễ tham bái đối với lâm hiên trên mặt hai người tràn đầy cảm kích cùng khâm phục a à, hai người các người nhận biết được ta lâm hiên nhìn hai người trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn mấy chục năm trước bổn môn gặp đại nạn là lâm hiên trưởng lão ra tay ngăn cơn sóng dữ lần đó tuy hai người đệ tử đứng xa nhưng đối với tư thế oai hùng của trưởng lão cũng là nghe quen tai nhìn quen mắt làm sao có thể không nhận biết được dung nhan của trưởng lão người Nam tử kia sụp mi thuận mắt cung kính trả lời, "Ừm." Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đó cũng là sự tình 50 năm trước rồi. Lúc ấy chính mình ở Tiên Vân Tông bế quan vừa bước vào đầu năm thứ 30 thì môn phái gặp một lần đại nạn. Nguyên do cụ thể Lâm Hiên cũng không biết rõ ràng, tóm lại là hơn 10 tên cổ ma động huyền, kỳ cũng không biết vì sao đến tận cửa tìm giết. Đệ tử môn phái tự nhiên là thất kinh, đừng nói Tiên Vân Tông đang ở thời kỳ khó khăn, cho dù lúc toàn thịnh, hai vị thái thượng trưởng lão chưa vẫn lạc, cũng tuyệt không có khả năng đối phó với kiếp nạn như vậy. Tình huống khi đó nguy cấp đến tột đỉnh, toàn bộ môn phái mắt thấy sắp phải tan đàn xẻ nghé, thì thời khắc mấu chốt Lâm Hiên xuất hiện, nói là ngăn cơn sóng dữ cũng không phải là nói quá. Lâm Hiên thể hiện ra thần thông lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy lực một người đấu với 10 tên động huyền kỳ cổ ma mà khi đó hắn, cũng chỉ là động huyền kỳ mà thôi. Cũng không ai dám hy vọng gì cả. Dù sao mạnh yếu tranh lệch quá xa, nhưng mà Lâm Hiên lại làm cho mọi người trừng mắt líu lưỡi hắn một hơi liền đem hơn 10 tên địch nhân toàn bộ diệt sát. Cũng từ việc đó mà làm cho toàn bộ đệ tử Tiên Vân Tông đối với Lâm Hiên, vô cùng cảm phục. Hai tiểu gia hỏa này đối với sự tình này, khắc sâu ấn tượng thì cũng không có gì kỳ quái cả. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tính chỉ hoãn ở lại đây quá lâu. Các người đã nhận ra Lâm Mỗ thì chắc chắn, cũng hiểu được vì sao ta ra tay cứu giúp. Lão Phu còn có chuyện muốn làm, các ngươi hãy tự lo liệu cho tốt. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, toàn thân thanh quang nổi lên, Đôi huynh muội ma tộc trông thấy vậy trên mặt xuất hiện vẻ hoảng loạn, Lâm trưởng lão xin dừng bước, đệ tử có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện quan trọng? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, nghe đối phương nói vậy trong tâm không khỏi hiếu kỳ, thanh quang trên người thu liễm, hắn quay đầu lại hai con mắt híp híp nhìn. Người muốn nói cho Lâm mỗ cái gì? Đệ tử lần này ra ngoài, mục đích là tìm kiếm tung tích của trưởng lão đại nhân. Hai huynh muội biểu lộ vẫn cung kính như cũ nhưng lần này trả lời câu hỏi của Lâm Hiên, lại là thiếu nữ ở bên cạnh điều tra tung tích của ta. Lâm Hiên lấy tay xoa nhẹ chán, trên mặt lộ ra vài phần đăm chiêu. Hẳn là tiên vân tông lại gặp phải kiếp nạn gì rồi đúng không? Trưởng lão đại nhân minh dám. Bổn môn xác thực gặp nguy cơ, ba tháng trước lôi ưng băng tập kích tổng đà, chúng đệ tử chết cùng bị thương rất nhiều, chỉ có một phần ba đệ tử chạy thoát được. Trưởng môn liền phái ra phần lớn người tiến về phụ cận Linh Nguyên, cốc tìm kiếm tung tích của Lâm trưởng lão, cũng không uổng công sức chúng đệ tử bỏ ra, đã để cho hai người đệ tử gặp được người, Nam tử kia thở dài, biểu lộ vừa đau thương nhưng sau lại mang theo vài phần mừng rỡ. Tình hình bổn môn lúc này quả thực cực kỳ không tốt, bất quá có thể tìm được tung tích của Lâm trưởng lão lại là một cái công lớn. Thì ra là thế, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Lâm Mỗ? Khóe miệng Lâm Hiên khẽ cười. Hắn gặp đệ tử Tiên Vân tông gặp nạn thì thuận tay giúp một chút, cũng không tính là gì, nhưng dù sao với thủ địch người, mà thì Lâm Hiên cũng sẽ không thật sự xem mình chính là trưởng lão của Tiên Vân tông. Môn phái gặp khó khăn cũng tốt, bình an hưng thịnh cũng vậy. Lâm Hiên căn bản không quan tâm, càng không có hứng thú vì bọn họ xuất đầu lộ diện. Nghe Lâm Hiên nói vậy, hai huynh muội biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Trưởng môn thật đã đoán được việc này, khi Lâm Hiên vừa muốn bay đi liền vội vã lên tiếng giữ lại. Trưởng lão ngài đợi chút, trước khi đi trưởng môn từng phân phó, nói trưởng lão nửa đường nhập tông lại đối với bổn môn có ân đức, nhưng lúc này đây cũng không nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Có chút ý tứ. Hắn còn nói gì nữa? Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia ngoài ý muốn, độn quang cũng dừng lại, trưởng môn phân phó đệ tử nhắn cho trưởng lão là, cho dù có không muốn ra tay cứu giúp cũng thỉnh ngài nhất định gặp hắn một lần, trưởng môn có việc rất bí mật cần bẩm báo, nhất định sẽ không để cho ngài phải thất vọng. A. À, Lâm Hiên nghe xong trên mặt hiện ra vài phần do dự, trong nội tâm cũng bắt đầu nói thầm. Có bí mật lớn muốn bẩm báo, những lời này là lừa dối hay sự thật nhỉ? Trong lúc nhất thời Lâm Hiên cũng khó phân biệt được đối phương có khả năng là sợ chính mình buông tay mặc kệ nên nói bừa nhưng những cổ ma này hẳn cũng phải biết được hậu quả của việc lừa gạt một tồn tại đẳng cấp cao cho nên theo như lời của bọn chúng mà nói thì thật giả cũng rất khó phân biệt tiên vân tông đệ tử bây giờ đang ở đâu lâm hiên nhíu mày suy tư một lúc lâu sau đó mở miệng hỏi nghe xong câu hỏi của lâm hiên hai huynh muội cực kỳ mừng rỡ bọn hắn vừa rồi sợ nhất đúng là lâm hiên không thèm để ý trực tiếp buông tay rời đi đệ tử bổn môn hôm nay ở một nơi cực kỳ bí mật trưởng lão đã đồng ý đi đệ tử ngay lập tức dẫn đường cách nơi này có xa không đây là vấn đề lâm hiên hết sức quan tâm nói xa cũng không tính là xa nếu là hai huynh muội ta toàn lực chạy đi thì cũng khoảng hai tháng là đến thanh âm của cô gái chuyển vào lỗ tai biểu lộ có chút lo lắng sợ lâm hiên ngại đường quá xa mà không đi gần hai tháng bất quá đó là dùng tốc độ của các người mà nói đối với ta thì cũng không tính là gì cả Lâm Hiên phía sau lại nói quả thực khiến cho nữ tử kia an tâm không ít. Nếu vậy, trưởng lão hôm nay ở đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đến chỗ đó." Thanh âm nam tử một bên lại truyền vào lỗ tai. "Không cần, các ngươi đem vị trí ẩn thân của đệ tử Tiên Vân Tông đưa cho ta, Lâm Mỗ tự mình đi là được. Chính ngài đi." Hai huynh muội khẽ động. "Thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Tốc độ của hai người các ngươi quá chậm, Lâm Mỗ cũng không có thời gian từ từ đi cùng các ngươi." Mau đem bản đồ địa hình cho ta." Lâm Hiên dùng ngữ khí chân thật đáng tin nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. "Vâng." Hai huynh muội tuy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không dám từ chối. Nàng kia khẽ phát bàn tay trắng như ngọc, một cái ngọc giản đen nhánh bay vút ra. Nàng này cầm chặt ngọc giản đặt ở giữa hai hàng mi rồi chìm thần thức vào. Thời gian khoảng một chén trà qua đi, nàng ta ngẩng đầu lên, ngọc giản tóm lực giản đơn vị trí đã đến tay Lâm Hiên. Lôi ưng bang đã chiếm cứ tổng đà của bổn môn nhưng cũng không có, vì vậy mà dừng lại, ngược lại còn ra sức đuổi giết đệ tử của bổn môn, cho nên chỗ ẩn thân hiện giờ của các sư huynh đệ tương đối bí mật. Nàng kia khẽ thở ra một hơi hỗn loạn trong lòng, thanh âm có vài phần chờ mong truyền tới. Lâm Hiên nghe vậy thì gật đầu, rồi cũng không nói thêm gì đem thần thức quét qua ngọc đồng giản. Sau đó hắn liền hóa thành một đạo hồng quang bay về phía chân trời, rất nhanh không còn thấy bóng dáng. Tiểu muội à, ngươi nói xem lúc này đây Lâm trưởng lão có ra tay trợ giúp bổn môn vượt qua khó khăn lúc này hay không? Ta cũng không biết được, nhưng dù sao nhiệm vụ của ta và người cũng đã hoàn thành thì chắc sẽ có trọng thưởng. Còn về sau sự tình tiếp diễn như thế nào thì cũng không phải những tu sĩ nguyên anh như, chúng ta có thể biết được. Nàng kia khẽ giơ tay vuốt tóc rồi nhẹ nhàng nói. Ừ, muội muội nói có lý, chính là sư huynh dại dột rồi, lại có chút đi lo chuyện cao vời. Nam tử kia cũng thở dài một cái, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng mở miệng. Lại nói bên kia, Lâm Hiên toàn lực bay đi, hắn làm như vậy cũng vì nghĩ rằng tên trưởng môn kia cũng không dám to gan lớn mật lừa gạt chính mình. Bí mật, Lâm Hiên cũng không phải chỉ đơn giản là hiếu kỳ, mà là đoán chừng có liên quan đến bảo vật gì đó. Nếu không một cái môn phái tiên vân tông, nho nhỏ vì sao lại trêu chọc địch nhân như thế, mấy chục năm trước thì có hơn 10 tên động huyền kỳ tìm đến tận cửa. Hôm nay lôi ưng băng lại không hiểu vì sao lại tìm đến đánh giết. Lâm Hiên tin rằng chuyện này không phải chỉ là trùng hợp, nhất định là có duyên cớ gì đó. Nếu quả thực có bảo vật gì thì hắn nhất định không thể buông tha rồi. Trong đầu vừa suy nghĩ lại vừa điều khiển độn quang, hắn dựa vào ngọc giản thi thoảng điều chỉnh phương hướng bay đi. Đảo mắt đã hai canh giờ qua đi, mặt trời sắp lặn thì Lâm Hiên đã dừng lại, một sơn cốc đã xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó hắn vắt tay áo đem ngọc giản ra rồi chìm thần thức vào trong. Rất nhanh Lâm Hiên đã ngẩng đầu lên rồi híp mắt xem xét đánh giá cảnh vật bốn phía. Đúng vậy, căn cứ theo lời thì địa điểm ẩn trốn của đệ tử Tiên Vân Tông còn sót lại chính là ở chỗ này. Nhưng không hiểu vì sao chính mình lại không cảm ứng được một tia ba động của pháp lực nào vậy? Theo lý mà nói, các đệ tử sót lại của Tiên Vân Tông cũng còn hơn ngàn, cho dù có phái ra trăm người đi bốn phương tám hướng tìm kiếm tung tích của mình, thì giờ phút này trong cốc ít nhất cũng có vài chục tên ma tộc tu sĩ, tụ tập nhiều người như vậy muốn thu liễm khí tức hoàn toàn là điều không thể. Chẳng lẽ là trong nội tâm Lâm Hiên đã có chút ngầm suy đoán? Sau đó hắn ngẩng đầu lên, con mắt lại ánh lên ánh sáng màu bạc sáng chói. Cha xét bằng thần thức không mang đến hiệu quả nên Lâm Hiên bắt đầu sử dụng thiên phượng thần mục. Quả thật đã phát hiện bên trong có làn khí tím nhè nhẹ tản ra. Thì ra là dùng trận pháp để che giấu khí tức của các đệ tử. Nhưng có thể một lần đem khí tức của cả ngàn người che giấu. Hơn nữa ngay cả thần thức của mình cũng có thể che giấu được thì trận pháp này cũng không thể xem thường rồi. Lâm Hiên lấy tay đặt lên chán, trên mặt lộ ra một chút đăm chiêu. Nội tình của Tiên Vân Tông còn thâm sâu hơn so với mình tưởng tượng, theo lý thuyết mà nói một môn phái nhỏ như vậy, ngay cả tu sĩ động huyền kỳ cũng không có thì cũng không có khả năng lấy ra một bảo vật như vậy. Lâm Hiên thì thào tự nói với chính mình, xác thật không có đến nhầm, rồi sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong sơn cốc. Rất nhanh hắn lại ngừng lại, phía trước là một ít thực vật bụi gai nhìn có vẻ giống như là tồn tại sẵn có ở đây, nhưng lúc Lâm Hiên thi triển Thiên Phượng thần mục thì lại lộ ra một chút sơ hở khóe miệng Lâm Hiên khẽ mỉm cười, chỉ thấy hắn phất tay một cái, một quả cầu lửa to cỡ cái trứng gà xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó nó không ngừng xoay tròn, thoáng một cái thể tích của quả cầu lửa dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi lớn lên, đến vài trượng. Tay Lâm Hiên run lên nhẹ nhẹ đem quả cầu lửa ném về phía trước. Oanh! Một tiếng vang thật lớn chuyển vào lỗ tai, mắt thấy quả cầu lửa sắp chạm vào những thực vật bụi gai thì đột nhiên, không khí lại lăn tăn như gợn sóng nước, một tầng màn sáng màu tím nhạt hiện ra khiến quả cầu lửa đụng vào phía trên mặt màn sáng nhộn nhịp một hồi nhưng cũng không có sụp đổ không tồi không tồi lâm hiên nhẹ gật đầu tán thưởng tuy chỉ là một kích tùy tiện của hắn cũng không phải là sử dụng thực lực chân chính nhưng với tu vị phân thần kỳ như hiện tại thì dù chỉ là một kích tiện tay thì uy lực cũng không có thể xem thường nhưng trận pháp ẩn nấp kia rõ ràng lại có thể tiếp được khiến cho lâm hiên đối với nội tình của tiên vân tông lại xem trọng hơn một chút pháp trận mặc dù không có bị phá vỡ, nhưng hiển nhiên là làm kinh động đến những tu tiên giả bên trong. Tiếng rít truyền vào lỗ tai, lập tức có hơn 10 tu tiên giả bay đến phía Lâm Hiên. Là vị cao nhân nào đến đây, đệ tử Tiên Vân Tông không kịp nghênh đón từ xa. Lời còn chưa dứt thì vài đạo kinh hồng từ trong bách núi trước mặt đã bay ra, chỉ thấy 10 tên cổ ma cực kỳ mau lẹ đi đến trước mặt Lâm Hiên. Rất nhanh, hào quang thu lại lộ ra dung nhan ba gã cổ ma. Bên trái là một cổ ma dáng người ục ịch, dung mạo bình thường nhưng trên mặt lại cười rất chân thành. Còn bên phải là một nữ tử mặc một bộ cung trang màu hồng phấn khoảng hơn 25 tuổi, tuy không thể nói là tuyệt sắc nhưng cũng không thể xem thường. Về phần chính giữa thì là một trung niên nhân, nhân thân mặc áo bào màu xanh. Phát hiện có người tìm đến đây, vốn dĩ khuôn mặt ba ma khẩn trương vô cùng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Lâm Hiên thì lại lập tức chuyển từ buồn thành vui. Sư thúc, Lâm sư thúc, thật là người. Ba người quay mặt nhìn nhau, thực sự là quá sức vui mừng. Mấy ngày nay bọn hắn đều rất lo lắng trông chờ tin tức của Lâm Hiên, không nghĩ tới sư thúc lại tự mình tìm đến nơi này. Chẳng lẽ sư thúc đã gặp được tên đệ tử nào đó, trong những tên được phái đi ra ngoài điều tra? Bất quá cái này bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Tham kiến sư thúc, ba ma cùng tiến lên một chỗ rồi cung kính bái lại. Những ma tu khác thấy vậy cũng mừng rỡ nhau nhau quỷ xuống. Hừ, không cần đa lễ như vậy. Lâm Hiên biểu lộ lại có vẻ bình thản vô cùng. Ba ma liếc mắt nhìn nhau, Cảm thấy có chút không ổn, nhưng bọn chúng cũng không có thể hiện ra bên ngoài, cung kính mời Lâm Hiên tiến vào bên trong trận pháp. Đây cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời của tiên vân tông, cho nên so với tổng đà trước đây thì có chút đơn sơ. Nhưng mà tu tiên giả lại khác với phàm nhân, thi triển bí thuật tích các thành tháp xây dựng không ít nhà bằng đá, tuy rằng đơn sơ nhưng so với cảnh màn trời chiếu đất thì cũng dễ chịu hơn nhiều lắm. Lâm Hiên, dưới sự dẫn dắt của ba ma liền cùng nhau đi đến một gian nhà đã rộng rãi, Diện tích căn nhà đã tuy rộng lớn nhưng trang trí bên trong cũng rất đơn giản, ngoài một bàn một ghế ra thì không còn vật gì khác. Sư thúc, mời ngồi. Lâm Hiên tất nhiên không khách khí mà ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn ba gã cổ ma kia sắc mặt cung kính, khoanh tay đứng yên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ cùng một mùi hương thơm ngát truyền đến, hai thiếu nữ ma tộc trẻ tuổi nâng khay đi vào trong phòng. Trên khay đặt rượu ngon, dưa cùng trái cây. Sau khi hai người đặt các thứ lên bàn, liền quỳ gối khẽ chào Lâm Hiên rồi lui xuống. Nơi đây đơn sơ, có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo xin sư thúc chớ trách. Cổ ma mập mạp vẻ mặt cười cười, cẩn thận mở miệng. Lâm Hiên lắc đầu, tất nhiên hắn sẽ không chú ý tới chuyện này. Ánh mắt cổ ma trung niên đảo qua người Lâm Hiên, nét mặt không khỏi lộ vẻ kinh dị. Tuy với thực lực của hắn rất khó phán đoán ra tu vi hiện giờ của Lâm Hiên, nông sâu thế nào, nhưng hiện tại Lâm Hiên không có ý tận lực che giấu nên hắn vẫn phát hiện ra chút dấu vết cảm thấy vị lâm sư thúc đã khác nhiều so với lần đầu tiên gặp, chẳng lẽ? Sư thúc chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã tiến cấp tới phân thần kỳ rồi sao? Tuy lần trước sư thúc tìm hiểu về linh nguyên, cốc là vị muốn chuẩn bị trùng kích bình cảnh phân thần kỳ, nhưng muốn đột phá qua nó khó khăn thế nào chứ, vạn người không được một. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, song hắn cũng không dám khẳng định phỏng đoán đó. Đang lúc do dự thì tiếng nói của tam sư muội truyền đến, chúc mừng sư thúc đã tấn cấp thành đại năng phân thần kỳ. Thần sắc trung niên nhân khẽ động, tuy tu vi tam sư muội còn kém hơn mình một chút nhưng nàng sở tu công pháp đặc thù có thể nhận ra một cách chuẩn xác cảnh giới của những tu sĩ tu vi cao hơn nếu nàng đã nói như vậy thì khẳng định là đúng chúc mừng sư thúc trong lòng nghĩ vậy trung niên nhân cùng mập mạp lập tức xoay người hành lễ không cần đa lễ lâm hiên nhàn nhạt, nhạt nói ba người sau khi đứng lên thần sắc càng cung kính hơn phân thần kỳ đối với bọn họ mà nói là muốn cầu cũng không được sư thúc đã tấn cấp thành công tất có thể giải quyết được nguy cơ hôm nay của bổn môn Ân, tất rất nhẹ nhàng thôi. Được rồi, lâm mỗ không muốn rông dài. Lúc đầu ta gia nhập tiên vân tông chẳng qua là muốn có chỗ dung thân. Hiện tại lâm mỗ đã là phân thần kỳ rồi, tòa miếu nhỏ tiên vân tông không thể giữ nổi ta. Bất quá lâm mỗ cũng không phải loại người vô tình vô nghĩa. Bất kể như thế nào thì quý tông với ta cũng có một đoạn tình cảm. Nếu tiên vân tông gặp phải nguy cơ, thì ta sẽ giúp các ngươi giải trừ nhưng phải có điều kiện. Lâm Hiên nói rất vô tình, đối với vài tiểu tu tiên giả nhỏ yếu như con sâu cái kiến, Hắn không cần quanh co lòng vòng làm gì, trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Ba người nghe xong không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt tất nhiên là không tốt, bất quá bọn họ cũng không lộ thần sắc bi phẫn gì mà có vẻ như đã đoán trước được tình huống này. Lâm Hiên không phải đệ tử tu hành từ nhỏ trong bổn môn. Song phương hợp tác với nhau chỉ vì lợi ích, nhưng hiện giờ một môn phái nho nhỏ như Tiên Vân Tông không thể cung cấp gì được cho Lâm Hiên nữa, bọn họ đã mất đi tư cách hợp tác nên Lâm Hiên phản ứng như vậy cũng là bình thường đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm thế thôi, không có gì đáng tức giận cả. Ba ma nghĩ vậy nên tâm tình cũng rất bình thường. Bọn họ vẫn bảo trì vẻ cung kính như trước, vị nữ tử trong ba người mở miệng, sư thúc nói đúng, song tiên vân tông, tuy cửa nhỏ nhà nghèo nhưng chưa chắc đã không có bảo vật gì khiến ngài để ý. Hừ, lầm mỗ sở dĩ tới đây là vì nghe nói các ngươi đang nắm giữ đại bí mật, sẽ không khiến ta đi một chuyến vô ích, lúc này lại nói thế, chẳng lẽ muốn trêu đùa ta sao? Lâm Hiên nhướng mày, sắc mặt bất thiện, Sư thúc hiểu lầm, đệ tử nào có to gan như vậy. Ba ma thấy thế lập tức sợ hãi, Vô quỷ xuống nhận lỗi. Mấy người bọn hắn làm sao dám thừa nhận lửa giận của đại năng phân thần kỳ chứ? Lâm Hiên chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể di chết họ rồi. Sự tình đã đến bước này, ba ma cũng không dám giấu giếm nữa. Thở dài, sư thúc có điều không biết, thực lực bổn môn hôm nay tuy không đáng nhắc tới, nhưng nếu đặt ở mấy trăm vạn năm trước lại rất có tiếng tăm. A, à, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hứng thú, tiếp tục nói đi không biết sư thúc có từng nghe qua về tam nhãn thánh tổ không? Tam nhãn thánh tổ. Lâm Hiên lập tức ngẩn ngơ, trong tâm không khỏi thập phần kinh hãi, nhưng với lòng dạ của hắn tất nhiên là trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Lâm Hiên sao lại không biết tam nhãn thánh tổ được, lúc trước tên kia thoát cảnh bị vây khốn ở sa mạc cô hồn cũng là do hắn, chỉ có điều khi đó Lâm Hiên không biết rõ lại lịch của tên đó mà thôi. Nhưng về sau khi ở Linh Nguyên Cốc, Lâm Hiên sư hồn thanh giáp cổ ma liền tìm ra vài thứ khiến hắn vô cùng kinh hãi ở ma giới không chỉ có 9 vị chân ma thủy tổ, mà còn có một đệ đệ của ma tộc đại thống lĩnh, chẳng qua là không biết tại sao tên đó lại chọc giận đại thống lĩnh, nên bị thân ca ca hắn tự tay phong ấn. Trải qua thương hải tăng điền, mấy trăm năm sau ma tộc đại thống lĩnh đại chiến với chân tiên rồi biến thành khói bụi, đến giờ vị tam nhãn thánh tổ đó đã thoát khốn. Nhưng theo những tin tức mà Lâm Hiên nắm giữ thì dù đều là cấp bậc chân ma thủy tổ, nhưng quan hệ giữa hắn và hai người bảo xả băng phách tựa hồ vô cùng ác liệt hai người đó khi hay tin tên kia thoát khốn đã phái ra rất nhiều thủ hạ truy tìm tung tích từ đó mới khiến ma giới nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu lâm hiên tự nhiên là không muốn bị cuốn vào việc không can hệ đến hắn không nghĩ tới một tiên vân tông nho nhỏ lại có quan hệ với tam nhãn thánh tổ quả thực khiến người rất đỗi kinh ngạc lâm hiên không ngắt lời mà tiếp tục chờ đối phương nói tiếp sư tổ sáng lập ra bổn môn chính là người phụ tá đắc lực nhất của tam nhãn đại nhân năm đó tam nhãn đại nhân thấy tình thế không ổn liền ủy thác cho bổn tổ sư cất dấu bảo vật của hắn tại một nơi bí mật, mà tiên vân tông vẫn một mực bảo tồn tấm tàng bảo đồ đó. Thanh âm cung trang nữ tử vang lên. a, à, Lâm Hiên vắt tay lên chán suy nghĩ, hắn cũng hơi động tâm rồi, xong vừa nghĩ một lát lại đưa ra nghi ngờ của mình. Bảo vật mà tam nhãn thánh tổ ủy thắc chắc không phải vật bình thường, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ quý phái đã tương truyền nhiều đời mà không có người động tâm sao? Lâm Hiên nói ra vấn đề này rất chính xác, dù vị tổ sư sáng lập ra tiên vân tông, rất trung thành và tận tâm với tam nhãn thánh tổ, nhưng đám đồ tử đồ tôn của hắn lại không chắc tên nào cũng nghe theo lời tổ huấn. Chuyện này vô luận là nói thế nào cũng có điều không đúng. Sư Thúc nói không sai. Chúng ta tất nhiên là động tâm với bảo vật tam nhãn đại nhân lưu lại, nhưng tấm bản đồ mà bổn môn giữ chỉ có một nửa, cũng không phải toàn vẹn. Mập mạp thở dài, nếu không phải vậy thì bọn hắn đã sớm đi tầm bảo, rồi chứ đâu có ngồi ngốc ra ở chỗ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một nửa. Lâm Hiên nhướng mày. Đúng vậy, đệ tử không dám lừa gạt sư thúc. Năm đó khi tam nhãn thánh tổ thấy tình thế không ổn đã ủy thác, cho người phụ tá đắc lực giúp hắn bảo vệ bảo vệ. Còn bản đồ lại được chia làm hai phần, trong đó một phần được tổ sư bổn môn giữ lại làm bảo vật chấn phái. Mập mạp nuốt một miếng nước bọt, cẩn thận nói. Sắc mặt Lâm Hiên biến ảo bất định. Nhìn thần sắc đối phương thì hẳn là không nói dối, nhưng tình huống này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy Lâm Hiên rất động tâm với bảo vật của Tam nhãn Thánh tổ, song tàng bảo đồ lại chỉ có một nửa so với miếng giấy lộn cũng chả khác gì. Đáng giận, tâm tình Lâm Hiên tự nhiên là không tốt, cơ hồ muốn lập tức quay đầu đi. Còn ba gã cổ ma thần sắc bất định, đang lúc hào khí có chút ngưng trệ, bỗng cung trang nữ tử đột nhiên mở miệng, sư thúc bất giận, ba người chúng ta biết đưa ra một tấm tàng bảo đồ không hoàn chỉnh, để người ra tay thật chẳng khác gì trò đùa, cho nên chúng ta đã chuẩn bị thêm một số thứ khác để đền bù cho ngài. Có thứ khác nữa ư? lâm hiên quay đầu lại trong mắt ẩn ẩn lập lòe tinh mang vâng ngoại trừ bức tàng bảo đồ tổ sư gia còn truyền xuống một kiện bảo vật khác ta nghĩ sư thúc sẽ thấy hứng thú với thứ này vật gì thế đừng nói với ta nó cũng là một kiện đồ vật bị tàn phá nữa nhé lâm hiên cười lạnh tất nhiên không phải cung trang nữ tử vội khoát tay mặc dù trong lòng có điểm không muốn nhưng sự tình đã đến bước này nàng cũng không còn đường lui nữa rồi tay áo phất lên thả ra một đoàn ánh sáng màu đỏ hồng quang xoay chuyển bay múa quanh người nàng ta sau khi dừng lại liền hiện nguyên hình là một quyển trục trông khá cổ xưa bên trên chất động hồng mang quỷ dị cái này vốn lâm hiên không để ý đến đồ vật mà nàng kia nói nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến quyển trục nét mặt lập tức thay đổi sự khinh thị đã nhường chỗ cho ngưng trọng quyển trục đó vừa mới xuất hiện liền khiến nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên cực nhanh nếu không phải những người đang đứng đây đều là tu tiên giả chắc hẳn không chịu nổi ba gã cổ ma một mực quan sát sắc mặt lâm hiên thấy hắn đã động tâm không khỏi thở dài một hơi, tâm tình căng thẳng dần được buông lỏng. Sư thúc thấy sao, liệu tấm sơn nhạc kim ô đồ này có lọt được vào pháp nhãn của ngài không? Cung trang nữ tử cười mỉm, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Sơn nhạc kim ô đồ. Lâm Hiên ngước nhìn bảo vật này, trong miệng thì thào nhắc lại. Tay hắn vừa nâng lên đã chụp lấy quyển trục này, sau đó chậm rãi mở nó ra liền thấy một bức họa cổ xưa dần xuất hiện, trong tầm mắt. Chỉ thấy một đoàn hồng mang ẩn hiện trên quyển trục, hình vẽ dễ nhận ra nhất là 12 toàn núi kích cỡ khác nhau. Nhưng khác với những bức tranh sơn thủy bình thường, những tòa núi kia không được bao phủ bởi màu xanh biếc. Chúng cao lớn chọc trời, quái thạch lởm chởm cắm thẳng vào mây xanh, ngay cả một đóa hoa còn chả có chứ đừng nói gì đến cỏ dại. Hơn nữa còn rất dễ dàng nhìn thấy từng dòng dung nham nóng chảy đang hừng hực thiêu đốt. Núi lửa. Không đúng, so với núi lửa bình thường còn có nhiều điểm bất đồng. Ở sườn núi tụ tập một số loài chim kỳ quái, vẻ ngoài của chúng khá giống với loài quạ nơi thế tục nhưng chân lại có tận ba cái, lông vũ vàng kim tôn quý mà mỹ lệ. Hai đồng tử co lại, Lâm Hiên vừa thấy loài chim này liền nhớ đến một danh tự, Tam Túc Kim Ô. Chúng cũng là chân linh trong truyền thuyết. Đương nhiên quy về loài chim bay. Nếu bàn về thần thông, tuy không bằng phượng hoàng nhưng vẫn vô cùng cường đại. Dù sao trong số chân linh chỉ có vài loại là chim bay, tam túc kim ô có thể chiếm một chân trong đó cũng rất khá rồi. Quyển trục này có vẽ kim ô không biết có quan hệ gì với loại chân linh trong truyền thuyết này không trong tâm lâm hiên tràn đầy nghi hoặc song khi rót pháp lực vào quyển trục lại không thấy có phản gì hắn hơi nhướng mày lập tức hít sâu một hơi rồi rót thêm pháp lực vào bên trong oanh quyển trục đột nhiên lóe lên hỏa diễm đỏ thẫm từng dòng chữ vàng to như cái đấu hiển hiển trong đầu lâm hiên thông bảo quyết không ngờ đây lại là một kiện thông thiên linh bảo tuy tu vi đã tới mức này những linh bảo hậu thiên đã không lọt nổi vào mắt hắn nữa tu tiên giả phân thần kỳ được gọi là đại năng bọn họ chỉ cần có tâm cùng tổn hao ít thời gian liền rất dễ dàng thu được một hai kiện linh bảo hậu thiên phòng thân nhưng lâm hiên cảm thấy quyển trục này khác với những linh bảo hậu thiên mà mình từng tiếp xúc nó cường đại hơn nhiều chẳng lẽ đây là tiên thiên linh bảo trong mắt lâm hiên lóe hào quang hưng phấn nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định tiên thiên linh bảo đầu phải thứ mà người thường có thể có được tuy hắn chưa từng chính thức nhìn qua tiên thiên linh bảo song lâm hiên cảm giác quyển trục này vẫn không phải mà đúng lúc này thanh âm cung trang nữ tử lại vang lên, bẩm sư thúc, sơn nhạc kim ô đồ chính là bảo vật phòng thân ngày xưa của tổ sư gia. Tuy nó không phải tiên thiên linh bảo nhưng so với những hậu thiên linh bảo khác, thì đảm bảo được xếp ở hàng đầu. Hàng đầu ư, có gần hạng đầu nhiều không? Lâm Hiên vuốt vuốt bảo vật trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Tu vị đệ tử nộng cạn nên không rõ lắm, nhưng nghe nói nó có đứng trong người hạng đầu cũng không vấn đề gì. A, à, nét mặt Lâm Hiên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đang vô cùng vui sướng giữa các hậu thiên linh bảo cũng có mạnh có yếu, nhưng nếu đã đứng trong tiền thập thì uy năng của nó tuyệt đối là khó lường. Xem ra chuyến này thu hoạch không tệ, bỏ qua bức tàng bảo đồ kia, chỉ riêng bảo vật trong tay này đã khiến hắn hắn rất hài lòng rồi. Lâm Hiên cũng không biết có phải đối phương cố ý khoách đại hay không, nhưng hắn vừa thử qua thì thấy muốn sử dụng tấm sơn nhạc, kim ô đồ này phải có tu vi phân thần kỳ, nếu không đừng mơ điều động nó. Theo đó mà xét cũng có thể thấy được sự bất phàm của quyển trục ấy. Tốt lắm, thứ này ta nhận, lầm mỗ tất nhiên sẽ thay các ngươi xuất đầu, bất quá có một việc các ngươi phải nói cho ta biết, nếu không, sư thúc có gì phân phó hoặc có gì nghi vẫn xin cứ nói, đệ tử nhất định không giấu giếm gì cả, nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bấn tẫn. Trung niên nhân kia vội cung kính mở miệng, tốt, lầm mỗ nói thẳng, ta đã ở tổng đà tiên vân tông một thời gian, thấy hoàn cảnh coi như không tệ nhưng cũng không có gì đặc biệt cả, sao các ngươi cứ phải cố sống cố chết bám lấy nó, nhất định phải đoạt lại chứ lâm hiên từng chữ từng chữ nói ra nguyên lai like sư thúc nghi ngờ điều này kỳ thật cũng không có gì chỉ là do di huấn của tổ sư ra mà thôi hơn nữa tấm tàng bảo đồ kia được cung phụng ở tổng đà chúng đệ tử đâu thể buông bỏ dễ dàng chứ mập mạp thở dài bất đắc dĩ nói nói thì nói như thế nhưng hiện tại lôi ưng bang đã chiếm cứ tổng đà được một thời gian rồi liệu tàng bảo đồ có rơi vào tay bọn họ không điều này xin sư thúc yên tâm nơi cung phụng tấm tàng bảo đồ đó rất bí mật đối phương rất khó tìm ra nó trong thời gian ngắn. a, à, để sau khi đoạt lại được tổng đà, Lâm Mỗ có thể xem xét tấm tàng bảo đồ đó chứ. Lâm Hiên đưa tay nâng cầm, chậm rãi mở miệng. Đương nhiên có thể, năm đó tổ sư đã di huấn lại cho chúng đệ tử bổn môn phải bảo vệ nó, nhưng sư thúc không phải người ngoài tự nhiên là, có thể nghiên cứu tấm bản đồ đó trung niên nhân mỉm cười nói. Thương Hải Tăng Điền, đã trăm vạn năm trôi qua rồi, bọn hắn tuy không dám vi phạm lời phân phó của tổ sư ra nhưng vụng trộm một chút, cũng không thấy tội lỗi gì, mà đằng nào nó không phải một tấm bản đồ hoàn chỉnh, cứ ngây ngốc thủ hộ như vậy thì không phải mua dây buộc mình sao? Đương nhiên trong lòng nghĩ vậy, nhưng không thể nói thẳng ra miệng được, cái tội danh khi sư diệt tổ thật không phải ai cũng gánh nổi. Có được câu trả lời thuyết phục, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng, đã như vậy, ngày mai chúng ta đi đoạt lại tổng đà. Lâm Hiên cũng không muốn trì hoãn quá lâu, tránh đêm dài lắm mộng. Đa tạ sư thúc viện thủ. Ba ma lập tứ quỷ xuống lại. Ha ha, đều là người một nhà không cần khách khí như thế. Lâm Hiên mỉm cười nói. Hắn đã thu sơn nhà kim ô đồ của người ta, thái độ tất nhiên là phải hòa ái hơn rồi. Sau đó, ba ma dẫn Lâm Hiên tới chỗ ở tạm thời. Nơi này là một tòa động phủ không lớn, bên trong được trang trí đơn giản mộc mạc. Sư thúc, đây là nơi trú ẩn tạm thời của bổn môn nên hơi đơn sơ. Ha ha, không sao, chúng ta đều là tu tiên giả, dù phải màn trời chiếu đất cũng là việc bình thường thôi, có động phủ để nghỉ ngơi là tốt lắm rồi. Lâm Hiên khoát tay áo, không thèm để ý nói. Đệ tử xin cáo từ. Ba ma thi lễ rồi quay người lui ra ngoài. Ngay khi bóng lưng ba người biến mất, cánh cửa động phủ cũng ầm ầm đóng lại. Lâm Hiên vương tay ra vỗ xuống tu du đại ở bên hông, hai túi chữ vật liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là những gì hắn đoạt được từ thiên lam song ma, không nói cũng biết bên trong có rất nhiều bảo vật, mình vội đi nên chưa kịp kiểm tra các thứ bên trong. Song cũng chỉ trần chờ một chút, Lâm Hiên lại cất chúng đi. Việc phân loại kiểm kê bảo vật rất tốn thời gian, dù một ngày một đêm cũng chưa chắc xong, cứ để lần sau hãng hay. Lâm Hiên lại lấy tiếp ra vài cây trận kỳ đủ màu sắc ra, ngũ hành quẩn linh trận vốn đã bị xong mà cướp lấy, nhưng Lâm Hiên lại diệt sát cả hai tên kia, nên bảo vật này lại lần nữa rơi vào tay hắn. Lâm Hiên đánh ra vài pháp quyết quen thuộc bố trí những cây trận kỳ này, xuống xung quanh động phủ, tạo thành một tầng phòng thủ nghiêm mật. Tuy ở chỗ này theo lý sẽ không có ai dám gây bất lợi với mình, song cẩn thận sẽ không mắc sai lầm, đây đã là thói quen của Lâm Hiên. Làm tốt hết thảy mọi việc, Lâm Hiên lại lôi quyển trục vừa có được ra. Thời gian một đêm là ngắn hay dài, chỉ ngủ một giấc liền qua, nhưng chỉ cần có thế cũng đủ để hắn tu luyện xong thông bảo quyết. Nghe thì thấy thật không tưởng, nhưng Lâm Hiên hiện giờ đã là đại năng phân thần kỳ pháp lực cao thâm, việc luyện thông bảo quyết tự nhiên là không gặp khó khăn gì, cơ hội chỉ đọc qua liền hiểu cạn kẽ và có thể vận dụng thành thạo. Lâm Hiên hai tay cầm lấy quyển trục, pháp lực theo kinh mạch không ngừng truyền vào bên trong, đã có kinh nghiệm nên lần này hắn không gặp khó khăn chắc trở nào, thông bảo quyết như dòng suối nhỏ không ngừng chảy vào trong đầu. Văn phong cổ xưa, thâm thúy, chữ chữ châu ngọc ẩn hàm ý nghĩa sâu xa. Lâm Hiên thấy thế không khỏi đại hỷ, thông bảo quyết càng thâm ảo chứng tỏ uy lực bảo vật này càng không bình thường. Theo thực lực bản thân tăng lên, một số bảo vật hay dùng trước kia đã không đáp ứng nổi nữa rồi, sơn nhạc kim ô đồ vừa vặn bổ sung vào số này. Bởi vậy Lâm Hiên lập tức tập trung tinh thần, tinh tế cảm nhận một phen. Rất nhanh, hắn tiến vào trạng thái vong ngã, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Ngoài động phủ, mặt trời rực rỡ đã được treo cao trên không chung. trung, trung niên nhân, cùng trang nữ tử, mập mạp đều đứng đợi trước cửa động phủ của Lâm Hiên. Thần sắc bọn họ vô cùng lo lắng, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng chuyện gì vậy. Sư thúc rõ ràng nói chỉ nghỉ ngơi một đếm, sáng hôm sau sẽ giúp chúng ta thu hồi tổng đà. Hiện tại đã 9 ngày trôi qua rồi, sao một chút động tĩnh cũng không có mập mạp lao lao vết mồ hôi trên trán sắc mặt vô cùng khó coi chẳng lẽ sư thúc đã đổi ý cầm bảo vật xong liền đi rồi cung trang nữ tử sửa sang lại sợi tóc rồi có lẽ bởi sốt ruột nên kiều dung tiểu tụy đi nhiều tam sư muội nói năng thận trọng không nên nghĩ thế trung nghiên nhân hét lớn cắt đứt đi câu nói của nàng kia cung trang nữ tử cũng lập tức tỉnh ngộ mình nói lời ấy thật không đúng nếu bị sư thúc nghe thấy nghĩ tới đây nàng không khỏi hoa dung thất sắc Toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, nàng vội đưa tay che miệng, mặt hiện vẻ hối hận. Hai người các ngươi kiên nhẫn thêm chút đi, sư thúc đã bố trí trận pháp lợi hại thế này khẳng định là còn ở bên trong, chỉ là không biết gặp chuyện gì nên chỉ hoãn chút thời gian thôi." Trung niên nhân thở dài nói. Vừa mới lỡ lời, cung trang nữ tử không dám nói gì nữa, nhưng nét mặt mập mạp vẫn còn vài phần bất mãn. Hắn lầm bầm vài câu, rõ ràng sư thúc nói chỉ nghỉ ngơi một đêm, sao có thể không giữ lời? Trung niên nhân lắc lắc đầu, hắn ngước lên nhìn màn bảo hộ đủ mọi màu sắc trước cửa động phủ lâm hiên cũng vì tầng cấm chế này mà bọn họ bị ngăn ở đây vào không được gọi không ai thưa có phát ra truyền âm phủ cũng vô dụng hắn tuy mở miệng an ủi sư đệ sư muội nhưng sâu trong tâm hắn há không phải bàng hoàng bất định chứ rốt cục sư thúc có ở bên trong không đúng là khó nói phân thần kỳ chỉ cần tùy tiện bố trí một cấm chế đơn giản đối với bọn họ cũng là một cái vực sâu rồi sẽ không phải đối phương cầm bảo vật rồi bỏ đi chứ nếu không Chẳng lẽ sư thúc lại chọn một nơi linh khí mong manh thế này để bế quan sao? Trong tâm hiện lên vô số ý niệm, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng vào lời hứa hẹn của Lâm Hiên, mà tiếp tục chờ đợi ở đây mà thôi. Lại một canh giờ nữa qua đi. Đối với ba gã cổ ma mà nói, hiện giờ quả thật là qua một ngày mà cứ ngỡ 10 năm, bên dưới còn rất nhiều đệ tử cần bọn hắn chấn an, cuộc sống vô cùng khó khăn. Thời gian đã là giữa trưa, mặt trời xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, bởi vì chỗ này nằm sâu trong sơn cố nên tuyệt không có cảm giác nóng bức nhưng trong tâm ba gã lại rất bực bội tư vị thật khó nói thành lời đột nhiên một hồi âm thanh ầm ầm truyền ra màn hào quang đủ mọi màu sắc trước mắt bắt đầu chớp nháy ba ma vốn đang ngẩn ngơ lập tức trở nên đại hỷ chỉ thấy thanh mang trên cửa và động phủ lóe lên thân ảnh lâm hiên từ trong quang hà dần dần hiện ra tham kiến sư thúc ba người đại hỷ vội vàng bước nhanh tới rồi quỳ gối hành lễ lần này lâm mộ bế quan do có chút hơi ngoài ý muốn vì vậy nên ta mới chậm trễ vài ngày mấy người các ngươi không phiền lòng chứ ánh mắt lâm hiên đảo qua ba người hắn hơi có chút áy náy mở miệng không có sư thúc người sao lại nói như vậy chỉ là chờ thêm vài ngày mà thôi đối với tu sĩ chúng ta quả thật không đáng nhắc tới trung niên nhân kia hấp tấp khoát tay vẻ mặt tươi cười nói đúng vậy chúng ta là phận tiểu bối chờ sư thúc vài ngày thì có tính là gì đúng đấy sư thúc lão nhân ra người thực sự quá khách khí, chúng đệ tử tuyệt không mảy may sốt ruột chút nào. Cung trang nữ tử và cổ ma mập mạp vội vàng phụ họa theo đuôi, tựa hồ sự tình bọn chúng lo lắng và không kiên nhẫn vừa rồi chỉ là ảo giác, mà thôi. Được rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, hiện tại các ngươi có thể xuất phát theo lâm mỗ đi đoạt lại tổng đà. Lâm Hiên cũng không có dư thừa thời gian tỏ vẻ gì với việc tam ma lấy lòng cả, hắn trực tiếp quyết đoán mở miệng. Cẩn tuân sư thúc phân phó. Ba Ma đương nhiên không dị nghị chút nào cả, trên mặt mang theo vài phần hưng phấn theo Lâm Hiên đi xuống. A, à, đường xá từ đây đến tổng đà có chút xa xôi. Có ma thành nào gần đây có thể sử dụng được truyền tống trận hay không? Khởi bẩm sư thúc, cách nơi này khoảng một ngày đường có một tòa tuyết nha thành, từ chỗ đó sử dụng truyền tống trận có thể đi thông đến phụ cận tổng đà bổn phái. Ba Ma sớm đã thăm dò rõ ràng hoàn cảnh phụ cận, nên cung trang nữ tử vội cung kính mở miệng. Tốt đã như thế thì bốn người chúng ta xuất phát trước chúng đệ tử sẽ tới sau vậy sư thúc cân nhắc chú đáo chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì cả cổ ma mập mạp dáng vẻ tươi cười chân thành nói lâm hiên phân phó như vậy hiển nhiên là lo lắng mọi người đi cùng nhau sẽ trở thành mục tiêu quá lớn mà ba người bọn họ kỳ thật cũng có suy nghĩ đồng dạng như thế lời nói của lâm hiên và ý định bọn họ trước kia đúng là không mưu mà hợp đã như vậy thì còn chờ gì nữa lời còn chưa dứt Thanh mang toàn thân Lâm Hiên đã nổi lên, hướng phía chân trời bay vút đi. Tam Ma liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên không dám chậm trễ, cũng đồng dạng thi triển thần thông theo sát bên cạnh Lâm Hiên. Tòa Tuyết Nha thành này nằm trong một tiểu sơn cốc không biết tên ở phía tây. Nếu Lâm Hiên toàn lực phi độn thì chỉ cần thời gian cháy hết một nén nhang là đến, bất quá bởi vì muốn chiếu cố ba tiểu gia hỏa kia nên tốc độ của Lâm Hiên đành phải chậm lại rất nhiều. Dù sao hắn cũng không vội gì cả. Một ngày sau, một tòa thành trì cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên cũng đã nghe nói qua về Tuyết Nha Thành, phạm vi gần trăm vạn dặm quanh đây, thì ma thành này cũng xem như là số một số 2. Thành chủ Tuyết Nha thượng nhân là một cổ ma động huyền hậu kỳ, bất quá mấy ngàn năm nay không có lộ diện trước mặt người khác, nghe nói lão đang bế quan sinh tử, có thể chịu được tịch mịch như thế, không cần phải nói, chắc chắn lão là một khổ tu sĩ rồi. Đương nhiên, tòa thành trì này cũng vậy, Tuyết Nha thượng nhân cũng thế, tất cả chẳng có liên can gì đến Lâm Hiên cả. Hắn một mực mang theo Ba Ma, yên lặng không một tiếng động tiến nhập Tuyết Nha Thành. Sau đó bốn người liền tìm nơi bố trí truyền tống trận, thanh toán một lượng lớn ma thạch rồi nhận lệnh bài đứng trên một truyền tống trận. Cổ Ma trông coi truyền tống trận đã thu được chỗ tốt lớn như vậy, tự nhiên sẽ không làm khó dễ gì. Trong miệng gã lẩm bẩm hồi rồi một đạo pháp quyết trong tay hướng phía trận bàn đánh tới. Phốc phốc linh quang bên ngoài truyền tống trận nổi lên, một tầng sáng màu xám trắng bao trọn thân hình bốn người vào trong, giây lát sau, vầng sáng kia dần dần tan đi. Lâm Hiên cùng Tam Ma cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, trong một gian thạch thất rộng hơn 10 trượng, chỉ thấy linh quang mặt ngoài một truyền tống trận khác chớp động không thôi, thân ảnh bốn người Lâm Hiên dần dần hiện lên. Khoảng cách truyền tống xa như vậy, đương nhiên sẽ mang đến gánh nặng vô cùng lớn cho thân thể. Sắc mặt Tam Ma đều trắng bệch, chỉ có Lâm Hiên là phẳng phất như không có chuyện gì phát sinh cả. Vừa ra khỏi truyền tống trận Lâm Hiên đã phóng thần thức ra đánh giá gian thạch thất, phụ cận nơi này có chút hoang vắng bất quá phía không xa có hai gã cổ ma đang đánh cờ tu vi cũng chỉ đến nguyên anh kỳ mà thôi không cần phải nói hẳn là ma tu tuyết nha thành bị phái ở đây trông coi truyền tống trận lâm hiên đi ra khỏi phòng lập tức không gian thạch thất tràn ngập một cỗ hương khí lúc này bọn họ tựa hồ đang lạc trong một khu rừng tràn đầy hoa nở vậy hai gã cổ ma đang đánh cờ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng quay đầu lại thần thức vừa đảo qua người lâm hiên thì biểu lộ trên mặt bọn chúng bỗng nhiên mê hoặc một hồi trên người thiếu niên này không có chút pháp lực dao động nào cả, chẳng lẽ tiểu tử này lại là phàm nhân, nhưng một phàm nhân như thế nào lại có tư cách mượn truyền tống trận tại tiên thành? Trong lòng hai ma bối rối vô cùng, trong lúc nhất thời cũng không rõ Lâm Hiên rốt cục là phàm nhân hay tu sĩ đây, trong tay một gã còn cầm quân cờ vây nhưng cứ mãi không đặt xuống. Tuy nhiên đúng lúc này, vài tiếng bước chân lần nữa truyền vào tai, ba tiểu gia hỏa Tiên Vân Tông rốt cục cũng thoát khỏi tình cảnh mê mang đi tới bên cạnh Lâm Hiên. Đệ tử vô dụng đã để cho sư thúc đợi lâu, nhìn thấy ba tiền bối ly hợp kỳ mở miệng nói sư thúc, hai gã cổ ma đang đánh cờ vô cùng sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bất quá đối với loại tiểu nhân vật này thì Lâm Hiên đương nhiên mặc kệ không quan tâm. "Đi." Lâm Hiên tự hồ chưa từng liếc mắt nhìn hai ma đang trông coi truyền tống trận kia, hắn liền mang theo ba tên tiểu bối bay vút về phía chân trời. Nơi đây chắc chắn cách tổng đà Tiên Vân Tông không xa, bốn người phi hành chưa đến một ngày đã nhìn thấy những dãy núi trùng điệp phía xa xa. Sư thúc, hôm nay Lôi Ưng Bang chiếm cứ tổng đà bổn môn, chắc chắn bọn chúng đề phòng rất nghiêm mật, chúng ta có nên cẩn thận một chút không?" Cổ Ma mập mạp bên cạnh đề nghị. "Cẩn thận sao? Không cần. Lôi Ưng Bang sao có thể tính toán gì với ta được?" Thanh âm Lâm Hiên nhàn nhạt truyền vào tai, cũng không phải hắn khinh địch chủ quan mà là đã biết rất rõ ràng về Lôi Ưng Bang. Tuy so với Tiên Vân Tông thì cường đại hơn một chút nhưng quy mô môn phái cũng chỉ là bậc trung mà thôi, trong môn cũng chỉ có vài tên cổ ma động huyền kỳ. Ngay cả khi Lâm Hiên chưa tiến vào Linh Nguyên Cốc mà muốn tiêu diệt môn phái này, cũng không tính là khó. Chứ đừng nói hôm nay hắn đã là tu tiên giả đại năng phân thần kỳ. Tuy nói cẩn thận không thừa nhưng trước mặt những con sâu cái kiến này thì chú ý thận trọng, cũng không khỏi quá khôi hài. Lâm Hiên không phải một gia hỏa cổ hủ, căn cứ vào mỗi tình huống khác nhau thì hắn cũng dùng thủ đoạn tương ứng để ứng phó. Thí dụ như sự tình trước mắt, tuy bọn hắn chỉ có bốn người nhưng căn bản không cần che giấu gì cả, đường đường chính chính cướp lại tổng đà là được tuy Tam Ma cảm thấy hơi lỗ mãng một chút, nhưng sư thúc đã quyết định làm như vậy thì bọn chúng đương nhiên không dám rông dài, mặc dù trong nội tâm vẫn có chút bất an xong, cũng đành phải nơm nớp lo sợ theo sau. Lâm Hiên không hề có ý che giấu hành tung, ngay ngang bay về phía sâu trong lòng núi, rất nhanh đã gặp một đội cổ ma đi tuần sơn. Nhân số cũng không nhiều, chỉ hơn 10 người mà thôi. Toàn bộ giết chết, chỉ chừa một người sống thi triển sư hồn thuật. Vâng, Tam Ma đáp ứng một tiếng rồi cùng động thủ nhân số đội cổ ma tuy nhiều nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là ngưng đan mà thôi, như thế nào có thể ngăn cản được, trong khoảnh khắc đã bị diệt sát không còn một mảnh. Cả đội tuần sơn chỉ còn một lão giả dâu tóc bạc phơ, tuy bị thương đôi chút nhưng vẫn may mắn sống sót, được đưa đến trước mặt Lâm Hiên. Hừ, chẳng lẽ thi triển sư hồn thuật cũng cần ta tự mình động thủ hay sao? Các ngươi tùy tiện tra xét một chút xem có thể thu được tin tức hữu dụng gì không? Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia bất mãn vâng, đệ tử cần tuân sư thúc phân phó. Cổ ma mập mạp mang bộ dáng tươi cười chân thành trả lời. Sau đó hắn liền quay đầu lại, biểu lộ trên mặt nhanh chóng bị vẻ dữ tợn thay thế. Hắn nhấc một tay ấn vào đầu lão giả, hào quang lập tức nổi lên. Trọn vẹn qua thời gian một chén trà, hắn mới buông tay ra, về phần gia hỏa không may bị hắn sư hồn, thì đã bị ma hỏa thiêu đốt hóa thành cho bụi rồi. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử không phát hiện được manh mối hữu dụng gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói một bên còn trộm nhìn sắc mặt của Lâm Hiên. Hừ, cái này cũng không có gì. Lâm Hiên không hề nổi giận, chỉ là một đệ tử ra ngoài tuần sơn, thì có thể nắm giữ tin tức trọng yếu gì đây. Lâm Hiên ra lệnh thi triển sư hồn thuật cũng chỉ trông cậy vào vạn nhất mà thôi. Sư thúc, bây giờ chúng ta còn phải nói, cứ trực tiếp đánh thẳng đến tổng đà là được. Khói miệng Lâm Hiên cười lạnh một cái, hóa thành một đạo kinh hồng tiếp tục bay về phía trước. Nhưng cũng chỉ được một quãng ngắn đã bị đại trận hộ phái ngăn lại bên ngoài một màn sáng đập vào mi mắt, bên trong còn có ma vụ màu ngà sữa như ẩn như hiện. Hừ, trận pháp này cũng không tệ lắm. Nhưng bằng cái này mà muốn ngăn ta thì không khỏi có chút si tâm vọng tưởng rồi. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia khinh thường, hắn nâng tay phải lên chém xuống phía dưới. Động tác liền mạch không mang theo nửa điểm thanh thế, nhưng theo sau lại có một đạo kiếm khí màu xanh hiện ra, tiếng xe gió suy suy nổi lên, hung hăng chảm xuống màn sáng phía dưới. Oanh! Tiếng bạo liệt truyền vào tai, Ma vụ màu ngà sữa những nơi kiếm khí đi qua giống như băng tuyết bị ném vào bếp lò vậy, nhanh chóng tiêu tán biến mất. Tiếp theo màn sáng cũng không chịu nổi một kích, bị kiếm khí của Lâm Hiên dễ dàng phá vỡ. Ba ma phía sau tận mắt nhìn thấy một màn vừa rồi, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc và khâm phục, đây là thực lực của đại năng phân thân kỳ sao? Phải biết rằng, một đại trận hộ phái đương nhiên không thể yếu được, nếu để cho ba người bọn họ động thủ bài trừ, thì không biết phải hao phí bao nhiêu công phu đây ý nghĩ này chưa kịp thông suốt thì tiếng người huyên náo đã truyền tới động tĩnh lớn như thế đương nhiên sẽ kinh động đến tất cả tu sĩ phía dưới chỉ thấy từng đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc bay lên trời hướng phía bên này bay tới sư thúc ba ma đều quay đầu lại hiện tại lâm hiên đương nhiên là đầu lĩnh của chúng rồi hừ nhìn ta làm gì mục đích chúng ta tới nơi này chẳng phải là đoạt lại tổng đà hay sao đối với địch nhân chẳng lẽ còn nhân từ nương tay tất cả giết không tha tuy lâm hiên không phải là loại người bạo ngược không nói đạo lý nhưng địch nhân trước mắt đều là dị giới yêu ma, tất nhiên không cần hạ thủ lưu tình. Chưa dứt lời đã thấy hắn phất tay áo một cái, hơn 10 đạo kiếm quang như cá lội bay ra, chúng lập tức đón gió lóe lên, một hóa thành ba, trong khoảng khắc đã biến thành hơn trăm thanh lợi kiếm. Phân nửa bầu trời đều bị che phủ, nguyên một đám cổ ma lôi ưng băng sợ hãi ngây người, tu vi cao nhất trong bọn chúng cũng không quá ly hợp, nguyên anh ngưng đan lại càng không cần phải nói, không ai có thể ngăn cản những thanh kiếm kia. Huyết vũ bay đầy trời, chỉ trong nháy mắt, những cổ ma kia đã bị chém bay đầu, hồn quy địa phủ, đối với địch nhân thì Lâm Hiên không hề có ý nương tay. Toàn bộ quá trình nói thì phức tạp nhưng kỳ thật chỉ trong mấy hơi, mà mấy trăm tên đệ tử lôi ưng bang đã hoàn toàn ngã xuống. Đúng lúc này, một tiếng kêu cùng nộ cực lớn từ đằng xa truyền đến. Lâm Hiên theo hướng thanh âm đó quay đầu lại, biểu lộ trên mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng biểu lộ của ba gã cổ ma tiên vân tông lại khó coi đến cực điểm, lỗ tai bọn chúng bị chấn động vang lên ông ông rốt cuộc mấy gia hỏa kia cũng tới rồi. Lâm Hiên thì thào tự nói, thần sắc trên mặt hắn vẫn như thường, hai tay chắp sau lưng mà đứng. Vài đạo kinh hồng màu xám trắng bay đến với tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mắt. Tổng cộng 5 gã cao dai cổ ma đều có tu vi động huyền kỳ, nhất là tên cầm đầu, niên kỳ ước chừng hơn 40 tuổi, dung mạo uy vũ hơn người, bất quá giờ khắc này lại biến thành tái nhợt, hắn nhìn thấy bốn người Lâm Hiên trước mắt liền hét lớn, các ngươi là người phương nào lại dám trắng trợn đồ sát đệ tử lôi ưng bang chúng ta bổn tôn sẽ đem bọn ngươi đi trừ hồn luyện phách trừ hồn luyện phách sao lâm hiên cười nhẹ một tiếng tuy thực lực đại hán này không kém cơ hồ đã đến động huyền kỳ đỉnh phong nhưng trước mặt mình mà dám nói những lời này thì đúng là không biết tốt xấu rồi hiện tại lâm hiên chỉ có chút hiếu kỳ thực lực lôi ưng bang thế này thì một phần ba đệ tử tiên vân tông rốt cục làm sao mà chạy thoát được điều này tất nhiên phải có duyên cớ nếu không thực lực hai phái cách xa nhau bực này cho dù toàn bộ đệ tử tiên vân tông bị diệt trừ thì lâm hiên cũng không thấy có gì kỳ quái cả bất quá ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên rồi tan biến lâm hiên cũng không có ý đi tìm hiểu đến tận cùng lâm hiên cũng chỉ vì lợi ích mà thay bọn chúng diệt trừ tai họa mà thôi những điều còn lại cùng hắn đương nhiên không có quan hệ lâm hiên không có ý quản nhiều như vậy năm tên cổ ma động huyền kỳ hơn nữa kẻ cầm đầu còn là gia hỏa hậu kỳ theo lý mà nói thì thực lực như vậy đã rất cường hoành rồi nhưng đối với Lâm Hiên thì còn lâu bọn chúng mới được đặt vào trong mắt. Mà năm tên gia hỏa vô cùng phẫn nộ kia, cũng đang đánh giá vị khách không mời mà đến này. Sự tình đã đến mực này thì Lâm Hiên đương nhiên không cần phải che giấu cái gì, pháp lực vô cùng cường đại theo kinh mạch lưu chuyển, thần thức năm người kia vừa mới đảo qua thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong nội tâm vẫn căm tức vô cùng, nhưng biểu lộ trên mặt đã hoàn toàn bị vẻ hoảng sợ thay thế. Tiền bối là đại năng phân thần kỳ. Đúng vậy. Các ngươi tính sao? lâm hiên vừa cười vừa nói cảm giác hôm nay của hắn đúng là mèo vườn chuột người là thịt cá ta làm giao thớt không biết lôi ưng bang ta lúc nào đắc tội với tiền bối các ngươi thật to gan dám thừa dịp ta không ở bổn môn mà chiếm cứ tổng đà tiên vân tông các ngươi có biết lâm mỗ chính là thái thượng trưởng lão không lâm hiên nhàn nhạt, nhạt nói ngũ ma nghe xong liền quay mặt nhìn nhau biểu lộ trên mặt kinh ngạc vô cùng tiên vân tông bất quá là tam lưu môn phái mà thôi lúc nào lại có trưởng lão phân thần kỳ Lời này quả thực khó có thể tin nổi, mà Lâm Hiên cũng không có ý chờ bọn hắn nghĩ thông suốt. "Tốt, hiện tại các ngươi đã có thể làm quỷ minh bạch rồi, thức thời thì tự sát đi, chứ nếu không chắc chắn còn phải chịu rất nhiều khổ sở." Lâm Hiên mở miệng phân phó, tựa hồ hắn đang nói về một việc nhỏ vậy. Năm tên cổ ma kinh sợ vô cùng nhưng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, con sâu cái kiến còn tham sống, huống chi là bọn chúng vốn là cổ ma hiếu chiến hung tợn. "Liều mạng, năm người chắc chắn không dạy gì mà đào tẩu." như vậy chỉ càng thuận tiện cho lâm hiên tiêu diệt từng bộ phận mà thôi đã là tồn tại động huyền kỳ thì đạo lý này bọn hắn sao có thể không rõ được chỉ thấy một tiếng hét lớn vang vọng ma phong cuồn cuộn ngũ ma nhao nhao tế ra bảo vật của mình bọn ngu xuẩn thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao lâm hiên thở dài một cái sau đó hắn nâng tay phải lên đánh một quyền về phía trước truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chiêu này của lâm hiên thực không có gì kỳ lạ ít ra nhìn bề ngoài cũng không có bất cứ điểm gì đặc biệt cả, tuy nhiên lại khiến năm tên cổ ma động huyền kỳ hoảng sợ thất sắc, nhất là kẻ có tu vi cao nhất trong bọn chúng, mặt mũi cơ hồ đã hoàn toàn trắng bệch, hắn vội hét lớn một tiếng rồi ném pháp bảo trong tay về phía trước. Đó là một bảo vật hình tứ diện, thoạt nhìn trông giống viên gạch như đúc, nó vừa rời tay đã nhanh chóng biến lớn, chu vi cũng đạt gần một mẫu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bảo vật kia chỉ bay được hơn 10 trượng đã cùng cỗ quyền kình vô hình hung hăng đâm vào nhau. Bành, thanh âm trầm đục truyền vào lỗ tai, cự chuyên vàng óng đột nhiên dừng lại, sau đó một vết dạn nhỏ xuất hiện. Ban đầu chỉ vẹn vẹn là một vết mờ mờ mà thôi, nhưng ngay sau đó, thanh âm răng rắc giòn vang, vết dạn giống như mạng nhện nhanh chóng tràn ra bốn phía. Chỉ một thoáng mà chi chít những vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt ma bảo. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, cả kiện bảo vật liền vỡ tung thành vô số mảnh. Ba gã cổ ma tiên vân tông thấy vậy vô cùng kinh sợ, thực lực lâm hiên mạnh mẽ đến độ bọn chúng khó có thể tưởng tượng nổi chỉ dựa vào sức mạnh của nắm đấm mà có thể đem pháp bảo đáng sợ như vậy, chấn cho nát bấy. a, à, đại hán kia phun ra một ngụ máu tươi, trông bộ dáng cự chuyên thế kia nhưng lại là bổn mạng pháp bảo của hắn. Nó bị phá hủy thì đương nhiên tâm thần của hắn cũng bị trọng thương. Tuy nhiên sự tình trước mắt không hề có dấu hiệu ngừng lại. Thanh âm ầm ầm không ngừng truyền tới, cho dù bảo vật cứng rắn như thế đã bị đánh nát nhưng quyền kính kia lại không, bởi vậy mà hóa thành hư vô, dư lực còn lại vẫn như thái sơn áp đỉnh hướng phía bên này đánh tới không ổn rồi. Bốn gã cổ ma lôi ưng bang còn lại sợ hãi ngây người, lúc này bọn chúng đã không kịp trốn nữa rồi, cho dù biết rõ là châu chấu đá xe, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ mà thôi. Từng gã cổ ma vội vàng tế ra bảo vật của mình lao về phía quyền kình kia. Đùng đùng, tất cả bảo vật tế ra đều giống như pháp bảo cự chuyên kia. Bị đánh cho vỡ tung thành từng mảnh, trở thành đống sắt vụn từ không trung rơi xuống. Nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Song quyền kình vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hung hăng lao về phía bọn hắn rất nhanh ngũ ma đã bị cuốn vào trong cũng may dư lực quyền kình còn lại cũng không nhiều lắm bọn chúng sử dụng hết vốn liếng cuối cùng vẫn chống đỡ được tuy không có ai ngã xuống nhưng tất cả đều không dễ chịu chút nào sắc mặt cả bọn tái nhợt như gặp quỷ vậy có lầm hay không chỉ là một kích tùy tiện của tu sĩ phân thần kỳ lại có thể cường hãn đến nhường ấy sao lúc này cả năm người sao còn dũng khí đối mặt với lâm hiên nữa đối phương mạnh hơn quá nhiều so tưởng tượng một kích tiếp theo chắc chắn ngũ ma hồn quy địa phủ. Tuy bọn hắn biết rõ lúc này đào tẩu là lựa chọn bất khả kháng, nhất định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, nhưng ở lại đây cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, chi bằng liều mạng đánh cược một phen. Đã nghĩ thông suốt nên bọn chúng không chỉ hoãn thêm nữa, lập tức hành động. Chỉ thấy ma phong toàn thân nổi lên, năm tên cổ ma lôi ưng băng hóa thành những đạo kinh hồng hướng phía xa vọt đi, cũng có tên móc phù lục trong lòng ngực ra dán lên người, mượn pháp thuật được phong ấn gia tăng tốc độ chạy trốn lâm hiên thở dài một hơi bọn kia có cố gắng thế nào cũng chỉ thêm phí công mà thôi hắn nâng tay phải lên năm ngón tay hơi cong lại hướng phía trước xuất ra một chảo âm thanh xoẹt xẹt đại phóng vài đạo kinh khí trong bàn tay lâm hiên bắn ra a à, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian ba gã cổ ma chạy thoát nhanh nhất đã bị đánh thủng lỗ chỗ như tổ ong vậy hai gã còn lại mặt cắt không còn giọt máu một tên tiếp tục chạy chối chết một tên lại vươn tay vỗ bên hông xuất ra pháp bảo phòng ngự Lâm Hiên như không nhìn thấy, lại đánh ra một quyền về phía trước. Cũng đồng dạng là không có nửa điểm thanh thế, nhưng uy lực một quyền này lại khác xa lúc trước. Mặc dù không có quyền kình phát ra, nhưng không khí phạm vi vài dặm xung quanh bỗng nhiên ngưng chạy lại. Độn quang hai gã cổ ma kia cũng không tự chủ được dần dần ngừng hẳn, đồng thời thân thể bọn chúng như quả bóng cao su lớn vọt lên. Không, trên mặt bọn chúng tràn đầy vẻ kinh hãi, song lại không thể nhúc nhích được chút nào cả. Chỉ nghe bành một tiếng, thân thể hai ma đã nổ tung ra. Huyết vũ bắn đầy trời, ngay cả Nguyên Anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Ba gã đệ tử Tiên Vân Tông đứng một bên quan sát toàn bộ, sắc mặt lúc này đã trắng nhợt như xác chết vậy. Không ngờ Lâm Sư thúc lại lợi hại như thế. Bọn chúng ít nhất cũng là cổ Mali hợp kỳ, đã từng trải qua không ít mưa gió khó khăn chắc trở, nhưng một màn kinh tâm động phách như trước mắt từ xưa tới giờ vẫn chưa từng trải nghiệm. Trong lòng bọn chúng cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, có bội phục, nhưng không quản bọn hắn nghĩ cái khỉ gió gì biểu lộ trên mặt càng tỏ ra cung kính thêm vài phần. Đi thôi, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Toàn bộ dư nghiệt Lôi Ưng Bang ở Tổng Đà cho quy âm tào địa phủ hết. Thanh âm của Lâm Hiên nhàn nhạt truyền tới làm ba ma sực tỉnh, rối rít gật đầu xưng phải. Lâm Hiên mang theo ba tiểu gia hỏa đánh sâu vào trong lòng núi. Quá trình tiếp theo càng không cần nói, năm tên cao thủ lợi hại nhất Lôi Ưng Bang cũng không địch lại Lâm Hiên thì những tên tiểu tốt khác làm sao có thể ngăn cản được. Đệ tử Lôi Ưng Bang trong Tổng Đà một tên cũng không thể chạy thoát, đúng là dễ như trở bàn tay vậy. Trước sau bất quá hao tốn ngắn ngủn gần nửa canh giờ mà thôi. Mắt thấy đã đoạt lại tổng đà, đại thù của đệ tử bổn môn cũng được báo, trên mặt ba ma vừa mừng vừa sợ, ra sức cảm ơn và trổ hết công phu vốt mông ngựa đối với Lâm Hiên. Hắn đương nhiên sẽ không để những ca tụng này ở trong lòng, không cần phải nói những điều này. Tàng bảo đồ rốt cục ở nơi nào, các ngươi lấy ra cho Lâm Mỗ xem qua được chứ, Sư thúc muốn xem tự nhiên không có vấn đề, chúng ta lập tức dẫn người đi." Thanh âm cung kính của trung niên nhân kia truyền vào lỗ tai, sau đó gã đi trước dẫn đường, bay về một phía sâu trong lòng núi. Lâm Hiên cũng không chần chờ, cùng cung trang nữ tử và mập mạp theo sát phía sau. "Ồ, nơi này là?" Qua thời gian khoảng một chén trà, Lâm Hiên theo sự dẫn dắt của Tam Ma đã đi tới một chỗ hoang vắng, nơi đây vẫn thuộc tổng đà Tiên Vân Tông nhưng đối với Lâm Hiên lại thập phần lạ lẫm, hoàn cảnh chung quanh không làm cho người ta chú ý chút nào chỉ thấy đập vào mắt là một ngọn núi cao hơn trăm trượng. Nếu như trước đó không nhờ Tam Ma chỉ đường thì quả thật ngay cả Lâm Hiên cũng sẽ không đoán được chỗ tầm thường này lại ẩn dấu bảo vật. Đoàn người trực tiếp bay đến sườn núi phía trước, rất nhanh trung niên nhân đã dừng lại tại một chỗ trên vách núi. Ở đó có một cây tùng bách mọc vươn ra ngoài. Bàn tay trung niên cổ ma hướng tới một chỗ gồ lên trên thân cây điểm nhẹ một cái. Thanh âm ầm lập tức truyền vào lỗ tai, tựa hồ hắn đã khởi động cơ quan nào đó, ngay sau đó, cự thạch phía sau cây tùng bách đã di chuyển sang bên cạnh, cửa vào một sơn động xuất hiện trong tầm mắt. Không tệ, không tệ. Không dùng trận pháp mà lại dùng cơ quan thổ thạch thuật, như vậy sẽ không có pháp lực ba động. Tu tiên giả dù cao minh thế nào cũng rất khó phát hiện nơi này, còn có một sơn động khác phía sau. Lâm Hiền lấy tay chống cầm, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi, bất quá hắn cũng không chậm trễ gì mà theo ba ma vào trong. Sơn động cũng không quá sâu, chỉ đi hơn 10 trượng đã thấy điểm tận cùng, đập vào mắt là một vách núi cao sừng sững mà ở hai bên vách núi rõ ràng còn có một bộ câu đối, Tiên phong đạo cốt thanh cư khách, Nhã thất u lâm tĩnh dưỡng nhân, Hoành phi kiếm tâm phàm trần. Lâm Hiên nhìn qua một lượt bỗng nhiên nhướng mày lên. Hắn còn chưa biết câu đối này có dụng ý gì, thì cung trang nữ tử đã bước nhẹ lên phía trước, đầu tiên nàng gõ ba cái lên chữ Tiên ở vế trên, rồi sau đó lại gõ thêm ba cái ở chữ Tĩnh vế dưới. Ngay sau đó thanh âm ầm ầm truyền vào tai, vách núi phía sau bỗng nhiên tách ra hai bên. Một gian thạch thất rất lớn lọt vào tầm mắt. Bên trong ngoại trừ một ban thờ ra thì khắp nơi đều trống rỗng, không còn vật nào khác. Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua ban thờ kia một lượt, đã phát hiện một hộp gỗ đang nằm lẻ loi phía trên. Nó chỉ dài không quá nửa xích, mặt ngoài bám một tầng bụi dày, thoạt nhìn có chút bị hư hại, tựa hồ vật này ở đây từ lâu lắm rồi. Vật này có chút quen mắt. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nghi hoặc, song hắn cũng không lộ ra ngoài chút nào, với tâm cơ của hắn thì có thể thập phần hoàn mỹ che giấu ý nghĩ và sắc mặt của mình. Sư thúc, trong hộp này đích xác là tàng bảo đồ. Ừm. Lâm Hiên nhẹ gật đầu rồi phóng thần thức ra tỉ mỉ xem xét, quả thực không hề phát hiện được cấm chế hay bất cứ điều gì không ổn cả. Sau đó Lâm Hiên mới chậm rãi tiến lên hai bước rồi vươn tay nhấc hộp gỗ lên. Hắn bấm tay một cái, nắp hộp liền ba một tiếng mở ra. Tức thì một tấm da thú cũ kỹ đập vào mắt, mặt ngoài có vẽ một phần địa đồ, nhưng dễ dàng thấy được nó không phải một tấm bản đồ hoàn chỉnh cái này. Ánh mắt Lâm Hiên vội vàng đảo qua, tinh mang trong mắt đột nhiên nổi lên, bàn tay cầm tấm da thú không khỏi run lên một hồi. Sư thúc, người làm sao vậy? Ba gã cổ ma liếc mắt nhìn nhau, thanh âm lo lắng của cung trang nữ tử nhẹ nhàng truyền vào tai. Không có gì. Lâm Hiên thất thố chỉ trong thời gian một cái chớp mắt mà thôi, rất nhanh hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt hiện ra vài phần thất vọng. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Đúng đây chỉ là một phần tàng bảo đồ mà thôi, không phải bản đồ hoàn chỉnh. Nếu không chúng ta có thể trực tiếp đi tìm bảo vật của tam nhãn thánh tổ kia rồi. Sư thúc nói có lý, nhưng quả thực không còn cách nào khác. Biểu lộ của ba gã cổ ma cũng không sai biệt lắm, trên mặt bọn chúng tràn đầy vẻ tiếc hận. Nếu có thể tìm được bảo vật của thánh tổ, đại nhân thì bổn môn đã sớm phát dương quang đại rồi, nhất định bọn hắn cũng không phải dừng chân tại cảnh giới ly hợp, 8-9 phần 10 đã đến động huyền kỳ rồi, Đương nhiên, cái này chỉ là giả thiết mà thôi, sự thật luôn luôn rất tàn khốc. Trong miệng Lâm Hiên liên tục cùng ba người kia thở dài, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đang cuồng hì. Trời cao đối với chính mình thật đúng là không tệ. Hoặc có thể nói vận khí của mình thật sự quá tốt. Bảo sao tấm da thú này nhìn lại có chút quen mắt, hóa ra hiện tại trong tay mình đã có bản đồ hoàn chỉnh rồi. Lại nói đến lúc mình chân ướt chân giáo tới ma giới, chính mình cũng không hiểu tại sao lại gặp một thiếu nữ bán ma, rồi thuận tay cứu nàng trong lúc đang gặp nạn kia chứ trong nội tâm nha đầu kia đương nhiên cảm kích vô cùng liền mời mình tới thôn xóm của nàng lúc ấy lâm hiên cũng chưa hề quen cuộc sống nơi đây ngay lập tức đã vui vẻ đáp ứng nào biết được khi vào trong sơn thôn hoang vắng lại chỉ gặp xác người chết nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất thôn xóm nho nhỏ này không biết bị tên tu sĩ nào giết sạch không còn một ai mặc dù việc này không hề liên quan đến mình nhưng dù sao cũng có chút không đành lòng tuy nhiên đồng thời trong nội tâm lâm hiên lại đặc biệt hiếu kỳ một hoang thôn nghèo khó như vậy thì ai lại dỗi hơi tới đây gây khó dễ? Chẳng lẽ trong thôn này lại che giấu bảo vật gì hay sao? Ngoại trừ, thất phu vô tội mang bảo vật thành có tội, Lâm Hiên thật sự không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác. Vì vậy hắn liền hướng thiếu nữ bán ma kia gặng hỏi nghi hoặc trong lòng. Gặp phải đại biến cố như vậy khiến nhà đầu kia buồn giận lẫn lộn, đối với ân nhân cứu mạng tự nhiên cũng không giấu giếm gì cả. Theo nàng nói thì trong thôn bọn họ không có bảo vật gì đặc biệt, nếu như nhất định phải tìm được một kiện, thì cũng chỉ có một tấm bản đồ từ tổ tiên truyền thừa xuống. Bản đồ. Lâm Hiên nghe xong cũng có chút kinh ngạc, liền để cho tiểu nha đầu lấy ra xem thử. Kết quả khi hắn quan sát một chút liền phát hiện căn bản nó chỉ là một phần, không hoàn chỉnh của một tấm bản đồ, mà thôi. Địa điểm được vẽ bên trong có bảo vật hay không tạm thời không nói đến, chỉ bằng vò tàng bảo đồ không hoàn chỉnh này, thì cũng đừng mơ tưởng tìm được nơi cất giấu bảo vật. Tục ngữ nói cứu người thì cứu cho chót, tiễn Phật thì tiễn về Tây Thiên, lâm hiên thấy tình cảnh thiếu nữ bán ma đáng thương liền cấp cho nàng một ít chỗ tốt rồi an trí nơi tu luyện tại một linh mạch hẻo lánh mặc dù cô độc một chút nhưng trong lúc tu hành có lẽ sẽ không bị người ngoài quấy dày mà đối với tu tiên giả mà nói thì cô độc sao được tính là gì trên tiên đạo muốn có thành tựu thì việc chịu được tịch mịch như thế cũng là một loại tôi luyện tâm thần ngật đắc khổ trung khổ phương vi nhân thượng nhân đối với tu tiên giả thì những lời này càng vô cùng chuẩn xác ổn thỏa xong xuôi mọi chuyện cho thiếu nữ bán ma Lâm Hiên cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng rồi, còn về phần tàng bảo đồ không hoàn chỉnh thì hắn không khách khí nhận lấy. Tuy thứ này nhìn qua có vẻ vô dụng, nhưng dù gì thì đây cũng là một đồ vật có niên đại rất cổ xưa, ném đi quả thật đáng tiếc vô cùng. Dù sao mình cũng có tu du túi, diện tích của nó rộng lớn như vậy thì một tàng bảo đồ nho nhỏ cũng chỉ như muối bò biển mà thôi. Lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Hiên lại vô thức làm như vậy, hắn cũng không thể tưởng tượng được lại có thiên đại cơ duyên rơi trúng đầu như thế. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khở. Không, hẳn là người tốt ắt có hảo báo, hai sự tình vốn dĩ không có liên hệ, nhưng lại xảo hợp cùng xảy ra với Lâm Hiên đã sinh ra kỳ tích giúp hắn tập hợp đầy đủ tàng bảo đồ chỉ dẫn nơi cất giấu bảo vật của Tam Nhãn Thánh tổ. Ngẫm lại quả thực là không thể tưởng tượng nổi, vì thế ngay cả kẻ Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng không biến sắc như Lâm Hiên cũng không nhịn được lộ ra vẻ giật mình. Tuy nhiên hắn lại che giấu vô cùng tốt nên ba tiểu gia hỏa Tiên Vân tông không mảy may phát hiện ra điều gì dị thường cả song lâm hiên cũng không cao hứng quá lâu dù sao tam nhãn thánh tổ đã thoát khốn những bảo vật che giấu trước kia có khả năng đã bị lão đi trước một bước lấy mất rồi nghĩ tới đây lâm hiên thở dài một hơi trên mặt hắn hiện ra vài phần đăm chiêu ngoài miệng nói ra vài câu giỏ xét kỳ thật đừng nói đây chỉ tàng bảo đồ không hoàn chỉnh cho dù có cơ hội tập hợp đủ hai phần thì ta nghĩ cũng vô phương đoạt bảo sư thúc sao lại nói như vậy ba ma đều lộ vẻ kinh ngạc mở miệng các ngươi thử nghĩ xem bảo tàng từ đó đến nay đã trải qua mấy trăm vạn năm thương hải tăng điền, nói không chừng có người cơ duyên xảo hợp đã lấy đi rồi. Ha ha, sư thúc nói đùa rồi. Thanh âm cổ ma mập mạp không cho là đúng truyền vào tai. Nói đùa sao? Lâm Hiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu. Đúng vậy, chúng ta tuy không biết nơi đó nhưng theo di ngôn của tổ sư gia, thì địa điểm bảo tàng được che giấu vô cùng cẩn mật, không có tàng bảo đồ, thì mặc kệ ai có thiên đại cơ duyên cùng vận khí đi chăng nữa thì cũng chỉ là tìm kim đáy biển mà thôi ân nhị sư huynh nói có lý đừng nói cổ ma bình thường ngay cả tam nhãn thánh tổ sống lại cũng không thể nói ra vị trí bảo tàng của chính mình nữa là cung trang nữ tử mỉm cười nói cái gì đến cả tam nhãn cũng không biết được điều này sao có thể trong lòng lâm hiên vui sướng tột độ nhưng đương nhiên biểu lộ trên mặt hắn lại vô cùng kinh ngạc đệ tử cũng không rõ di ngôn tổ sư gia lưu lại rất mơ hồ tựa hồ tình thế lúc đó nguy cơ vạn phần nên thánh tổ đại nhân mới ủy thác phụ tá đắc lực nhất đi cất giấu bảo vật, cũng đem tàng bảo đồ chia làm hai phần. Tam nhãn đại nhân không tự mình đi, nên đương nhiên đối với địa điểm chôn giấu bảo vật cũng không rõ ràng, chỉ biết đại khái vị trí mà thôi. Cung trang nữ tử hé môi anh đào nói, những tin tức này cũng không cần phải giấu giếm nên nàng mới nói hết với Lâm Hiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia hưng phấn, thật đúng là trời giúp ta. Tuy nhiên ý nghĩ này chưa kịp thông suốt, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào lỗ tai, cả ngọn núi không ngừng lay động, không, không chỉ là lay động mà cơ hồ đang sụp cả xuống. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên giật mình, hắn không liệu được chuyện này, mà trước đó chẳng hề có tí dấu hiệu nào cả. Mà ba gã cổ ma đứng bên cạnh liền đưa mắt nhìn nhau, Lâm Hiên còn không biết, bọn hắn đương nhiên chẳng hiểu ra sao. Trước tiên rời khỏi nơi này, Lâm Hiên trầm giọng phân phó. Những đá vụn kia tuy không thể làm hắn bị thương, nhưng nếu còn lưu lại đây hiên nhiên không phải lựa chọn chính xác. Cứ ly khai nơi này rồi nói sau. Tính toán kỹ càng một phen, động tác hắn tuyệt không chậm. Hai tay hợp lại liền thu lấy tàng bảo đồ, sau đó không hề khách khí mà nhét vào trong ngực. Thân pháp Lâm Hiên linh hoạt, thanh mang vừa nổi lên liền thoát khỏi đám đá vụn lộn xộn đang rơi, như ngừa từ trên đầu xuống. Ba gã cổ ma Tiên Vân tông phản ứng chậm hơn Lâm Hiên một chút, mà trong tâm bọn hắn lúc này không khỏi vừa sợ vừa giận, thật vất vả mới đoạt lại được tổng đà, thế nhưng lại gặp phải biến cố. Lôi ưng băng rõ ràng đã bị diệt trừ chẳng nhẽ người đang ra tay này mới là địch nhân thực sự. Ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ còn nghi hoặc, không cần nói cũng biết trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ. Nhưng ba gã không quá kinh hãi, lâm sư thúc chính là đại năng phân thần kỳ, đồng thời người còn lợi hại hơn đám cùng giai nhiều, có sư thúc tọa chấn nơi này thì ai dám dở trò chứ. Ba người nghĩ vậy nên rất bình tĩnh tế ra ma khí hộ thể, sau đó từ từ bay theo phía sau lâm hiên. Thanh âm ầm ầm truyền ra, ngọn núi phía sau rất nhanh tựu sụp đổ đá vụn dần dần tán đi cảnh vật cũng rõ ràng hơn nhưng những gì hiện ra trước mắt lại khiến ta ma sợ ngây người nơi này còn là tổng đà mà bọn hắn quen thuộc nữa sao cái sụp xuống không phải chỉ một ngọn núi mà là cả sơn mạch phạm vi mấy trăm dặm cảnh vật so với lúc nãy hoàn toàn khác biệt cái này rốt cục là do ai làm ba gã hí vào một hơi biểu lộ trên mặt cũng cực kỳ cổ quái đây là nơi mà bọn hắn đã sống cả vạn năm rồi với mỗi ngọn cây cọng có chỗ này cả ba đều có cảm tình Tổng đà tiên vân tông tuy không thể nói là tiên cảnh nơi nhân gian, nhưng vẻ đẹp của nó cũng thật khiến người ta lưu luyến. Vậy mà giờ tất cả sơn mạch đều sụp đổ. Ngày xưa cảnh đẹp như vẽ mà nay lại thành một mảnh đá vụn tan hoang. Ba người nhìn vậy há lại không giận, nhưng bản thân dù sao cũng là ly hợp kỳ, chút nhãn lực tất nhiên vẫn có. Địch nhân rất đáng sợ. Mặc dù việc di sơn đảo hải đối với tu tiên giả không tính là chuyện gì to tát, muốn phá hủy một ngọn núi cũng chỉ phất tay là được, nhưng hiện tại, cái bị phá hủy không phải một ngọn nói mà là cả tòa sơn mạch phạm vi mấy trăm dặm. Lực phá hoại như thế thật khó nói lên lời, Di Sơn đảo Hải bình thường so với việc này thật không cùng một cấp độ. Trong lòng ba người khẽ run, nhất thời im lặng không nói gì. Đúng rồi, Lâm sư thúc đâu rồi? Sau một lúc, cung trang nữ tử đột nhiên mở miệng, hai người kia cũng giật mình ngẩng đầu lên, giờ họ mới nhớ ra là mình còn có người bảo hộ. Rất nhanh, họ liền thấy bóng dáng Lâm Hiên đứng cách đó không xa chỉ chừng hơn trăm trượng mà thôi. Hiện tại hắn lơ lửng giữa không trung, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Đại địch, ánh mắt Lâm Hiên độc đáo sao ba gã tiểu tu sĩ có thể so được, dù biến cố này diễn ra đột ngột nhưng hắn vẫn kịp thời ứng biến, hơn nữa chỉ liếc một cái liền biết đại địch không tầm thường chút nào. Đừng nhìn giờ phút này Lâm Hiên chỉ lặng lặng đứng giữa không trung, chứ thực ra tinh khí thần hắn đều đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hai mắt Lâm Hiên khẽ nheo lại, thỉnh thoảng từ bên trong lại lập lòe tinh quang, nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Ngay cả khi đối mặt thiên lam xong ma Lâm Hiên cũng chưa từng như thế. Hiển nhiên, địch thủ bây giờ càng thêm khó đối phó. Nhưng rốt cuộc là người phương nào đến? Ba gã cổ ma không ngốc, thấy Lâm Hiên như vậy, bọn hắn lập tức biến địch nhân lần này không đơn giản chút nào, tâm càng thêm sợ hãi bất an. Sư thúc tự hồ không nắm chắc. Trong lòng ta ma thầm nhủ, đương nhiên bọn họ không dám nói ra những lời này. Đáng giận, sao bổn môn lại gặp nhiều tai nạn như vậy? Cả ba đã muốn bôi mỡ vào đế giày chạy cho thật xa nơi này nhưng đó cũng chỉ là muốn họ không dám thật sự là như vậy tạm thời không nói đến địch nhân thần bí kia chỉ riêng lâm sư thúc tất không bỏ qua cho chúng tam ma kỳ thật đoán sai ý lâm hiên nếu giờ bọn hắn thực sự chạy đi hắn tuyệt sẽ không ngăn cản mà chính lâm hiên cũng muốn đi chỉ là hắn không dám lâm hiên cảm giác mình đã bị một cỗ khí cơ cường đại tập trung đừng nhìn hiện tại hắn không nhúc nhích kỳ thật sớm đã dùng khí thế giao phong với đối phương nếu mình dám xoay lưng rời đi sẽ lập tức lộ ra sơ hở đối phương tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt như vậy một kích đáng sợ sẽ lập tức bảo phủ lấy bản thân mình đáng giận thật là họa phúc song hành mình vừa tập hợp được tàng bảo đồ hoàn chỉnh lại xuất hiện một địch nhân đáng sợ như vậy lâm hiên không khỏi phiền muộn nhưng hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều sợ sẽ mất tập trung mà lộ ra sơ hở thời gian chậm rãi trôi qua chỉ qua vài lần hít thở mà lâm hiên cứ ngỡ trăm năm loại cảm giác này so với bế sinh tử quan còn khó khăn hơn nơi vốn là tổng đà tiên vân tông giờ đã thành một mảnh hoang vu tất cả hoa cỏ cây cối đều bị núi đá sụp đổ che phủ nhìn cứ như một bãi đất hoang vây đột nhiên lâm hiên nhắm mắt lại hắn cảm nhận được ở phía chân trời xuất hiện một thân ảnh nói là xa kỳ thật cũng chỉ mười dặm vậy mà thần thức của mình lại không dò xét được đối phương đảo qua đảo lại vài lần mà không có chút hiệu quả nào trong lòng lâm hiên có chút sợ dù là thiên lam song ma cũng không thể khiến thần thức hắn mất tác dụng chẳng lẽ đối phương là độ kiếp kỳ sao Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Hiên không dám suy tư gì thêm nữa, bởi địch thủ quá mức cường đại khiến hắn không dám phân tâm, phải toàn lực ứng phó mới được. Cái cảm giác tròi tay trói chân này quả thực là Lâm Hiên chưa từng gặp qua. Xa xa hào quang chớp động, bóng người càng lúc càng rõ ràng, chỉ thấy một đoàn ngân quang chớp động, từ từ bay tới nơi này. Mà bên trong ngân quang ẩn ẩn bóng một người, khoảng cách tuy rất xa nhưng Lâm Hiên lúc này đã có thể nhìn rõ dung mạo đối phương. Ba sợi dâu dài, khuôn mặt thanh nhã, một thân nho bỏ sạch sẽ, người đến là một nam tử tung niên. Là hắn. Lâm Hiên vô cùng sợ hãi. Hắn há có thể không nhận ra kẻ trước mắt này, tuy hai người đã nghìn năm không gặp nhưng kẻ đại địch như thế, ấn tượng của Lâm Hiên về đối phương vô cùng sâu thiên nguyên thánh tổ. Kẻ từng bị mình đánh chết một cái phân hồn khi ở bồng lai sơn. Nội tâm Lâm Hiên không khỏi buồn chồn. Tuy thiên nguyên cũng không phải một trong chín vị chân ma thủy tổ, chỉ là một thánh tổ bình thường mà thôi. Nhưng dù sao cũng là đại năng độ kiếp kỳ, dù chỉ là độ kiếp kỳ bình thường mình hiện giờ cũng không thể đối phó được. Trận đánh với thiên lam song ma kia đã khắc sâu trong tâm trí Lâm Hiên, sau khi thanh giáp cổ ma dùng nuông chiều, cho hư đã khiến Tu Vi tạm thời tấn thăng lên phân thần hậu kỳ. Lâm Hiên đối phó với hắn, mà phải hết sức cố gắng mới diệt trừ được đối phương chớ nói chi kẻ địch hiện tại là, đại năng độ kiếp kỳ. Đáng giận, sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Rốt cục là trùng hợp hay là chủ ý truy tung mình? Lâm Hiên không biết, song tình thế hiện tại đã vô cùng vô cấp, tuy bản thân đã tấn thăng lên phân thần kỳ, nhưng nếu phải đối mặt với cường giả cấp bậc này vẫn không có sức hoàn thủ. Lâm Hiên vô cùng kinh sợ nhưng vẫn thả thần thức ra dò xét đối phương. Ồ, sau khi tìm tòi một lúc, Lâm Hiên phát hiện ra có điều không đúng, hắn đưa tay nâng cầm, trên mặt lộ ra vài phần do dự. Đối phương quả thực là thiên nguyên thánh tổ. Nhưng tự hồ không phải bản chê, chỉ là một thân ngoại hóa thân mà thôi. Phát hiện ra điều này, Lâm Hiên vô cùng kinh hỉ, tâm tư không khỏi rung động hắn không thể đối phó được với một thánh tổ thực sư bởi tranh lệch giữa song phương quá lớn nhưng nếu chỉ là một hóa thân tuy vẫn đánh không lại nhưng nếu muốn trốn tự hồ vẫn có vài phần nắm chắc lâm hiên không tự côi nhẹ mình phải biết rằng cỗ hóa thân này của đối phương khác hẳn khi ở bồng lai sơn lúc đó đang ở nhân giới nên đối phương bị cách giới diện cản trở nên chỉ có thể đưa xuống một đám phân hồn mà thôi sau đó lại tùy tiện kiếm một cỗ thân thể để đoạt xá nên thực lực có hạn nhưng cỗ thân ngoại hóa thân trước mắt này là do lão thiên nguyên tỉ mỉ tế luyện. Nhưng chỉ là một cỗ hóa thân của thánh tổ, cũng mạnh hơn phân thần kỳ bình thường rất nhiều. Chút nhận thức này Lâm Hiên vẫn biết, cho nên dù tinh thần có thả lỏng một chút nhưng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, không hề có ý khinh địch nào. Chỉ qua mấy tức công phu, đối phương đã vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm rồi dừng lại. Hai người yên lặng rằng có giữa không chung. Cả hai đều rất ăn ý không hề tỏa linh áp cùng khí thế, nhưng không khí tựa hồ lại có phần ngưng trên đó là loại áp lực vô hình không nói nên lời, khiến người ta vô cùng khó chịu. Phốc, Tam Ma Tiên Vân Tông cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn chỉ ngẩng đầu nhìn hai người rằng co mà khí huyết trong ngực lập tức nhộn nhạo, như một ấm nước sôi. Tam Ma vô cùng sợ hãi vội cúi đầu xuống, lúc này mới thấy đỡ hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ kinh hãi, tựa như gặp phải sóng to gió lớn quay cùng vậy. Nói sang bên kia, Lâm Hiên đương nhiên không để ý tới ba gã cổ ma kia, song nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc, lão gia hỏa thật âm hiểm bề ngoài thì không thấy khí thế gì nhưng uy áp lại chia thành sáng tối hai loại ngoài sáng không chèn ép người ta nhưng lại vụng trộm dùng linh áp ra oai phủ đầu đáng tiếc lâm hiên không phải tu sĩ bình thường tuy thần thức hắn không phát hiện ra việc làm mờ ám của đối phương nhưng thiên phượng thần mục của hắn đâu phải để làm cảnh đã phát hiện ra điều không ổn trước một bước vì vậy nên lâm hiên mới hóa giải được ám kình của đối phương song biểu hiện bên ngoài lại rất thong dong một đầu ngón tay cũng không động trên mặt thiên nguyên thánh tổ lộ vẻ kinh ngạc khó trách thiên lam song ma lại thất bại trong tay tiểu tử này quả thực có chỗ bất phàm mới gần nghìn năm không gặp đã có tu vi phân thần kỳ nếu để cho hắn thêm ít thời gian nữa chỉ sợ ngay cả bổn tôn cũng chẳng theo kịp không được hôm nay nhất định phải lưu hắn lại đây tuyệt đối không thể để tiểu tử này phát triển thêm nữa thiên nguyên lập tức đưa ra lựa chọn của mình hắn muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước đương nhiên tu vi đã đến cấp bậc này hỉ nổ tất không để lộ ra mặt thiên nguyên đạo hữu đã lâu không gặp người mở miệng trước lại là lâm hiên sự tình đã đến nước này nói chung cũng cần một người phá bỏ bầu không khí trầm mặc kia hừ lâm tiểu tử ngươi thật là gan dạ không nghĩ tới lại dám chạy đến thánh giới trung nhân vận nho bò mỉm cười nói vừa dứt lời nguyên khí thế vốn đang được thu liễm liền bộc phát ra ngay cả một chút dấu hiệu báo trước cũng không có tích cách cách linh áp chính là loại vật không chất vô hình nhưng hiện tại nó lại hóa thành một đạo quang mang xinh đẹp dùng thế lôi đỉnh vạn quân bổ xuống người Lâm Hiên. Lấy hình ảnh xét đánh không kịp bưng tay cũng không đủ để miêu tả. Lâm Hiên nhướng mày, động tác cục nhanh. Lúc này đã không kịp tế ra bảo vật nữa rồi, bởi vậy hắn giơ tay đánh một quyền về phía trước. Quyền kia bay bổng phiêu hốt tựa hồ không hề gắng sức, nhưng đồng tử thiên nguyên thánh tổ khẽ co lại, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy theo động tác của Lâm Hiên, không gian bỗng nhiên nổi lên sóng gió. Không đúng, phải nói là chấn động mơi chính xác một đạo quyền kình vô hình hữu chất vừa ra, những nơi nó đi qua liền khiến chỗ đó gợn sóng, đứt gãy. Quyền kình vốn không thể thấy, nhưng không gian dị biến lại làm lộ ra quỹ đạo của nó. Bất quá không vấn đề gì. Lâm Hiên tung ra quyền này cũng không phải ý muốn đánh lén. Rất nhanh, nó va chạm với quang mang tạo từ linh áp của đối phương. Không tốt, mau rời khỏi đây. Ba gã ly hợp kỳ tiên vân tông thấy thế lập tức sợ hãi. Tuy mình không phải mục tiêu công kích của hai lão quái vật kia, nhưng trầu bò đánh nhau rủi mũi chết khoảng cách gần như vậy, bọn họ không bị cuốn vào cũng khó. Không quản hai người đó làm trò gì, chỉ riêng dư ba là đủ nghiền nát Tam Ma rồi. Bọn họ tất nhiên tự hiểu lấy mình nên vội chạy trốn, đồng thời tế ra các loại bảo vật phòng ngự. Song đã chậm. Hoặc là nói với tu vi của Tam Ma vốn không có đường sống, chỉ là mấy tên cổ Mali hợp kỳ liệu trốn được bao xa chứ? A, à, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người đầu tiên vẫn lạc chính là mập mạp trong ba người. Độn quang của gã chậm nhất, vừa chạy được hơn trăm trượng liền bị Dư Ba cuốn lấy, lớp phòng ngự xung quanh người không khởi lên chút tác dụng nào. Người hắn vừa dính đòn liền như bông tuyết rơi vào bếp lửa, thoáng cái không còn thấy bóng dáng nữa. Sư đệ, nhị sư huynh, trung niên nhân cùng cung trang nữ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏ tử hồ bi. Nhưng hiện tại làm gì có thời gian thương cảm. Hai người họ so với mập mạp chạy cũng chẳng xa hơn mấy, Dư Ba cuồng bạo đã xuất hiện ngay sau lưng. Sư thúc, cứu ta." Hai người lập tức biến sắc, trong lòng hiểu rõ mình nhất định không ngăn cản nổi, đường sinh cơ duy nhất phụ thuộc vào vị sư thúc kia có nguyện ý cứu giúp hay không. "Xong, lần này bọn hắn phải thất vọng rồi." Đối với lời kêu cứu của hai người, Lâm Hiên coi như không nghe thấy. Hắn chẳng ngốc, sao có thể tự coi mình thực sự là thái thượng trưởng lão Tiên Vân tông chứ? Huống hồ cường địch còn ở trước mặt, chính mình không cẩn thận có khi cũng vẫn lạc, giờ mà ra tay viện trợ trừ phi đầu hắn toàn bã đậu hai người tuyệt vọng nhưng không cam lòng bó tay nhận mệnh, đều tự thi triển các loại bí thuật đáy hòm nhưng chẳng tạo lên nổi chút hiệu quả nào, cứ như thiêu thân lao vào lửa vậy. rất nhanh, cả hai đều bị dư ba nuốt hết. a, à, tiếng kêu thảm thiết phát ra một nửa liền im bặt. đáng tiếc, trong mắt các đại năng, nhị ma nhỏ yếu chỉ như con sâu cái kiến. sinh tử thế nào căn bản không nằm trong vấn đề những tu sĩ cấp cao quan tâm. lâm hiên cũng chẳng có tâm tình mà để ý. địch nhân so với những gì mình tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Qua một kích mà Lâm Hiên đã ước lượng được sâu cạn đối phương thế nào, so với bản thân còn cường hơn nhiều. Hắn bất quá chỉ phóng linh áp ra mà thôi, còn mình phải ra sức tung quyền, bề ngoài thì có vẻ ngang sức ngang tài nhưng kỳ thật người thua là hắn. Song kết quả như vậy vốn cũng nằm trong dự liệu. Lâm Hiên sẽ không tự đại cho rằng bản thân vừa tấn cấp phân thần, liền có thể đánh ngang ngửa với hóa thân cổ ma thánh tổ. Có thể không rơi vào hạ phong hắn đã rất hài lòng. Một kích không trúng, trên mặt nho bào tu sĩ lộ ra nụ cười âm trầm vừa rồi chẳng qua chỉ là một đòn thăm dò mà thôi, tiểu tử kia quả nhiên khó chơi, lần này nhất định phải lưu hắn lại đây. Nhưng phản ứng của Lâm Hiên càng thêm nhanh, tay phải vừa duỗi, một chồng phù lục liền trượt xuống. Tất cả phù lục không gió tự cháy, thoáng chốc cả không gian tràn ngập các loại băng chùy, hỏa diễm, phong nhận, điện xà. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, bầu trời nhất thời âm trầm xuống. Những phù lục này là do hắn lấy được ở chỗ Bạch Phù thành phó ra, uy lực không thường chút nào, Mỗi tấm phù lục đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ động huyền kỳ, mấy chục trương điệp ra lại có thể tạo ra uy lực khiến thiên địa biến sắc. Nhưng trên mặt thiên nguyên thánh tổ lại toát ra ý khinh thường, chút tài mọn. Chỉ thấy hắn vừa vung tay, cuồng phong lập tức bay múa, bất luận là phong nhận hay điện xà đều bị đánh cho thất linh bát lạc, công kích vô hiệu. Song lâm hiên không hề thất vọng, mục đích của hắn đã đạt được. Lâm hiên vốn chẳng hy vọng đám phù lục động huyền kỳ lại có thể làm khó một cổ ma thánh tổ dù chỉ là hóa thân nhưng công kích như vậy vẫn còn chưa đủ. Mục đích của hắn chỉ là tranh thủ ít thời gian mà thôi. Mắt, sau khi hít sâu một hơi liền rót pháp lực toàn thân vào nó. Chỉ một thoáng, đoàn kiếm liền lóe lệ mang cùng linh áp bằng bạc tỏa ra bốn phương tám hướng. Thân ảnh tứ linh lăng không hiển hiện, lúc đầu còn có chút mơ hồ nhưng dần dần liền trở nên rõ ràng. Chúng dương nanh múa vuốt nhào tới đối phương. Tứ linh thuộc tính bất đồng, nhưng một khi liên thủ đủ khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, nho bảo tu sĩ rốt cục nghiêm nét mặt lại ẩn ẩn còn có mấy phần sợ hãi nhưng rất nhanh lại trở lại như bình thường tứ tượng kiếm ư không đúng chỉ là biểu hiện hơi giống mà thôi huống hồ cho dù trong số tiên thiên linh bảo kiếm này được bài danh hàng đầu chỉ là một tu sĩ nhân loại nho nhỏ sao có thể chiếm được chứ đây chỉ là hàng phòng chế thôi nhưng nói thì như thế nhưng thiên nguyên thánh tổ không dám mảy may khinh thị hai tay hắn hợp lại rồi tách ra trước mặt liền xuất hiện một bảo vật hình dáng kỳ lại mới nhìn thấy có chút giống vòng tròn nhưng mặt ngoài lại đâm lên những lưỡi dao sắc bén. Hừ, ngươi hãy nếm thử sự lợi hại của thiên tinh bàn đi. Thiên nguyên thánh tổ hét lớn một tiếng, nếu là tứ tượng kiếm thật sự, thì hắn còn có chút kiêng rè nhưng chỉ là hàng phòng chế, hắn chẳng coi ra gì. Mắt hắn lóe những tia ác lạnh, pháp bảo trước mặt lập tức vọt lên. Chỉ thấy lam quang không ngừng lan tỏa, mặt ngoài thiên tình bàn hiện lên vô số phủ văn phiêu tán, chúng tụ lại trên những lưỡi dao sắc bén rồi chém về phía hư ảnh tứ linh. Oanh! Âm thanh bạo liệt kinh thiên động địa truyền ra, nhất thời khiến gió mạnh quét qua tứ phương, nhưng đến tột cùng ai thắng ai thua, Lâm Hiên vốn không quan tâm. Hắn dùng đến Phệ Linh kiếm vốn là để che giấu hành tung mà thôi. Không nói đến việc mình vốn không đánh lại Cố Hóa Thân Thánh Tổ này, dù vừa rồi cân tài ngang sức nhưng Lâm Hiên không có tí hứng thú sống mái với đối phương lúc này. Mục đích hấp dẫn sự chú ý của đối phương đã đạt được, giờ 36 kế, chuồn êm là thượng sách. Lâm Hiên nâng tay kết ấn, trong mồm không ngừng truyền ra những chú ngữ cổ xưa âm tiết kỳ quái trên người hắn chợt nổi thanh mang sau đó toàn thân lại biến thành màu đỏ rực quang mang ngũ sắc không ngừng xoay chuyển hết sức thần bí những linh quang đó đột nhiên tăng vọt tựa hồ như có sinh mạng chúng mở rộng ra phạm vi gần mẫu bao phủ lấy cả người lâm hiên ồ thiên nguyên thánh tổ chợt thấy không ổn nhưng công kích mà phệ linh kiếm mang đến đâu phải chuyện đùa trong lúc cấp thiết Thiên tinh bàn chẳng thể nào đánh tan bốn đạo hư ảnh kia được nên chỉ có thể trợn mắt mà không làm gì được. Phốc, tiếng bạo liệt nặng nề truyền ra. Từ trung tâm vụ nổ xuất hiện gần trăm tên lâm hiên. Động tác mỗi người tuy không hề giống nhau, nhưng tướng mạo lại khiến người khác chẳng thể phân biệt được. Sắc mặt nho bào tu sĩ hiện vẻ khó tin, nhưng chút ảo thuật nhỏ đó chẳng thể làm khó được hắn. Sau khi hư ảnh tứ linh bị đánh tan, ma vụ cuồn cuộn chui ra khỏi tay áo hắn, tiếp đến vô số mũi tên che trời phủ đất công kích tới Lâm Hiên, bất kể thật giả. Tưởng chừng Lâm Hiên muốn thoát cũng khó. Nhưng, thật sự không trốn được ư. Chưa hẳn, người có kế trương lương, ta bày mưu hẳn tím. Lâm Hiên trước khi động thủ đã tính đến mọi khả năng. Ngay khi mũi tên được bắn ra, không gian phụ cận chợt trở nên vạn vẹo. Sụp đổ. Ngay sau đó, gần trăm tên Lâm Hiên lập tức biến mất khỏi đó. Ồ, thiên nguyên thánh tổ khẽ nhíu mày lại, tất nhiên hắn sẽ không cho đối phương chạy mất trước mắt mình như thế lão ta nhắm mắt thả thần thức ra lục soát xung quanh tuy chỉ là hóa thân nên thần thông cùng pháp lực đều bị hạn chế nhưng cường độ thần thức vẫn y hệt như bản thể vừa quét qua một lượt liền phát hiện ra tung tích lâm hiên chạy được vạn dặm độn thuật này cũng huyền diệu đấy lấy tiêu chuẩn phân thần kỳ thì làm được như vậy là rất giỏi rồi trách không được thiên lam xong ma lại chịu thiệt trong tay hắn nho bảo tu sĩ nhìn về hướng lâm hiên biến mất trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn tiểu tử này xem ra còn khó giải quyết hơn tưởng tượng nhiều nhưng chính bởi vì thế nên y muốn diệt sát lâm hiên của hắn càng thêm mãnh liệt mọi nguy hiểm tiềm ẩn đều phải bị bóp chết ngay lập tức tuyệt không thể để phát triển nữa thiên nguyên thánh tổ thu hồi lại thiên tinh bàn vào túi chữ vật bên hông sau đó bước tới phía trước một bước cả quá trình như nước chảy mây chối không nhuốm chút khí tức nhân gian nào nhưng thân ảnh bỗng nhiên biến mất bí thuật không gian hắn dù gì cũng là cổ ma thánh tổ tất nhiên nắm giữ loại thần thông này tại nơi cách đó vạn dặm thân hình lâm hiên hiện ra nhưng còn chưa kịp buông lỏng một thời thì bên trai trời chuyến đến tiếng xe gió bén nhọn đồng tử lâm hiên co lại thật không hổ là cấp bậc thánh tổ tốc độ nhanh thật tuy vẫn chưa đuổi kịp nhưng khoảng cách giữa hai bên đã không còn xa lâm hiên tất nhiên không dám trì hoãn hai tay liên tục kết ấn rồi lại lần nữa thi triển ảo ảnh độn cứ như vậy một đuổi một chạy hai người dịch chuyển đã được hơn 10 vạn dặm tốc độ của thiên nguyên thánh tổ cực nhanh nhưng so với ảo ảnh độn của lâm hiên vẫn kém hơn một chút. Nhưng trên mặt Lâm Hiên vẫn không có chút thư thả nào, bởi chỉ cần trì hoãn một chút đối phương sẽ lập tức bắt kịp. Nói cách khác, dù ảo ảnh độn huyền diệu cũng không thể thoát khỏi lão ma này. Trừ phi, dùng tùy cơ truyền tống phù. Nhưng Lâm Hiên không làm như vậy, bởi trong lòng hắn còn có tính toán khác. Bên dưới là một mảnh rừng nhiệt đới rậm rạp, trong không khí vương đầy hương hoa. Hai gã cổ ma một cao một thấp đang ngồi đánh cờ trên chiếc bàn đá. Tên cổ ma bên trái tay cầm quân cờ, Nét mặt lộ vẻ suy nghĩ xem nên đi nước tiếp theo thế nào. Nhưng đúng lúc này không gian đột nhiên chấn động. Chỉ nghe thấy âm thanh xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, không khí tại nơi cách người hơn 10 trượng đột nhiên mơ hồ, rồi hiện ra một gã thiếu niên mặc thanh bào. Cái này? Hai gã cổ ma sợ ngây người, ẩn ẩn thấy người thiếu niên này có chút quen mắt, tựa hồ hôm qua mới dùng truyền tống trận ở chỗ này. Bọn hắn từng chính tay nghe ba gã Ly Hợp Kỳ xưng hô hắn là sư thúc. Nghĩ đến đây, hai gã liền lộ vẻ cung kính đang muốn tiến lên thi lễ thì lâm hiên đột nhiên hành động trước hắn như một trận gió vọt vào thạch thất ở đó chơi trọi một tòa truyền tống trận trên mặt lâm hiên hiện vẻ vui mừng tính toán của hắn chính là nhằm vào tòa truyền tống trận này nếu phụ cận đã có một thứ như thế này thì cần gì phải tiêu hao tùy cơ truyền tống phù chứ thép tốt phải được dùng trên lưỡi đao đương nhiên lâm hiên làm ra lựa chọn như vậy cũng bởi vì theo tu vi tăng trưởng thì khoảng cách thi triển ảo ảnh độn cũng tăng lên hơn nữa không phải như trước kia chỉ có thể đi thẳng Giờ hắn đã có thể khống chế phương hướng như khi thi triển độn quang bình thường. Chỉ cần chuyển rời hơn 10 lần, Lâm Hiên liền bay tới nơi này. Hắn không hề do dự mà đi thẳng tới truyền tống trận. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp liền lập tức vận chuyển, quang mang màu trắng sữa bỗng nhiên vọt lên, chùm lấy người Lâm Hiên. Đúng lúc này, từ phương xa chuyển đến tiếng xe gió, thiên nguyên thánh tổ đã đuổi tới nơi. Về phần hai gã trông coi truyền tống trận, bọn họ chỉ có thể nghẹn họng trợn mắt chứ không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Nguyên nhìn thấy Lâm Hiên định làm gì, sắc mặt không khỏi đại biến, nhưng giờ muốn ngăn đã không kịp. Vầng sáng ngà sữa dần mơ hồ, Lâm Hiên biến mất vô tung vô ảnh, truyền tống hoàn thành. Đáng giận. Vẻ mặt bình tĩnh của Thiên Nguyên lập tức biến mất, toàn thân lập lòe ma quang đánh tới truyền tống trận. Bản thân đường đường là thánh tổ, sao có thể để một tiểu tử phân thần kỳ thoát ngay trước mũi được, nếu truyền ra ngoài thì mình chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả tam giới sao? Tiểu gia hỏa chết tiệt, ta nhất định rút hồn luyện phách ngươi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, sự thật lại vô cùng tàn khốc, hắn dù sao cũng chậm một bước, vừa tới bên truyền tống trận liền phát hiện vầng sáng của tòa trận pháp này đã ảm đạm xuống, rồi. Hừ, đáng giận, thiên nguyên tức phát điên, tên tiểu tử ghê tởm kia đã phá hủy truyền tống trận ở đầu bên kia. Mình dù bản lĩnh thông thiên giờ cũng không cách nào truy tìm được nữa. Ánh mắt hắn hóa màu huyết hồng, vừa động tay liền biến cả tòa thạch thất thành bột phấn. Hắn quay đầu nhìn hai gã cổ ma đang sợ ngây người kia đương nhiên sẽ không giận cho đánh mèo. Đường đường là thánh tổ độ kiếp kỳ sao có thể làm những việc nhàm chán như vậy. Tiền. Tiền bối, ngài có gì phân phó? Hai người quá sợ hãi, lắp bắp nói nhưng lời còn chưa dứt thì thiên nguyên thánh tổ đã động thủ. Một đạo ma phong cuốn lấy hai gã cổ ma, hắn không chút khách khí liền thi triển sư hồn thuật. Hắn tuy không muốn để ý tới mấy con kiến này nhưng muốn dò xét hướng đi của Lâm Hiên, thì phải làm thế. Di bảo của cửu thiên huyền nữ còn nằm trên trường tiểu tử kia, Vô luận thế nào Thiên Nguyên cũng không muốn bỏ qua. Ở bên kia, Lâm Hiên xuất hiện trong Tuyết Nha Thành. Chỗ đặt truyền tống trận đầu này đương nhiên không hoang vắng như bên kia, nó được đặt trong một tòa cung điện rộng lớn, cực kỳ nguy nga. Số lượng ma tu bên trong cũng không ít, khoảng vài chục người. Bộ phận nhỏ là chấp sự bổn thành, mà tuyệt đại đa số là người mộ danh mà tới, muốn mượn truyền tống để di chuyển tới nơi khác. Lâm Hiên từng tới đây, đương nhiên hiểu rõ bố cục nơi này. Ngay khi bạch quang tán đi, Lâm Hiên không chút do dự liền bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén chia truyền tống trận, dưới chân thành hai nửa. Động tác hắn mau lẹ, chúng tu sĩ đứng cạnh đều sợ ngây người. Sau một khắc, tiếng quát mắng lập tức vang lên. Cuồng đồ lớn mật phương nào, dám đến tuyết nha thành chúng ta quấy rối? Truyền tống trận cự ly xa hỏng rồi, mau bắt lấy hắn giao cho thành chủ xử lý. Đồ ngốc, thành chủ đang bế sinh tử quan, đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, nhưng chuyện thế này nên báo cho đại trưởng lão là được rồi. Đột biến vừa sinh, những tên trông coi truyền tống trận xung quanh đều bị kinh sơ mà đồng loạt xuất hiện chúng một bên quát mắng một bên vọt tới chỗ lâm hiên mấy tên lỗ mãng này thậm chí còn không kịp tra xét tu vi lâm hiên như thế nào nữa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha